Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Nghị Vân. Tập 191. Oanh! Toàn lực nhất kiếm chém xuống, oanh một tiếng. Giây tiếp theo Dương Nghị Vân có chút há hốc mồm. Hắn nhất kiếm có thể chạm tam đại thiên nhân, nhưng là lại không ở thiên môn thượng lưu lại một đinh điểm dấu vết. Này mẹ nó là cái quỷ gì? Dương Nghị Vân mắng một tiếng, rõ ràng coi trọng thiên môn thượng là vết sách tràn đầy. Nhưng là hắn nhất kiếm cư nhiên không có lưu lại chẳng sợ một chút dấu vết tới, còn nghĩ hoàn toàn hủy diệt thiên môn, mở ra nơi này phong tỏa, cấp tiên giới vân môn đệ tử cấp ra một cái đường lui, này khen ngược cư nhiên như vậy ngạnh. Ta còn cũng không tin ta. Cắn răng một cái, Dương Nghị Vân lại lần nữa ra tay, lần này hắn vận dụng càn khôn thần điện chi lực dung với đổ long kiếm. Ầm vang, lại là kinh thiên động địa nhất kiếm. Mang theo chờ mong ánh mắt nhìn lại. Kết quả. Vẫn là giống nhau. Cư nhiên cũng không có lưu lại một chút dấu vết, hắn còn nghĩ vận dụng càn khôn hồ thần điện chi lực nhất kiếm có thể xuất hiện một chút vết rách đâu. Kết quả giống nhau như đúc, chiếu như vậy xem, liền tính là hắn lực lượng ở cường đại gấp 10 lần phỏng chừng cũng không làm gì được thiên môn. Sốt cuộc là có chuyện như vậy đâu. Vì cái gì sư phụ có thể đánh ra 6 điều vết rách tới, ta lại là không được. Dương Nghị Vân có chút mất mát. Bất quá hắn ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, sư phụ trước sau là sư phụ, hắn so không được. Mặt khác cái này thiên môn nếu là thiên giới bản thổ sinh linh thiết lập, vậy nhất định là thiên giới bản thổ sinh linh trung phi thường cao giai đại năng sở lập. Hắn Dương Nghị Vân hiện tại cũng chính là một cái sơ cấp thiên nhân mà thôi, lay động không được cũng bình thường. Thôi, đi thôi, về sau tu vi thực lực cao lại đến, một ngày nào đó có thể đem này phiến thiên môn cấp phá hủy không thể. Nhảy dựng lên Dương Nghị Vân hướng về thiên môn bay đi, hắn chuẩn bị tạm thời từ bỏ, tuy rằng không phá hủy thành, nhưng rốt cuộc nỗ lực cũng nếm thử. Trong nháy mắt liền đến thiên môn trước, muốn một đầu chui vào đi thời điểm, Dương Nghị Vân ma xui quỷ khiến dừng lại, sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nói đến cùng cái này thiên môn là cường đại năng lượng xây dựng mà thành, thế cho nên trở thành trận pháp tình thế khuếch tán đi ra ngoài bao phủ phạm vi 900 dặm, đoạn tuyệt phi thăng giả tiến vào thiên giới lộ. Nghĩ đến năng lượng, liền nghĩ tới càn khôn hồ một cái khác nghịch thiên công năng, cắn nuốt. Càn khôn hồ liền thần mộ viên đều có thể cắn nuốt, như vậy có thể hay không cắn nuốt rất này tòa thiên môn năng lượng đâu. Phải biết rằng thần mộ viên chính là thần chủ chí bảo, đương nhiên tuy rằng hắn không biết thần chủ là cái gì cấp bậc, nhưng nhất định là rất lợi hại chính là, nếu không há có thể có kỳ lân cùng nằm như bảo hộ. Như vậy người này tòa thiên môn cùng lắm thì cũng chính là thần chủ cấp bậc bút tích đi. Lại nói còn xuất hiện vết rách, ta có phải hay không có thể thử xem thúc dục càn khôn hồ cắn nuốt đâu. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân dừng, trong lòng có nhảy nhót, hắn muốn thử xem. Vạn nhất thành công đâu? Vậy thử xem đi. Dương Nghị Vân vươn tay trái, chạm đến thiên môn thượng. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được, cái này thiên môn thượng có khổng lồ vô cùng thần lực tồn tại, nhưng là tựa hồ lại có chút không ổn định. Quả nhiên là năng lượng chống đỡ. Càn khôn hồ a, càn khôn hồ kế tiếp xem ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhắm mắt nháy mắt thúc giục càn khôn hồ. Ong! Trên cánh tay trái càn khôn hồ đồ án kim quang đại tác, từng đợt cực nóng truyền đến. Một tiếng nổ vang vang lên. Càn khôn hồ vận chuyển. Cắn nuốt. Dương Nghị Vân trong lòng mặc niệm một tiếng. Ngay sau đó, làm Dương Nghị Vân trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Răng rắc sát. Thật lớn, chiếu cố, vừa rồi hắn toàn lực hai kiếm cũng chưa lưu lại một chút ít vết rách thiên môn, phát ra răng rắc thanh âm. Thật giống như là pha lê vỡ ra giống nhau. Càn khôn hồ cắn nuốt vận chuyển dưới, dựng sào thấy bóng. Trong tầm mắt thiên môn bắt đầu giống như sa hóa giống nhau bắt đầu tiêu tán. Toàn bộ 900 dặm không gian thiên địa biến sắc, phong tỏa này một phương không gian ở ngoài hỗn động quay cuồng, giống như chiếu xạ đến thái dương sương mù giống nhau bắt đầu thối lui. Một cái chân chính cải thiên hoán nhật cảnh tượng ở Dương Nghị Vân thực hiện chung trình diễn. 900 dặm không gian bốn phía nơi hỗn độn tiêu tán, thật lớn sân thượng một chút xa hóa biến mất, gương giống nhau thiên môn ở biến mất. Ngắn ngủn 10 tức lúc sau. Hết thảy đều biến mất đãi không thấy. Một cái càng thêm rộng lớn thế giới xuất hiện. Dương Nghị Vân giờ phút này huyền phù ở trời cao phía chân trời, hắn xem đến xa hơn, thấy được hỗn độn thối lui lúc sau, xuất hiện càng thêm to lớn sơn xuyên. Liền tính là không trung cũng vì này sáng ngời,
cao treo ở phía chân trời phía trên đại ngày liệt dương tựa hồ một chút càng vì xa xôi, nhưng Dương Nghị Vân lại có thể cảm nhận được cực nóng cùng đến từ đại ngày liệt dương mênh mông cuồn cuộn chi uy, làm người nhịn không được từ trong lòng kính sợ. Đại địa thượng sơn xuyên cỏ cây con sông từ từ, tựa hồ tại đây một khắc tất cả đều có sinh mệnh giống nhau, cổ xưa mà dày nặng, tang thương thả lại tràn ngập uy nghiêm. Một cổ tử kính sợ không lý do xuất hiện ở hắn nội tâm, là chân chính thâm nhập linh hồn kính sợ. Đối trong thiên địa hết thảy kính sợ. Dương Nghị Vân thành công. Từ giờ trở đi thiên giới cùng tiên giới chi gian phong tỏa biến mất, thiên đạo đại đồng, về sau tiên giới sinh linh sẽ trực tiếp phi thăng thiên giới hoặc là nói thần giới, đến lúc đó sẽ là trực tiếp thông ngộ thành thần, mà ít đi lên trời lộ này một vòng. Đương nhiên thành thần vô ngộ đạo yêu cầu xem cá nhân cơ duyên. Có lẽ vĩnh viễn cũng thành không được thần, có lẽ một sớm ngộ đạo trực tiếp phi thăng thành thần. Dù sao hắn biết từ giờ trở đi, thiên đạo chân chính vận chuyển lên. Thiên đạo vô tình thả cũng không tư. Công bằng. Lên trời trên đường sở hữu hết thảy đều biến mất không thấy. Hắn huyền phù ở giữa không trung, mà xuống phương là một tòa bất đồng với bất luận cái gì núi non núi lớn, lấp lánh sáng lên chiếu rọi vạn vạn dặm, ngọn núi này quá lớn. Sắc thái nồng hậu. Thần thánh vô cùng. Đương hắn nhìn lại thời điểm, quang mang chiếu rọi ở mà đến, trong nháy mắt Dương Nghị Vân trong óc xuất hiện một cái tin tức, ngộ đạo sơn. Đối tòa sơn như là có sinh mệnh giống nhau cho hắn truyền đến tin tức, gọi là ngộ đạo sơn, vuông vức kéo dài cách xa vạn dặm, chính là ngươi sở hữu hạ giới phi thăng giả phi thăng xuất hiện thần sơn. Ngày sau tiên giới ngộ đạo thành thần người đều sẽ xuất hiện tại đây tòa ngộ đạo thần trong núi, tiếp thu thần quang lễ rửa tội. Giờ phút này Dương Nghị Vân đắm chìm trong ngộ đạo sơn thần quang chung, thân thể hắn tiếp thu tới rồi thần quang lễ rửa tội. Điểm này cùng lúc trước hắn từ tu chân giới phi thăng tiên giới phi thăng chỉ thời điểm giống nhau, đồng dạng sẽ có một lần lễ rửa tội. Phía trước như phá thần cảnh tuy rằng cũng đã xảy ra biến hóa, pháp lực tiến hóa thành tựu càng cao trình tự, nhưng là thân thể biến hóa không lớn. Lúc này đắm chìm trong ngộ đạo sơn thần quang chiếu rọi xuống, hắn thân thể bắt đầu rồi trước cái gọi là có cường hóa. Có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một tấc da thịt từ trong ra ngoài đều ở biến đổi lớn. Đây mới là chân chính thần nhân chi khu đi. Dương Nghị Vân chìm vào ở loại này mỹ diệu chung, trong đầu cũng tiếp thu tới rồi một ít thần sơn truyền lại mà đến tin tức. Thần nhân nên có thủ đoạn cơ sở từ từ hắn đều tiếp thu tới rồi. Dư quang trông được đi, những người khác đều ở cách đó không xa, đắm chìm trong thần quang bên trong, thoạt nhìn mỗi người đều ở tiếp thu thần quang lễ rửa tội. Liền ở phía trước một khắc, Dương Nghị Vân vận dụng càn khôn hồ cắn nuốt thời điểm, ở thiên môn biến mất kia một khắc. Thiên giới nào đó bảy màu tường vân trong vòng, thần quang lộng lẫy nơi, một tòa cơ hồ dung nhập ở thiên địa trung hoa lệ trong đại điện. Một tôn tôn cao ước trăm trượng người khổng lồ, như ẩn như hiện ở thần quang bên trong, tường vân trong vòng, một cái hoặc là ngồi hoặc nằm, cũng hoặc là tay véo pháp quyết hoặc là cầm trong tay thần bảo tồn tại. Tọa lạc toàn bộ thật lớn cuồn cuộn đại điện chung, cái này đại điện cơ hồ chính là một cái thế giới. Thiên tư trăm thái các loại người khổng lồ tồn tại với nơi này, có già có trẻ có nam có nữ, có nhân loại hình thái, có thú loại hình thái, có cỏ cây núi đá đầu hình thái. Thật sự là một cái thiên kỳ bách quái sinh linh tồn tại thế giới. Hơn nữa có lớn có bé, một tầng tầng như cầu thang giống nhau, kéo dài mà thượng, càng là cao hơn nơi sinh linh càng là thật lớn vô cùng. Suốt chia làm 33 tầng, mà càng là hướng lên trên người tồn tại nói sinh linh càng ít. Tối cao 33 tầng chỉ là, cơ hồ ở đám mây phía trên, lại là một tôn tọa lạc ở từ thần quang mây mù hình thành vương tọa thượng, cao ước ngàn trượng chi khu, căn bản liền thấy không rõ bộ mặt. Trong giây lát này tôn ngồi ở 33 tầng tối cao tồn tại, mặt bộ đột nhiên mây mù quay cuồng, ầm vang một tiếng tiếng sấm vang lên, tia chớp nổ bắn ra đi ra ngoài mấy vạn dặm ở ngoài. Toàn bộ thiên giới đều tiếng sấm chấn động. Một đôi cự mắt ở 33 tầng mây mù trung mở, như ẩn như hiện. Như toàn bộ thiên địa nói chuyện thanh âm vang lên, thiên môn nát, suốt một cái kỷ nguyên qua đi, thượng một cái vô lượng thiên ma kiếp 1.000 vạn năm lâu sau, tiên đoán ứng nghiệm. Là ngươi truyền nhân sao? Thiên giới có phải hay không ý nghĩa tiến vào tiếp theo hạ vô lượng kiếp? Không, quyết không thể, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, ngươi đều hợp đạo thất bại vì cái gì còn chưa từ bỏ ý định. Thanh âm này một mở miệng, toàn bộ 33 tầng tường vân đại điện, ước chừng thượng vạn sinh linh thức tỉnh, khẩu hô, đế tôn vô thượng. Liền này một câu, lại là biểu đạt chính là kính sợ. Phi thăng thiên môn rách nát,
phái ra thiên thần, đem Toái Thiên Môn phi thăng giả bắt lấy cao cao tại thượng đế tôn trực tiếp phân phó. Tức khắc ở 32 tầng thượng có hai tôn đại năng chung bên trái một người mở miệng, đế tôn thần tộc một mạch, nếu có gây khó dễ nhưng như thế nào? Nói cho bọn họ, đại kiếp nạn chi tử hẳn phải chết, nếu không thiết phi thăng chết môn. Đế tôn dừng một chút khôi, việc này sự tình quan thiên giới an ủi, sự tình quan thiên nhân nhất tộc, người tự mình ra mặt, làm đại kiếp nạn chi tử hình thần đều diệt đi. Khôi, cần tuân đế tôn pháp chỉ. Thả đi. Dứt lời, cao cao tại thượng đế tôn cử mắt hợp bế, ngay sau đó lại là biến mất không thấy. Ngộ Đạo Sơn, Dương Nghị Vân tự nhiên còn không biết hắn phá hủy phi thăng thiên môn lúc sau, đã bị thiên giới cao tầng chú ý, hơn nữa trực tiếp trở thành cái gì đại kiếp nạn chi tử, muốn sát chi. Giờ phút này Dương Nghị Vân mở hai mắt, hắn hoàn thành thần quang lễ rửa tội, đứng đắn trở thành thần nhân. Đương nhiên này một bước lẽ ra ở tiên giới phi thăng thần giới thời điểm nên hoàn thành, đáng tiếc tiên giới phi thăng thần giới đường bị phong tỏa, thế cho nên bọn họ mấy cái hiện tại tới rồi thần giới lúc sau mới hoàn thành thành thần lễ rửa tội. Đương nhiên hiện tại cũng không xong. Cuối cùng là thành công. Hắn nhìn thoáng qua những người khác, đại gia tựa hồ còn chìm vào ở thần quang lễ rửa tội chung, liền chuẩn bị từ từ. Mà liền vào giờ phút này, Dương Nghị Vân đột nhiên trong lòng kinh hoàng, một cổ xưa nay chưa từng có tim đập nhanh hiện lên trong lòng, chưa từng có quá mực này cảm giác, hắn thậm chí cảm giác được tử vong hơi thở một chút bao phủ hắn. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hảo gia hỏa một con che trời thật lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đối với hắn mà đến. Này một cái Dương Nghị Vân cả người lông tơ đứng chổng ngược, muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện hắn cư nhiên không động đậy chút nào. Chuyện gì xảy ra? Dương Nghị Vân trong lòng đại chấn. Là người nào? Đây là muốn hắn mệnh a? Hắn mới cảm thấy tiên giới mà thôi. Chẳng lẽ là phía trước bị bọn họ liên hợp chém giết là ba cái thiên nhân sau lưng người tới báo thù? Không đến mức đi. Mày lá liễu không phải đã nói, chỉ cần bọn họ tiến vào thiên giới liền không có việc gì, sẽ không có người tìm phiền toái. Hơn nữa ở sân thượng sát thiên nhân sinh tử bất luận, báo thù cũng không đến mức. Nhưng là hiện tại phía chân trời phía trên buông xuống này chỉ bàn tay khổng lồ là chuyện như thế nào? Cái trán mồ hôi lạnh xoát một chút xông ra, đáng tiếc hắn động đều không động đậy. Này chỉ bàn tay khổng lồ mang đến uy áp quá cường hãn, tuyệt đối không phải thiên nhân cấp bậc, sợ là thiên thần đi. Mới vừa thành thần liền phải quải sao? Dương Nghị Vân trong lòng kêu rên. Giờ này khắc này hắn liền tính là trước phát ra âm thanh tới đều làm không được. Càng đáng sợ chính là, hắn phát hiện một vấn đề. Phía dưới hoa sen đen đám người như cũ một đám khoanh chân mà làm chìm vào ở thần quang lễ rửa tội chung, tựa hồ đối với nhập phía chân trời mà hàng này chỉ bàn tay khổng lồ, không hề có phát hiện, một chút phản ứng đều không có. Này thật đúng là, Dương Nghị Vân biết này chỉ bàn tay khổng lồ chỉ là nhằm vào hắn một người. Hơn nữa Dương Nghị Vân đột nhiên nhớ tới, có lẽ không phải bởi vì giết ba cái thiên nhân vấn đề, trọng điểm là có lẽ hắn phá hủy thiên môn, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích. Có thể làm thiên nhân tộc tức giận. Không tiếc không biết xấu hổ tới giết hắn cái này vừa mới thành tựu thần nhân cảnh giới tiểu thần nhân. Một cổ tử không làm dưới đáy lòng, nhưng Dương Nghị Vân không có biện pháp, này một con bàn tay khổng lồ quá cường đại đến làm hắn tuyệt vọng. Đây là thiên giới cao giai cường giả sao? Dương Nghị Vân dưới đáy lòng kêu rên đồng sự, hắn cũng cảm nhận được thiên giới cường đại. Liền như vậy xong đời sao? Dương Nghị Vân trong lòng cuồng loạn. Hắn thấy được bàn tay khổng lồ tới rồi chính mình đỉnh đầu 3 mét chỗ thời điểm, nhắm lại hai mắt, chỉ để lại trong lòng vô tận không cam lòng, bởi vì hắn còn có rất nhiều sự không có làm. Lão nhân chưa thấy được, liễu lanh canh không tìm được. Ong! Bất quá liền ở Dương Nghị Vân nhắm mắt một khắc, hắn bỗng nhiên nghe được ong ong tiếng gầm rú, cũng cảm nhận được toàn bộ thiên địa tựa hồ đều lần thứ hai run rẩy. Thực rất nhỏ, lại tựa hồ kinh thiên động địa. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy chính mình toàn thân căng thẳng, tựa hồ bị nào đó cường đại lực lượng vây quanh lên. Cũng liền tại đây một khắc hắn cảm nhận được trời đất quay cuồng cảm giác, có cảm nhận được xưa nay chưa từng có không gian chi lực. Nghe trong lúc nhất thời bên tai vang lên tiếng sấm tức giận thanh nói, không gian thần vương ngươi dám nhúng tay đế tôn pháp chỉ tìm chết không thành. Ha ha, đế tôn là ngươi thiên nhân nhất tộc đế tôn, lão tử là phi thăng nhất tộc, không thừa nhận, ngươi nể hà. Các ngươi thiên nhân tộc còn biết xấu hổ hay không, cư nhiên đối một cái vừa mới thành thần tiểu gia hỏa động thủ, hơn nữa vẫn là thượng giai thiên thần trực tiếp ra tay,
Ta phi, các ngươi này đó vương bát đản thật đúng là không biết xấu hổ về đến nhà. Lớn mật, đại ngươi đại gia, cũng có không bồi ngươi chơi, tái kiến, có bản lĩnh liền đuổi theo a. Hảo hảo hảo, ngươi chờ, Khôi Thiên Pháp Thần đại nhân tất nhiên sẽ đi các ngươi Bắc Thần giới, đến lúc đó xem ngươi chết như thế nào. Lão tử là dọa đại, ha ha ha. Phía chân trời phía trên hai người đối thoại truyền tới Dương Nghị Vân trong tai. Thực hiển nhiên là phi thăng giả nhất tộc có cái gọi là gì không gian thần vương người cứu hắn, mà thiên nhân nhất tộc còn lại là khí mắng, nghe tới đối hắn ra tay 10 cái cao giai thiên thần. Bất quá Dương Nghị Vân tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, nhưng lại là có thể phán đoán ra, hẳn là xuất hiện 3 người, đối hắn ra tay chính là cái thiên thần, cứu người của hắn là cái gì không gian thần vương. Cùng không gian thần vương đối thoại thực hiển nhiên cũng ít nhất là cùng cấp bậc tồn tại. Dù sao Dương Nghị Vân biết hắn được cứu trợ, trong lòng một khối treo cục đá thả xuống dưới. Ngộ đạo sơn trên không, bàn tay khổng lồ biến mất, một cái không gian lốc xoáy tiêu tán. Trong núi hoa sen đen đám người như cũ chìm vào ở thần quang lễ rửa tội chung, tựa hồ căn bản liền không có phát hiện đã xảy ra cái gì. Hết thảy quay về bình tĩnh. Bất quá ở ngộ đạo sơn phía trên tầng mây bên trong, một tôn thiên thần hai mắt xuất hiện không cam lòng, nhìn phương Bắc. Ngay sau đó thiên thần bên người ngân quang lập lòe xuất hiện một người thanh niên. Cái này thiên thần vội vàng quỳ xuống, tham kiến hỏa thần vương, thuộc hạ vô năng. Đứng lên đi, chuyện này không trách ngươi, không nghĩ tới Bắc thần giới người sớm đã có phát hiện phòng bị, phái ra chính là không gian thần vương tiến đến, đừng nói là ngươi, đối mặt không gian thần vương ta cũng không có cách. Đa tạ hỏa thần vương thông cảm. Phía dưới kia mấy cái con kiến như thế nào xử lý? Thiên thần hỏi. Hỏa thần vương nhìn thoáng qua phía dưới hoa sen đen chờ 8 người, chậm rãi mở miệng nói, không cần để ý tới, Nam Bắc hai bên ước định, chỉ cần hạ giới phi thăng giả bước lên thiên giới, liền không thể động, nếu không sẽ dẫn phát thiên nhân tộc cùng phi thăng giả nhất tộc đại chiến, này không phải chúng ta thiên nhân tộc hy vọng nhìn đến. Cho nên phía dưới mấy cái con kiến không cần để ý tới, duy độc phá thiên môn kia tiểu tử, là tiên đoán chung người. Càng là đế tôn thân khẩu pháp chỉ muốn giết người, phi thăng giả một phương tự nhiên cũng minh bạch sao lại thế này, liền tính là chúng ta ra tay cũng sẽ không nói cái gì, khá vậy chỉ có thể là nhiều nhất cao hơn kia tiểu tử một cái đại cảnh giới người ra tay, cũng chính là ngươi bực này cao giai thiên thần mới có thể. Nhưng là không nghĩ tới lần này không gian thần vương cư nhiên tự mình ra tay, chuyện này đã vượt qua ta chức trách phạm vi, yêu cầu đăng báo cấp Khôi Thiên Pháp Thần đại nhân, ngươi chính là thấy được kia tiểu tử trông như thế nào. Cuối cùng hỏa thần vương hỏi thiên thần. Thiên thần nói, thấy được, thuộc hạ cũng từ ngộ đạo sơn lấy ra tới rồi hắn tin tức, tiên giới vân môn chi chủ, Dương Nghị Vân. Đi thôi, cùng ta đi 33 thiên điện trả thù mệnh. Dứt lời hỏa thần vương mang theo thiên thần biến mất ở tại chỗ, hỏa thần vương không đuổi theo, bởi vì hắn biết đối mặt không gian thần vương, hắn căn bản là không tìm được. Chỉnh ta không gian chi lực thần vương, trừ phi là thiên thần đế ra tay. Nếu không vương cấp thưởng đều không cần muốn đuổi theo thưởng. Dương Nghị Vân cảm giác chính mình bị cường đại vô cùng pháp lực bao vây ở một cái sắc thái sặc sỡ đại kén chung, có không gì sánh kịp không gian hơi thở. Đối với không gian hơi thở hắn không xa lạ, thậm chí rất quen thuộc, nhưng lúc này cảm nhận được lại là phi thường tinh thuần không gian chi lực, cùng tiên giới không gian chi lực hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hắn biết chính mình được cứu trợ, giờ phút này hẳn là ở nào đó không gian trong thông đạo. Điểm này hắn cảm thụ được đến. Đối phương hẳn là muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Đi chỗ nào không sao cả, dù sao là được cứu trợ. Duy nhất tiếc nuối chính là, không có tới đến cấp cùng nhi tử Dương Tinh Phó cùng hoa sen đen bọn họ nói một tiếng. Cứ như vậy Dương Nghị Vân đãi ở cái này không gian chi lực bao vây đại kén chung, cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, có cảm giác chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rốt cuộc trong tầm mắt bỗng nhiên sáng ngời, dừng. Ánh sáng có chút chói mắt, hắn thích ứng một chút, rốt cuộc có thể thấy được. Chẳng qua trước tiên trong tầm mắt liền xuất hiện một khuôn mặt. Theo bản năng Dương Nghị Vân kinh hô một tiếng, quỷ A. Tiểu gia hỏa quá không lễ phép đi, lão tử mới vừa cứu ngươi, ngươi cứ như vậy, đến nỗi sao? Phi thường bất mãn quỷ Nga không nên nói là cá nhân đi, đối Dương Nghị Vân tràn ngập oán niệm. Khụ khụ, đa tạ tiền bối cứu giúp ta đây là bản năng phản ứng. Đắc tội, ta cho ngài nhận lỗi. Dương Nghị Vân xấu hổ khom lưng hành lễ. Kỳ thật cũng không thể trách hắn, bởi vì hắn nhìn đến gương mặt này đích xác có chút dọa người, trắng bệch tới rồi phi nhân loại nông nỗi, hơn nữa ăn mặc một thân bạch,
tóc cùng hắn giống nhau đều là bạch, bất quá so với hắn đầu bạc còn bạch, chợt vừa thấy rất dọa người, liền kém đầu lưỡi không nhổ ra, nếu không sống thoát thoát Bạch Vô Thường trang điểm. Lúc này phản ứng lại đây sau, hắn biết chính là trước mắt cái này quỷ giống nhau người cứu hắn, hắn như vậy một câu đích xác không lễ phép, vội vàng xin lỗi. Dương Nghị Vân đối cái này cứu chính mình người, vẫn là thực cảm kích, vội vàng xin lỗi. Người này cho hắn đệ nhất cảm giác chính là bạch. Từ trong ra ngoài đều lộ ra bạch. Ở có chính là đạo hạnh sâu không lường được. Phía trước nghe được những cái đó đối thoại, chỉ biết hắn hẳn là gọi là gì không gian thần vương, nhưng khả năng chỉ là cái tên tuổi, chân chính tên gọi cái gì, không thể hiểu hết. Bất quá có một chút Dương Nghị Vân có thể xác định chính là, cái này không gian thần vương, tuyệt đối là phi thăng giả nhất tộc, cùng thiên nhân tộc là đối lập. Còn có chính là mặc kệ là phía trước kia chỉ đối phó hắn bàn tay khổng lồ, cũng hoặc là không gian thần vương, tựa hồ đều đoán chắc muốn phát sinh sự, hoặc là nói hắn tồn tại, bọn họ là làm sao mà biết được. Lại nói tiếp hắn chỉ là một cái vừa mới đến thiên giới tiểu tu sĩ mà thôi, liền đáng giá này đó đại lão như thế chú ý. Dương Nghị Vân là có một bụng nghi hoặc, bất quá hắn biết tiếp được này đó nghi hoặc có lẽ chính là vạch trần đáp án lúc. Đối với không gian hướng về xin lỗi sau, chỉ nghe không gian thần vương cười hắc hắc nói, được rồi tiểu gia hỏa, bản thân không keo kiệt như vậy, cũng không đến mức cùng ngươi một cái tiểu bối so đo cái gì, nói ngươi tên là gì, chúng ta nhận thức một chút, đúng rồi bản thân kêu Dễ Ngàn Hành. Dương Nghị Vân nghe Dễ Ngàn Hành nói chuyện, lại cũng bình dị gần gũi, cũng không có cao cao tại thượng, tức khắc trong lòng gia tăng rồi vài phần hảo cảm nói, vãn bối Dương Nghị Vân gặp qua Ngàn Hành thần vương. Không cần đa lễ, bản thân không như vậy nhiều nghèo chú ý, không thịnh hành cái này. Dễ Ngàn Hành không chút nào để ý vẫy vẫy tay. Dương Nghị Vân cũng không khách khí, hắn cũng không phải một cái thích rườm rà chú ý người, tương đối tùy ý, Dễ Ngàn Hành tính cách cùng hắn thích hợp. Cười cười nói, kia vãn bối liền mạo muội, lần này đa tạ Ngàn Hành thần vương cứu giúp, vãn bối cũng có một bụng nghi hoặc, còn thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc. Tiểu tử ngươi muốn tạ người cũng không phải là ta, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp ngươi hẳn là tạ người. Là hắn biết được thiên nhân tộc đám tôn tử kia phải đối ngươi bất lợi, mới để cho ta tới trước cứu ngươi. Dễ Ngàn Hành nói chuyện chung về phía trước đi đến. Dương Nghị Vân sửng sốt, lại cũng không ở hỏi nhiều, đi theo Dễ Ngàn Hành phía sau, trong lòng lại là nghĩ đến, là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ cùng chết lão nhân có quan hệ? Hắn thực xác định hắn ở thần giới nhưng không có gì quan hệ, chỉ có lão nhân phi thăng thần giới, đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất quan hệ. Nghĩ đến làm Dễ Ngàn Hành cứu người của hắn, cùng lão nhân có quan hệ đi. Nhưng, ngẫm lại tựa hồ cũng không đúng, tính lên lão nhân phi thăng thần giới thời gian kỳ thật cũng không có dài hơn, hắn cũng đến từ thấp nhất giai thần nhân tu luyện khởi bước, đến bây giờ nhiều nhất cũng liền tu luyện nói thiên thần đi, nhưng Dễ Ngàn thủ đô lâm thời là cái gì thần vương, có thể sai khiến Dễ Ngàn Hành người, so sánh với càng là sâu không lường được hạng người, sao có thể cùng lão nhân có quan hệ đâu. Đối với thần giới tu luyện cảnh giới từ từ, hắn là không rõ ràng lắm, mày lá liễu cũng chỉ là nói qua, thiên nhân phía trên chính là thiên thần chi cảnh, thần vương trình tự hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Trong lòng nghĩ chờ quay đầu lại hỏi một chút ý Dễ Ngàn Hành. Hai người một trước một sau mà đi. Nơi này như là một cái thế ngoại đào nguyên giống nhau, hoa thơm chim hót, trong thiên địa thần nguyên lực nồng hậu sung túc, hiển nhiên là cái hảo địa phương. Dù sao hắn là không biết Dễ Ngàn sắp sửa hắn đưa tới địa phương nào, phía trước vẫn luôn là xuyên qua không gian trạng thái, điểm này là sẽ không sai nhiều, nhưng chính là tới rồi địa phương nào, rất xa từ từ Dương Nghị Vân hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này đi ở phía trước Dễ Ngàn Hành tựa hồ biết hắn trong lòng tưởng cái gì giống nhau, đầu cũng sẽ không nói, nơi này là vô tận chi hải trong đó một tòa hải đảo, tên là Người Hoàng Đảo. Muốn gặp người của ngươi, cũng là làm ta cứu ngươi người chúng ta xưng là thần hoàng. Xem như chúng ta phi thăng giả nhất tộc chung lãnh tụ, đương nhiên cái này xưng hô là chúng ta kêu ra tới, thần hoàng đại nhân kỳ thật chút nào không thèm để ý cái gì tên tuổi, bất quá hắn lại là chúng ta phi thăng giả nhất tộc chung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Nói thật nếu là không có thần hoàng đại nhân tồn tại, phi thăng giả nhất tộc đã sớm bị thiên nhân tộc những cái đó vương bát đản cấp diệt, tiểu gia hỏa đợi chút cần phải tôn kính điểm, thần hoàng đại nhân là chịu vạn thần kính ngưỡng tồn tại, hắn vì phi thăng giả nhất tộc làm rất nhiều. Biết sao? Dương Nghị Vân trong lòng khiếp sợ, nghe Dễ Ngàn Hành dặn dò, theo bản năng gật đầu tỏ vẻ biết, hắn không nghĩ tới đi vào thần giới ngày đầu tiên, là có thể nhìn thấy thần giới đệ nhất cường giả. Người Hoàng,
Thần Hoàng. Hắn có chút choáng váng đầu. Trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Phi thăng giả nhất tộc, thiên nhân tộc. Thần giới hoàn cảnh lại nói tiếp cùng hạ giới tựa hồ nhìn không có gì khác nhau, nhưng là cẩn thận quan sát vẫn là có khác nhau tồn tại. Liền tỷ như Dương Nghị Vân nhìn đến này tòa trên đảo hoa cỏ cây cối, tất cả đều là hắn kêu không nổi danh tự thảm thực vật. Thật sự là hoa thám liễu xanh năm màu đều không phải là, toàn bộ đảo nhỏ mặc kệ là bầu trời vẫn là trên mặt đất, đều có năm màu đều không phải là tường vân tràn ngập, chân chính là giống như tiến vào một cái thế giới cổ tích chung. Lợi hại nhất chính là, không biết là ảo giác vẫn là chân thật, Dương Nghị Vân tổng cảm giác một thảo một mộc từ từ đều là có sinh mệnh, thật giống như đều ở tu luyện giống nhau. Nói là ảo giác đi, hắn cảm giác thật sự là phi thường thật là vô cùng. Nhịn không được hỏi đi ở phía trước dễ ngàn hành đạo, ngàn hành tiền bối nơi này một thảo một mộc chính là có sinh mệnh tồn tại. Hắc hắc, bản thân còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ không hỏi ngươi, như thế nào, cảm nhận được. Dễ ngàn hành cười nói. Ân, ta cảm giác chung tựa hồ sở hữu đồ vật đều có sinh mệnh, đều là có linh hồn. Dương Nghị Vân thành thành thật thật trả lời. Tiểu tử ngươi không tồi. Nguyên thần rất cường đại, không sai ngươi cảm giác là đúng, thần giới hết thảy đều là có sinh mệnh, bao gồm sơn xuyên con sông, càng đừng nói hoa cỏ cây cối. Thần giới chi xưng, là chúng ta phi thăng giả nhất tộc xưng hô, ở thiên nhân tộc nơi nào chính là thiên giới, bất quá chúng ta nơi này là bắc thần giới, cho nên chúng ta xưng thần giới là thích hợp, không đối nói xa, phản hồi vừa rồi vấn đề, thần giới chính là tam giới tối cao một giới, nhất cảnh giới đại đạo thế giới, cho nên được trời ưu ái. Vạn vật có linh ở thần giới không phải lời nói suông. Thần giới thiên địa năng lượng là nhất tinh thuần, cho nên tầm bổ vạn vật, rất nhiều đồ vật đều có thể sinh ra linh trí, cũng chính là linh hồn, nhưng thiên đạo chế hành hạ, hết thảy đều là công bằng, bay lên không gian cơ hồ không có, trừ phi là có biến dị, hoặc là trải qua điểm hóa núi đá cỏ cây, cũng hoặc là một ít bản thân độc đáo vạn vật sẽ tiến hóa thành hình do đó có tu luyện bay lên không gian, nếu không nhiều nhất chính là biến ảo tinh linh. Người thả nhìn xem, liền tỉ như này một gốc cây khang hoa lan, chính là tinh linh hình thái, có thể cùng chúng ta bình thường giao lưu, có thể tự do hoạt động từ từ. Dễ ngàn hành nói chuyện chi gian vung tay lên, ngay sau đó một gốc cây khang hoa lan quang mang đại tác, tức khắc lập lòe trung hóa thành một cái nửa thước tiểu nhân nhi, là hình người nhưng lại mang theo đóa hoa rõ ràng đặc thù, toàn thân lập lòe dáng màu. Hi hi hi, ngàn hành ca ca ngươi tốt xấu, quấy dậy nhân ra ngủ, hừ. Quả nhiên là tinh linh, tiểu hài tử gương mặt đồng âm, nói chuyện phi thường đáng yêu. Bay lên tới bơi lội xoay tròn ở dễ ngàn hành bốn phía, ngay sau đó thấy được Dương Nghị Vân sau, này chỉ tiểu tinh linh như là phát hiện hảo ngoạn, tức khắc bay đến Dương Nghị Vân bên người phi hành vần quanh, cao hứng nói, tới khách nhân A, tiểu ca ca ngươi hảo, ta là giáo hoa, người hoàng đảo khang hoa lan. Dương Nghị Vân nhìn cũng cười, chân thần kỳ. Ngươi hảo, ta kêu Dương Nghị Vân. Vân ca ca ngươi hảo soái, hi hi, đại gia mau tỉnh lại, chúng ta người hoàng đảo tới khách nhân. Đừng nhìn kêu tiểu hoa tiểu linh tinh tiểu, nhưng này một giọng thanh âm lại truyền ra đi thật xa. Như vậy một kêu, tức khắc cả người hoàng đảo, ngũ quang thập sắc, dáng màu đại lượng, kỳ kỳ sao sao thanh âm vô số vang lên. Oa, thật sự cũng. Hắn là cái tiểu thần nhân. Hắn tóc là màu trắng cùng ta giống nhau Nga. Là phi thăng nhân tộc. Rất tuấn tú Nga. Ngươi tên là gì? Cả người hoàng đảo như là sống lại đây, trăm triệu ngàn ngàn vạn vật thức tỉnh, tuyệt đại bộ phận giống như tiểu hoa giống nhau hóa thành nho nhỏ tinh linh, bay tới bay lui, thật là tự tại. Cũng có chút bản thể thật lớn như đại thụ cự thạch từ từ, hóa ra một cái thô giáp hình người, có mặt bộ cùng tứ chi, lại là không chạy loạn đãi ở tại chỗ, chỉ là mang theo tò mò xem Dương Nghị Vân. Có chút còn nói lời nói giả nua, có chút như tiểu hoa giống nhau nãi thanh nãi khí. Có chút còn lại là thanh âm như linh điểu giống nhau dễ nghe. Đầy trời đều là một cái nho nhỏ tinh linh. Dương Nghị Vân nhìn một màn này tâm sinh vui mừng, thật sự là vạn vật có linh sinh cơ bừng bừng. Bất quá có một chút hắn phát hiện này đó linh vật năng lượng đều rất thấp, có chút thậm chí còn không bằng tiên nhân cường đại, chính là xem xét tính linh vật. Này có lẽ chính là dễ ngàn hành trong miệng theo như lời thiên đạo công bằng đi. Thiên đạo cho này đó vạn vật tinh linh sinh mệnh. Nhưng lại không cách nào cho chúng nó tu luyện tăng lên không gian, nói trắng ra là chính là tinh linh sinh mệnh, đương nhiên mọi việc cũng có ngoại lệ, trăm triệu ngàn ngàn trung tổng hội có như vậy tiểu bộ phận càng thêm khai hóa, có cơ duyên tu luyện đắc đạo thành thần. Hảo, các tiểu tinh linh, đều ngoan ngoãn ngủ đi thôi,
cũng không thể quấy rầy đến thần hoàng Thanh Tu Nga dễ ngàn hành cười nói một câu, ngay sau đó này những tinh linh lại một lần khôi phục bản thể. Thảo là thảo, hoa là hoa, cục đá là cục đá. Đi thôi, phía trước liền đến, dễ ngàn hành nói. Dương Nghị Vân theo dễ ngàn hành sở chỉ nhìn lại, phía trước là một mảnh tử trúc lâm, trong rừng trúc như ẩn như hiện thấy được có một tòa nhà tranh tiểu viện. Thực mau hắn đi theo dễ ngàn đi tới rồi có một tòa nhà tranh tiểu viện trước. Dương Nghị Vân trong lòng thẳng trừ trừ, chẳng lẽ thần giới đệ nhất cường giả liền ở tại nhà tranh không thành. Ngàn hành bái kiến thần hoàng. Đứng ở viện ngoại, dễ ngàn hành cung cung kính kính đối với nhà tranh hành lễ, không còn có vừa rồi cái loại này bất cần đời. Ngàn hành ngươi vất vả, đến sau núi đi, biết tiểu tử ngươi nhớ thương ta sau núi bảo bối, quá một hồi lại đến đi. Một cái to lớn vang dội từ tính nam nhân thanh âm vang lên. Dễ ngàn hành nghe xong vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ, ở Dương Nghị Vân không phản ứng lại đây thời điểm, vèo một chút liền biến mất. Ai? Dương Nghị Vân buồn bực, nhìn dễ ngàn hành biến mất địa phương, dương mắt nhìn, không đáng tin cậy người a, đem ta ném nơi này ý gì a? Cũng may lúc này nhà tranh truyền đến thanh âm nói, tiểu gia hỏa tiến vào nói chuyện. Dứt lời lúc sau, nhà tranh cửa phòng cũng tự động mở ra. Dương Nghị Vân sửng sốt, lại cũng không luống cuống nhấc chân đi vào. Từ bên ngoài nhìn như không lớn nhà tranh, đi vào đi lúc sau lại là phát hiện không gian cũng không tiểu, có 100 nhiều bình không gian. Trong tầm mắt vuông trên tường xuất hiện một bức họa. Không đúng, nói là họa lại như là một bức tự. Càng như là vài cái ký hiệu, hoặc là nói là vài cái khắc văn tạo thành một chữ họa. Hiện ra không quy luật hình tròn. Dương Nghị Vân nhìn có chút quen mắt. Không khỏi nhìn kỹ đi. Chính là giây tiếp theo hắn liền cảm giác không thích hợp, bắt đầu đầu váng mắt hoa lên. Dương Nghị Vân nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh, nhưng mà không gì dùng. Trong tầm mắt tranh chữ giống như là có ma lực giống nhau, làm người tưởng từ bỏ nhưng lại luyến tiếc, thật là một loại gặp quỷ tình huống. Dương mẫu nhân nội tâm rõ ràng biết không có thể xem không thể nhìn, nhưng là căn bản dừng không được tới, thực muốn mệnh. Như thế dưới tình huống, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong cơ thể thần lực đều ở dung chuyển, nguyên thần mở họp khi không xong. Rất nguy hiểm sự tình muốn đã xảy ra. Giờ phút này Dương Nghị Vân thực sự dọa nhảy dựng. Rốt cuộc là cái quỷ gì a? Cũng may liền vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một bóng người lập lòe, to lớn vang dội mà có từ tính thanh âm như tiếng sấm giống nhau vang vọng ở trong óc. Đạo tâm không đủ, người còn xem không được, được rồi dừng lại đi. Thanh âm này lạc bế sau, Dương Nghị Vân quả nhiên phát hiện chính mình nghe xong xuống dưới. Hô hô, Dương Nghị Vân bắt đầu từng ngụm thở dốc. Trong lòng thẳng hô đáng sợ đáng sợ. Từng ngụm thở hổn hển mấy hơi thở sau, Dương Nghị Vân mới cảm giác khôi phục lại đây. Hắn không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bởi vì xem một bức họa mà như thế chật vật, thậm chí còn hắn có cái cảm giác nếu không có người ngăn cản hắn, làm hắn tiếp tục nhìn chằm chằm này bức họa xem đi xuống nói, chưa chừng hắn sẽ hồn phi phách tán. Tuyệt đối là yêu họa a. Đương nhiên nói là như thế này nói, hắn biết này không phải cái gì nháo yêu, mà bức tranh chữ này họa là mang theo phi thường huyền ảo đại đạo ấn ký. Chẳng qua là hắn quá yếu không chịu nổi này bức họa chịu tải đạo nghĩa mà thôi. Này đến là cái dạng gì tu vi đạo hạnh mới có thể có được như thế lệnh người khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Gần một bức tranh chữ khiến cho hắn thiếu chút nữa xong đời. Nơi đây chủ nhân thật sự là thế gian tuyệt thế cường giả sao? Không đúng, vốn dĩ chính là dễ ngàn thủ đô lâm thời nói qua, muốn đem người của hắn hoặc là nói là chân chính cứu người của hắn là thần giới đệ nhất cường giả, là bọn họ thần giới tôn xưng thần hoàng. Chờ hắn hoãn quá mức tới sau mới ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng là ngay sau đó, hắn lại là cả người bỗng nhiên chấn động. Bởi vì hắn trong lòng không hề chuẩn bị, hoặc là nói hoàn toàn đều không có quá bất luận cái gì tưởng tượng. Vừa rồi thanh âm biểu thị nơi đây chủ nhân xuất hiện, cũng là người ta đem hắn đánh gãy làm hắn thoát ly tranh chữ ma tính, hắn cũng nhìn đến trong tầm mắt bóng người lắc lư một chút, liền biết là nơi đây chủ nhân xuất hiện, chính là dễ ngàn hành trong miệng thần hoàng đại nhân. Chỉ là lúc này ngẩng đầu đi xem thời điểm, vượt qua hắn đoán trước sự tình xuất hiện. Từ dưới hướng lên trên nhìn lại, đầu tuyển hắn nhìn đến cũng không phải người, mà là nửa thanh bảy màu sặc sỡ suy đoán thân rắn, cũng không phải đặc biệt thô tráng, cũng liền người bình thường hai cái đùi thêm lên như vậy thô mà thôi. Từng mảnh màu sắc rực rỡ lân giáp đại như lá cây tầng tầng lớp lớp rậm rạp, nhưng Dương Nghị Vân vô cùng xác định đây là thân rắn, bởi vì hắn gặp qua quá nhiều loài rắn.
cả người chấn động, cũng không phải sợ hãi, mà là khiếp sợ. Trước nay không nghĩ tới, cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, muốn đem người, hoặc là nói cái gì thần hoàng cư nhiên sẽ là xà. Đương nhiên cái này ý niệm chỉ là dừng lại một giây nhiều thời gian mà thôi, hắn liền ngẩng đầu lên, thấy được toàn cảnh. Chuẩn xác nói, trước mắt xuất hiện sinh linh, là người đầu thân rắn. Nửa đoạn dưới là thân rắn, nửa đoạn trên hoàn toàn là nhân thân. Một trung niên nhân, một trương thoạt nhìn hòa ái dễ gần mặt chữ điền. Đen nhánh tóc dài xõa trên vai, trên đầu có cái cô vòng, xem như thúc tóc dài. Da vàng, mắt đen, tóc đen, mặt chữ điền, vô cùng chính tông phương đông gương mặt. Thân xuyên năm tên gia thú nửa vai y. Chỉ có nửa người dưới là bảy màu sặc sỡ thân rắn. Trong giây lát, Dương Nghị Vân trong óc nghĩ tới hai người tên tới. Phục Hy, Nữ Oa. Bởi vì ở Cửu Châu thần thoại chuyện xưa chung, Phục Hy cùng Nữ Oa chính là người đầu thân rắn hình thái, không nói đến Nữ Oa, đơn nói Phục Hy, hắn là Cửu Châu thần thoại chuyện xưa chung, thái cổ chính thần, tam hoàng ngũ đế trung tam hoàng chi nhất. Phục Hy, tự Quá Hạo, Cửu Châu dân tộc nhân văn thủy tổ, lịch sử ghi lại Phục Hy xuất hiện ở thời đại đồ đá, sáng tạo bẩm sinh bát quái, diễn biến văn tự từ từ, để lại quá nhiều thần thoại chuyện xưa. Dương Nghị Vân biết địa cầu Thiên Thủy cũng chính là hắn cố hương, chính là Phục Hy ra đời địa phương, có Phục Hy miếu từ từ, càng có mỗi năm một lần đại hình tế tổ hoạt động, mỗi năm đều sẽ có đến từ cả nước toàn cầu trong ngoài nước người Hoa Hoa Kiều tham gia nhân văn thủy tổ hiến tế hoạt động. Mà trước mắt cư nhiên xuất hiện như vậy một bộ hình ảnh, là sống sờ sờ xuất hiện, cái này làm cho Dương Nghị Vân nội tâm quay cuồng lên. Hắn là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật sao? Khả năng không lớn đi. Lúc này mang theo ôn hòa thanh âm đánh gãy sững sờ Dương Nghị Vân. Tiểu gia hỏa chính là nhìn bức tranh chữ này hỏa quen mắt. À, là quen mắt. Dương Nghị Vân phản ứng lại đây sau lắp bắp trả lời, có hậu biết sau giác vội vàng hành lễ nhịn không được liền phải quỳ xuống lại, khẩu hô, vãn bối Dương Nghị Vân bái kiến thần hoàng. Trong miệng nói nhưng thật ra nói xong, nhưng quỳ lại lại là không có quỳ xuống đi, mặc kệ hắn dùng như thế nào lực đều quỳ không đi xuống. Ngay sau đó một cổ nhu hòa chi lực nhẹ nhàng đem hắn nâng lên. Ta kêu quá, thả không cần đa lễ, ngươi này một quỳ ta thật đúng là không dám chịu, ha ha, tiểu hữu, tới ngồi xuống nói chuyện. Người đầu thân rắn trung niên nam tử tự xưng là, quá, mỉm cười nói chuyện, vươn tay kéo Dương Nghị Vân, đi tới một bên trúc tía bản ghế trước, ngồi xuống. Dương Nghị Vân lại là trong lòng có chút khẩn trương, bất quá hắn nhưng thật ra nghe được trung niên nam tử nói chuyện, cũng biết đối phương kêu quá. Hơn nữa kéo hắn tay thời điểm, tức khắc hắn nội tâm khẩn trương tùy theo tan thành mây khói, lập tức đạo tâm liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn có thể cảm nhận được cái này kêu quá trung niên nam tử, đối hắn thực thân thiện. Bất quá vừa rồi quá một câu, người này một quỳ ta thật đúng là không dám chịu, lời này thật đúng là làm hắn này nột hà thị sờ không được đầu óc, không ngừng là có ý tứ gì. Tóm lại hắn trong lòng nghi hoặc là càng ngày càng nhiều, đối phương tựa hồ đối hắn thực hiểu biết giống nhau. Nhưng hắn lại là đối nhân gia hoàn toàn không biết gì cả, từ xuất hiện ở thần giới, từ dễ ngàn hành cứu hắn, đến đi vào cái này nhà tranh, thấy được tranh chữ, ở nhìn đến người đầu thân rắn trung niên nam nhân quá. Hắn có quá nhiều nghi hoặc. Uống trước trà, thường thường đây là ta nhàn hạ rất nhiều chế tác trúc tía trà. Quá mỉm cười ý bảo Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại, nhìn giống nhau cái bàn, quả nhiên trước mặt có một ly màu tím chén trà. Nội loại nước trà đều là màu tím có thần quang lập lòe. Không biết vì cái gì, hắn nghe được quá nói chuyện, luôn là sẽ thuận theo bản năng nâng chung trà lên uống một ngụm. Một cổ tử ôn nhuận chi khí ở trong cơ thể hóa khai, đạo tâm lại lần nữa đắm chìm, đầu óc cũng bắt đầu thanh minh lên, Dương Nghị Vân cảm giác hắn nguyên thần tựa hồ đều lớn mạnh ngưng tụ vài phần. Hắn biết này không phải bình thường nước trà. Dù sao lúc này, cuối cùng là bình tĩnh. Buông chén trà. Đối với quá nói, đa tạ tiền bối ban trà. Tiểu hữu không cần khách khí, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, kế tiếp ngươi có thể hỏi, ta cho ngươi giải thích nghi hoặc như thế nào. Quá buông chén trà nói chuyện. Ở Dương Nghị Vân trong mắt, quá nhìn qua rõ ràng không có gì tiên phong đạo cốt phong phạm, nhưng lại là nơi trốn đều lộ ra tiên khí nhi, phi thường kỳ quái. Bất quá có một chút là hắn có thể xem ở trong mắt cảm thụ ở trong lòng. Đó chính là quá, cho hắn cảm giác là cái loại này hết thảy đều thoải mái cảm giác. Mặc kệ là nói chuyện, vẫn là một động tác, đều vô cùng thoải mái. Dương Nghị Vân nghe hắn nói chuyện, lại cũng cao hứng,
rốt cuộc có thể biết chính mình muốn biết nghi hoặc, có một bụng nghi hoặc, nhưng làm hắn mở miệng, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết từ chỗ nào nói lên. Ánh mắt đảo qua, Dương Nghị Vân ánh mắt lại lần nữa dừng ở trong phòng vuông tranh chữ thượng, mở miệng nói, vậy từ kia phúc tranh chữ nói lên đi, vãn bối tổng cảm giác như là ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Có phải hay không cùng quê của ngươi bát quái thực tương tự? Quá cười nói. Dương Nghị Vân nghe quá như vậy vừa nói, lúc này ở đi xem càng tương tự, giờ phút này nhìn lại cũng không có mới vừa tiến vào thời điểm, nhìn lại có ma lực, chút nào không chịu ảnh hưởng, xem đến càng thêm rõ ràng, nghĩ đến là quá làm cái gì phòng hộ đi. Vừa thấy dưới, còn đúng là cái bát quái có chút tương tự, chẳng qua bức tranh chữ này họa càng thêm đơn giản một ít, nhưng lại đồng dạng là tám phương vị, hoặc là nói là tám khắc văn luyện thành nhất thể tâm thái. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, đúng vậy, thật đúng là rất giống lời này nói xong Dương Nghị Vân bỗng nhiên phản ứng lại đây nói, ngài đi qua quê quán của ta. Ha ha quá mỉm cười gật đầu, lại lắc đầu, ngay sau đó nói, xem như đi qua, chuẩn xác mà nói là phân thân của ta đi qua các ngươi quê nhà, ở địa cầu để lại bẩm sinh bát quái, trên thực tế xem như không hoàn chỉnh bát quái, ngươi hiện tại chỗ đã thấy cái này bát quái mới là hoàn chỉnh. Dương Nghị Vân sau khi nghe được, quả thực là thạch phá kinh thiên. Trừng lớn trong mắt, nhìn quá, có chút phát ngốc nói như vậy ngài là Phục Hy. Quá mỉm cười gật gật đầu, có thể nói như thế, ngươi có thể kêu ta Phục Hy, dù sao cũng là phân thân đối địa cầu có chấp niệm, cũng liền ngoài ý muốn nếu là ta chấp niệm. Ta tích ngoan ngoãn a, tiểu gia ta hôm nay nhìn thấy đại thần a. Dương Mỗ Nhân trong lòng ở gào. Phía trước từ Dễ Ngàn Hành trong miệng biết là thần hoàng. Cùng mới vừa gặp mặt thời điểm xác định là thần hoàng, hắn cũng chưa kích động như vậy. Lúc này xác định là Phục Hy lúc sau, Dương Nghị Vân kích động quả thực là khó có thể nói nên lời. Trên địa cầu có câu nói là, đồng hương thấy đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng, huống chi ở tam giới trung thần giới gặp được đồng hương, cứ việc cái này đồng hương là thần thoại truyền thuyết nhân vật, nhưng lại chứng thực Phục Hy thần thoại là tồn tại quá, cũng có thể tưởng tượng, mặt khác thần thoại nhân vật có lẽ đều là ở địa cầu viễn cổ thời đại tồn tại lại đây. Dương Nghị Vân há có thể không kích động. Cùng nhau đều đối thượng. Tiến vào thời điểm nhìn đến tranh chữ, trách không được quen thuộc, nguyên lai là hoàn chỉnh bẩm sinh bát quái, nhìn đến quá người đầu thân rắn, Dương Nghị Vân trước tiên nghĩ tới Phục Hy nữ oa, này cũng không sai. Thật đúng là Phục Hy, tuy rằng là phân thân đi qua địa cầu, nhưng kia cũng là. Cái này chính là thật thân thiết 10 vạn phần, cũng kích động 10 vạn phần. Thần thoại a thần thoại. Nhân văn thủy tổ a. Đây mới là cửu châu danh tộc tổ tông nhân vật. Dương Nghị Vân nhìn không được khom lưng hành lễ, gặp qua thủy tổ. Không cần đa lễ, tùy ý điểm đi, ngồi xuống liêu quá hoặc là nói hiện tại hẳn là kêu Phục Hy càng vì thích hợp. Dương Nghị Vân lại lần nữa ngồi xuống, nhìn Phục Hy, sắc mặt như cũng nhìn không được vui sướng. Cái này xem như hoàn toàn yên tâm, vốn dĩ đi, Dương Mỗ Nhân trong lòng vẫn là có như vậy một chút phòng bị, hiện tại xem như không có. Mở miệng hỏi, thủy tổ. Nói còn chưa dứt lời đã bị Phục Hy ngắt lời nói, người vẫn là xưng ta tiền bối đi, thủy tổ cái này xưng hô không thích hợp. Dương Nghị Vân sửng sốt, gật gật đầu lại cũng không hỏi nhiều nói, vậy xưng hô ngài vì thần hoàng đi. Tùy ý đi Phục Hy tỏ vẻ không thèm để ý, với hắn mà nói thần hoàng chỉ là một cái danh hiệu, nhưng là thủy tổ cái này từ ngữ quá lớn. Lần này còn muốn đa tạ thần hoàng đại nhân cứu giúp. Dương Nghị Vân ngẫm lại hẳn là tỏ vẻ cảm tạ một phen, tuy rằng cứu người của hắn là Dễ Ngàn Hành, nhưng Dễ Ngàn Hành nói, là thần hoàng người hắn tới. Phục Hy lắc đầu dừng tay nói, cứu ngươi là hẳn là, có phải hay không muốn biết thiên nhân tộc vì cái gì đối với ngươi một cái vừa mới phi thăng thành thần người hạ sát thủ. Dương Nghị Vân ngẫm lại nói, nếu là thật yêu cầu một cái lý do, ta nghĩ đến là bởi vì ta hủy diệt rồi thiên môn đi. Không tồi, ngươi thực thông tuệ. Thật là nhân thiên môn bị hủy dựng lên, nhưng không phải toàn bộ, cũng không phải trọng điểm. Phục Hy nói. Thỉnh thần hoàng chỉ giáo. Dương Nghị Vân nghiêm mặt nói. Phục Hy nâng chung trà lên ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía chân trời mới sâu kín mở miệng nói. Việc này muốn thật lâu trước kia nói lên. Ngươi hẳn là đã biết trên đời này có tam giới, nhân giới địa giới thiên giới vì tam giới đứng đầu. Cũng là vạn vật sinh linh tiến hóa đến tối cao trình tự một giới. Mà thiên giới trung kỳ thật sớm nhất thời điểm chính là thiên nhân tộc, bọn họ là vũ nội sủng nhi, sinh ra chính là tối cao cấp bậc sinh linh, là thiên nhân, là thiên thần.
thiên nhân tộc không tu luyện sinh ra rất cao, trực tiếp là thiên nhân thiên thần, khởi bước so với chúng ta phi thân nhất tộc cao tới rồi không giới hạn, mà chúng ta phi thân nhất tộc chỉ có thể đi bước một thông qua tu luyện tới tiến hóa, cuối cùng có cái thứ nhất phi thăng tộc bước vào thiên giới, sau đó liền có rất nhiều rất nhiều. Ngay từ đầu mặc kệ là thiên giới bản thổ sinh linh cũng hoặc là phi thăng giả nhất tộc đều có thể hòa thuận ở chung, có biết có một ngày, thiên nhân tộc phát hiện phi thăng giả nhất tộc cư nhiên siêu việt bọn họ, cao cao tại thượng thiên nhân tộc sinh ra ghen ghét chi tâm, hai tộc chi gian khoảng cách xuất hiện. Lại sau lại, xuất hiện một loại gọi là thiên ma ma vật, công kích tâm trí, vì thế thiên nhân tộc cùng phi thăng giả nhất tộc tích lũy khoảng cách rốt cuộc bùng nổ, đại chiến ngày chết, sinh linh đổ thán. Thiên nhân tộc làm người bọn họ là tam giới chi nhất, là tam giới cao quý nhất sinh linh, chúng ta phi thăng giả nhất tộc là từ thấp giới bỏ lên tới, không nên so với bọn hắn còn ưu tú, thậm chí còn tu vi thực lực cao hơn bọn họ, chạy tới bọn họ trên đầu đi. Đã chịu thiên ma mê hoặc không thể tránh được, muốn đem phi thăng giả nhất tộc hoàn toàn từ thiên giới mặt sát rớt, hoàn toàn cắt đứt phi thăng chi lộ, hai tộc tranh phong đại chiến rằng co vô số năm, phi thăng giả nhất tộc tự nhiên cũng sẽ không thuận bọn họ ý. Chúng ta cực cực khổ khổ, đi bước một tu luyện mà đến tới rồi thiên giới, dựa vào cái gì các ngươi nói mạt sát liền mạt sát. Các ngươi thiên nhân tộc không tư tiến thủ không tu luyện, sinh ra chính là thiên nhân thiên thần, muốn nói ghen ghét cũng là chúng ta phi thăng giả nhất tộc ghen ghét các ngươi mạt sát các ngươi thiên nhân tộc, này khen ngược trái ngược. Dù sao hòa bình không có, thiên nhân tộc toàn lực bắt đầu chèn ép phi thân nhất tộc, không thể không nói phản thiên nhân tộc thật là thiên đạo sủng nhi, bọn họ thế lực phi thường cường đại. Phi thăng giả nhất tộc kế tiếp bại lui, đến sau lại đích xác có bị hoàn toàn mạt sát khả năng. Nhưng phi thăng giả nhất tộc có cái chí cường giả, tu luyện thực lực cơ hồ so ngay lúc đó thiên nhân tộc tối cao lãnh tụ đế tôn còn cường một ít, nhưng so sánh với bản thổ tộc thiên thời địa lợi ưu thế thiên nhân tộc, phi thăng giả nhất tộc đại bộ phận người vẫn là yếu đi. Không có biện pháp phi thăng giả nhất tộc vị nào chí cường giả, cuối cùng lựa chọn bảo toàn phi thăng giả nhất tộc thần nhân, hắn lựa chọn lấy thân hợp đạo. Vọt vào hỗn độn trung ngạnh sinh sinh sáng lập ra một phen thiên địa, vì thế có bắc thần giới. Cái gọi là bắc thần giới nói đến cùng vẫn là thiên giới, nhưng lại là vị nào chí cường giả hợp đạo lúc sau thiên địa, cho chúng ta phi thăng giả nhất tộc sáng lập ra tới thiên địa, cho nên chúng ta xưng là bắc thần giới, chính là người phi thăng lúc sau kia tòa ngộ đạo sơn vì giới phương bắc chính là chúng ta bắc thần giới, ngộ đạo sơn phương nam liền thiên giới. Đương nhiên đều không phải là như vậy có thể thái bình. Thiên nhân tộc như cũ cường đại, nhưng thiên nhân tộc lúc ấy là bị thiên ma mê hoặc, cũng đã tới rồi mất khống chế bên cạnh, mà chúng ta phi thăng giả một phen vị kia chí cường giả, lấy thân hợp đạo lúc sau, tương đương là bổ toàn thiên đạo, tầm bổ thiên đạo, một lấy sinh mệnh vì đại giới, khai thiên tích địa, vạn vật hưng thịnh dưới, thiên ma tan hết, thiên nhân tộc ma tính tan đi, cũng cuối cùng là khôi phục lý trí, một hồi đánh cướp kết thúc. Ngã xuống thần nhân thiên nhân đếm không hết. Thiên nhân tộc chính là được phi thăng giả nhất tộc vị nào đại năng đại đạo ân huệ, không bao giờ có thể đuổi giết phi thăng giả nhất tộc, nhưng là hai bên đều thương vong thảm trọng, định ra lấy ngộ đạo sơn vì giới cùng chiến ước định, bất quá thiên nhân tộc như cũng muốn phá hỏng hạ giới phi thăng thông đạo, chúng ta dư lại 3.000 phi thăng giả nhất tộc cường đại thần ma tự nhiên không làm, ở thiên nhân tộc phong tỏa thông đạo phi thăng thông đạo thời điểm, 3.000 thần ma xả thân ngạnh sinh sinh ở thiên nhân tộc đế tôn phong tỏa hạ. Lấy sinh mệnh vì đại giới xỏ xuyên qua một cái phi thăng khe hở. Hợp đạo đại năng tuy rằng hợp đạo, nhưng lại dự uy có cảm tác giận dữ, thiên nhân tộc đế tôn chỉ có thể thỏa hiệp để lại thiên môn một đạo, xem như cấp hạ giới phi thăng giả phía sau lưng một cái phi thăng cơ duyên, bất quá lại là sẽ phái ra 9 mệnh thiên nhân thủ thiên môn, có bản lĩnh đánh bại thiên nhân tiến vào thiên giới, đem không hề đuổi giết. Ngay lúc đó tình huống ta phi thăng giả nhất tộc ngã xuống cuối cùng 3.000 thần ma, ở vào nhược thế. Cũng chỉ có thể từ bỏ, bất quá đại năng hiện hóa thiên đạo có cảm, hàng thần mộ một tòa, thu nạp 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng, rơi xuống giới mà đi, hơn nữa lưu lại thiên đoán, sau kỷ nguyên đem có truyền nhân lên trời lộ mà đến, xé trời môn, trọng chỉnh thần giới làm tam giới chi thiên đại cùng. Nói nơi này thời điểm, Phục Hy nghe xong xuống dưới, lại là không nói nữa, làm Dương Nghị Vân đi tiêu hóa này đó tin tức. Mà Dương Nghị Vân còn lại là trong lòng như sấm minh chấn động. Phục Hy lời này, tựa hồ tả hữu trước sau đều đang nói hắn giống nhau, thật sự là làm hắn có chút khó có thể tiêu hóa. Dương Nghị Vân trầm tư một hồi lâu, mới mở miệng hỏi kia. Thần mộ viên là chuyện như thế nào? Thần mộ viên chính là một kiện thần khí, là vị kia đại năng bút tích, hoặc là có thể nói, thần mộ viên chỉ là vị kia đại năng truyền thừa thần khí một bộ phận,
thu nạp 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng lúc sau, đi hạ giới. Bất quá chân chính truyền thừa thần khí, không biết tung tích, dựa theo vị kia đại năng an bài, một ngày kia đến hắn truyền thừa chi vật người xuất hiện ở thần giới, đó chính là truyền nhân. Nói nơi này thời điểm Phục Hy dừng một chút tiếp tục nói, nguyên nhân chính là vì cái này nghe đồn, làm thiên nhân tộc đế tôn canh cánh trong lòng, vẫn luôn ở chèn ép phi thăng giả nhất tộc, vô số năm qua tiên giới phi thăng thần giới giả ít ỏi không có mấy, thẳng đến trước đó không lâu sư phụ ngươi mang theo tiên giới một đám người thành công đột phá phong tỏa tiến vào thần giới. Mà hiện tại ngươi xuất hiện, lại là trực tiếp phá hủy phi thăng thiên môn, cái này đế tôn ngồi không yên, trực tiếp phái người tới giết ngươi. Bởi vì ở đế tôn đã từng suy đoán quá, một ngày kia phi thăng giả nhất tộc phi thăng giả xé trời môn giả đó là tiếp theo cái hạo kiếp bắt đầu, cho nên thiên nhân tộc coi ngươi vì đại kiếp nạn chi tử, phải giết chi. Ở đế tôn suy đoán chung, tiếp theo cái vô lượng kiếp chính là thiên nhân tộc tai nạn, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh ngươi là đại kiếp nạn căn nguyên, nhưng là thiên nhân tộc đế tôn là cái cực đoan người, thà rằng sai sát cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao kế tiếp ngươi khả năng sẽ trở thành thiên nhân tộc đột phá điểm mấu chốt muốn đuổi giết mục tiêu, đối này ngươi có cái gì ý tưởng, hôm nay đều có thể nói cho ta nghe một chút đi. Phục Hy đối Dương Nghị Vân thực kiên nhẫn. Dương Nghị Vân nghe Phục Hy nói chuyện, giảng nói thật hắn trong lòng là thật sự ở sấm sét, ta mẹ nó cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên bị thiên nhân tộc cái gì đế tôn cấp theo dõi. Hơn nữa tựa hồ hắn từ lên trời lộ một khắc bắt đầu hoặc là nói bước vào thần giới kia một khắc bắt đầu cũng đã lâm vào một cái thật lớn lốc xoáy, mà cái này lốc xoáy có thể làm hắn tan xương nát thịt. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói như thế nào, trong lòng thực buồn bực. Bất quá, ngẫm lại cũng liền như vậy, cùng lắm thì chính là vừa chết mà thôi, huống hồ hiện tại còn chưa có chết đâu, thần giới đại lão ở trước mặt hắn, vẫn là hắn đồng hương, lần này cứu hắn chính là chứng minh. Nói nữa, hắn một cái tiểu thần nhân có thể bị cái gì đế tôn cấp theo dõi, này xem như vinh hạnh đi. Dương Nghị Vân tận lực làm chính mình trong lòng tiêu sái, nhưng hắn biết đây là bất đắc dĩ ý tưởng. Nhưng, hắn Dương Nghị Vân một đường đi tới, đã trải qua vô số sinh tử, kia một lần không phải sinh tử một đường, không làm theo đi tới sao? Có cái gì sợ quá? Dương Nghị Vân tự mình an nguy hoặc là nói ở tự mình thôi miên. Nhưng chung quy hắn biết, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Hít sâu một hơi nhìn Phục Hy nói, thiên nhân tộc cái gì đế tôn là cái dạng gì tồn tại? Ngài trong miệng hợp đạo đại năng có là thế nào tồn tại? Ta có phải hay không hắn truyền? Như thế nào mới có thể chứng minh? Mặt khác ta có không tránh thoát thiên nhân tộc đuổi giết? Thân là phi thăng giả nhất tộc, các ngươi đối ta là cái gì thái độ? Cuối cùng chính là ta muốn biết thần giới tiến bộ không gian, thiên nhân cùng thần nhân có cái gì bất đồng chỗ? Dương Nghị Vân một hơi hỏi ra vài cái vấn đề. Hắn không có bị dọa đến, ngược lại ở nhanh nhất thời gian sửa sang lại chính mình suy nghĩ, hỏi ra mấy vấn đề này, hắn không phải một cái ngồi chờ chết người. Phục Hy nghe Dương Nghị Vân hỏi ra mấy vấn đề này, vẻ mặt vui mừng nói, người thực hảo, thực không tồi. Ngắn gọn khen chung mang theo Phục Hy đối Dương Nghị Vân thưởng thức. Ngay sau đó Phục Hy mở miệng nói, tưởng nói cái thứ nhất vấn đề, thiên nhân tộc đế tôn. Thiên nhân tộc đế tôn thật là một cường giả, hoàn toàn có thể nói là đương kim tam giới đệ nhất nhân, ta đều nhược hắn một bậc. Đế tôn là trước kỷ nguyên người, một cái kỷ nguyên thời gian là 1.200 vạn năm, nói cách khác đế tôn đến nay có 1.200 nhiều vạn tuế, tu vi cảnh giới thượng ở vào hợp đạo nông nỗi. Đương nhiên nói lên cái này, liền phải cho ngươi nói, về thần giới tu luyện cảnh giới cấp bậc vấn đề, đến lúc đó ngươi liền biết đế tôn cường đại, đầu tiên thiên giới cũng gọi là thần giới. Đương nhiên chúng ta thói quen xưng là thần giới. Cảnh giới thượng có, thần nhân cảnh giới, thiên thần cảnh giới, này hai cái cảnh giới xem như căn cơ tu luyện cảnh giới, chia làm sơ giai, trung giai, thượng giai, như lúc ban đầu giai thiên nhân hoặc là thần nhân, sơ giai thiên thần giống nhau, đương nhiên ở cảnh giới thượng, trừ bỏ xưng hô phân thiên nhân cùng thần nhân ở ngoài, thiên thần trở lên liền giống nhau. Trừ bỏ này hai cái cảnh giới, lúc sau đó là quân vương đế chủ, tứ đại cảnh giới. Tức vì thiên thần quân cảnh giới, thiên thần vương cảnh giới, thiên thần đế cảnh giới, thiên thần chủ cảnh giới, đây là quân vương đế chủ, mỗi cái cảnh giới đồng dạng là có 3 cái tiểu cảnh giới. Này đó cảnh giới tu luyện phần lớn ở lực lượng trình tự, đối lực lượng hấp thu khống chế cùng vận dụng từ từ, lại lúc sau đó là thứ 7 cái đại cảnh giới, xưng là thiên pháp thần cảnh, đã siêu thoát rồi lực lượng trình tự bước vào pháp tắc cũng xưng chi quy tắc trình tự, là pháp, là quy củ. Thần giới có 5 đại pháp tắc đại đạo, vì quang minh, hắc ám,
thời gian, sinh mệnh, tử vong, năm đại pháp tắc đại đạo, thiên pháp thần cảnh chính là tu luyện hiểu được này đó pháp tắc đại đạo, ngộ đạo thấu triệt thứ nhất viên mãn, tắc bước vào tiếp theo cái cảnh giới. Tiếp theo cái cảnh giới cũng là thứ 8 cảnh giới, vì thiên đạo chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ thần giới, đạt tới thiên đạo chi cảnh giả lông phượng sừng lân, bởi vì thiên đạo chi cảnh yêu cầu nắm giữ năm đại pháp tắc đại đạo, hơn nữa cuối cùng đem năm đại pháp tắc hợp nhất, mới là thiên đạo chi cảnh, nhưng trước mắt đem năm đại pháp tắc tu luyện bắt đầu dung hợp nông nỗi người, toàn bộ thần giới liền hai người. Cái thứ nhất đó là đế tôn dung hợp quang minh với hắc ám, dung hợp sinh mệnh cùng tử vong. Hiện tại liền ở vào dung hợp cuối cùng thời gian pháp tắc thượng, chờ hắn đem năm đại pháp tắc hoàn toàn dung hợp một ngày, đó là chân chính hợp đạo, cũng là thứ 9 đại trong truyền thuyết cảnh giới, thành tựu thần giới chi chủ, tam giới chi chủ, tới rồi lúc ấy, với ta phi thăng giả nhất tộc tới nói chính là chân chính ý nghĩa thượng tai họa ngập đầu, bởi vì đế tôn thực cửu thị phi thăng giả nhất tộc. Nghe đến đó Dương Nghị Vân nhìn không được nói, ta đây phi thăng giả nhất tộc chẳng phải là không cơ hội. Phục Hy cười cười nói, hợp đạo này là dễ dàng như vậy. Nhưng cũng nói không tốt, đế tôn ngộ đạo ngàn vạn năm, liền kém cuối cùng một bước, nói có thể nói chuẩn, ta phỏng chừng chính là thời gian vấn đề, đế tôn hợp đạo chỉ là vấn đề thời gian, hắn quá cường đại, cũng sống được đủ lâu, càng là thiên nhân tộc lãnh thụ đệ nhất nhân. Dương Nghị Vân hỏi lại, kia ngài đâu? Hắn biết phi thăng giả một phương chung cũng tất nhiên có cường giả người tài ba, nếu không đã sớm bị thiên nhân tộc cấp tiêu diệt. Mà trước mắt Phục Hy được xưng thần giới đệ nhất cường giả thần hoàng, nghĩ đến không cần đế tôn kém. Nghe được Dương Nghị Vân hỏi, Phục Hy cười cười nói, đích xác, ta cũng nắm giữ năm đại pháp tắc đại đạo, tiến vào hợp đạo nông nỗi, nhưng ta chung quy so đế tôn kém một bậc, năm đại pháp tắc ta dung hợp tam đại pháp tắc áo nghĩa. Ta đây có phải hay không có thể lý giải, ngài cùng đế tôn chính là thiên giới thần giới đệ nhất nhân. Dương Nghị Vân hỏi, cũng có thể nói như thế, nhiều năm như vậy. Nếu không phải ta tồn tại, đế tôn đã sớm phát động thiên nhân tộc tấn công thần giới, càng sẽ không có cái gì ước định tồn tại, tuy rằng ta kém đế tôn một bậc, nhưng chân chính nếu là liều chết, đế tôn cũng sẽ không hảo quá, cho nên nhiều năm như vậy tới hai bên đều bảo trì cân bằng, nhưng ta phi thăng giả một phương chung quy ở vào bị thiên nhân tộc chèn ép trạng thái. Này cũng không có biện pháp, chỉnh thể thượng thật là thiên nhân tộc cường đại quá chúng ta phi thăng giả nhất tộc, hiện tại vấn đề là, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đế tôn hợp đạo liền kém một bước, nếu là hắn thành công hợp đạo, tuyệt đối sẽ không dung nạp chúng ta phi thăng giả nhất tộc. Thiên nhân tộc vốn là bản thổ thiên tộc, mắt cao hơn đỉnh, tự nhận là tam giới cao quý nhất tồn tại, đối chúng ta trời sinh cửu thị, đế tôn hợp đạo chính là ta phi thăng giả nhất tộc diệt tộc là lúc, về sau tam giới đồng đạo bị hoàn toàn đóng cửa, chúng ta đem vĩnh viễn trở thành tam giới trung thấp nhất quả nhiên sinh linh. Cũng may ngươi xuất hiện, ngươi là ta phi thăng giả nhất tộc hy vọng. Là vị kia đại năng tiên đoán trung truyền nhân, có lẽ ngươi chính là vị kia đại năng chuyển tu giả, lại có lẽ ngươi chính là ngươi, là truyền nhân, là đại năng trong miệng tiên đoán duy nhất có hy vọng hợp đạo, cùng đế tôn cạnh tranh thần giới chi chủ tồn tại. Dương Nghị Vân trừng lớn mắt ta. Hắn rất muốn nói một câu, ngài lão nói giỡn đi. Ta mới vừa phi thăng đến thần giới, là cái tiểu thần nhân, khoảng cách cái gì thiên đạo chi cảnh, hợp đạo thần mã kém đâu chỉ là 10 vạn dặm xa. Ngài liền dám nói ta là phi thăng giả nhất tộc hy vọng. Phục Hy hơi hơi mỉm cười nói, đúng vậy, chính là ngươi, không cần hoài nghi, bởi vì ngươi đánh vỡ phi thăng thiên môn, đương nhiên về phi thăng thiên môn chỉ là đế tôn tiên đoán, ta có thể xác định ngươi là kia vì đại năng người thừa kế, là bởi vì trên người của ngươi có một thứ, là vị kia đại năng đồ vật, cho nên ngươi chính là tương lai phi thăng giả nhất tộc hy vọng, càng là có thể cùng đế tôn cạnh tranh thần giới chi chủ người. Dương Nghị Vân là thực sự có chút phát ngốc, nói như thế nào nói, hắn tựa hồ còn trở thành chúa cứu thế. Không đúng, là tương lai chúa cứu thế. Đi cùng đế tôn cạnh tranh thần giới chi chủ. Hắn rất muốn hỏi một câu, ngài lão không sinh bệnh đi. Nhưng là không dám. Bởi vì trước mắt chính là thần hoàng Phục Hy. Bất quá ngẫm lại sau Dương Nghị Vân vẫn là mở miệng nói, thần hoàng đại nhân a. Muốn nói ngươi có thể cùng cái gì đế tôn đi cạnh tranh thần giới chi chủ còn kém không nhiều lắm, rốt cuộc các ngươi là thiên đạo chi cảnh, ngươi cũng liền so đế tôn kém hai cái pháp tắc đại đạo dung hợp, nhưng ngài nói làm ta đi cạnh tranh, này sợ là tam giới lớn nhất chê cười đi. Còn có chính là ngài như thế nào chứng minh ta chính là cái gì đại năng người thừa kế đâu? Dương Nghị Vân bổ sung một câu. Phục Hy nhìn Dương Nghị Vân chỉ là hơi hơi mỉm cười, tựa hồ biết Dương Nghị Vân trong lòng tưởng cái gì giống nhau. Dừng một chút mở miệng nói như thế,
thiên đạo chi cảnh dung hợp năm đại pháp tắc áo nghĩa, đế tôn dùng không sai biệt lắm một cái cơ duyên hơn 1000 vạn năm đều không có hoàn thành, ta cũng tiêu phí gần 1000 vạn năm cũng chỉ là dung hợp hoàn thành tam đại pháp tắc áo nghĩa, có thể hay không hoàn thành đệ tứ đều là cái không biết bao nhiêu, thậm chí có thể nói, căn bản không có khả năng hoàn thành. Bởi vì thiên đạo có định số, có thể dung hợp năm đại pháp tắc áo nghĩa, đó chính là thần giới chi chủ, một giới chi chủ, chỉ có một, tuyệt đối sẽ không có đệ nhị tồn tại, cho nên nói ta căn bản không có khả năng, có lẽ ta hoàn thành đệ tứ pháp tắc áo nghĩa đều yêu cầu cái thứ hai kỷ nguyên thời gian mới được, thậm chí là khả năng hoàn thành cái thứ tư pháp tắc áo nghĩa. Mà đế tôn còn lại là phi thường có khả năng, bởi vì hắn đã ở dung hợp cuối cùng một cái pháp tắc áo nghĩa, hơn nữa thời gian trôi qua một cái kỷ nguyên, cũng là thiên nhân tộc vận số. Người còn lại là bất đồng, người là đế tôn suy đoán chung ra tới người, là tương lai có thể cùng đế tôn cạnh tranh thần giới chi chủ người, đế tôn là vô hạn tiếp cận hợp đạo tồn tại, hắn suy đoán là sẽ không sai. Người càng là vị kia đại năng hợp đạo lúc sau dự ngôn giả truyền thừa người, đến nỗi ta như thế nào xác định ngươi, trừ bỏ phía trước nói ngươi đánh vỡ phi thăng thiên môn ở ngoài, còn có chính là trên người đồ vật. Nói tới đây thời điểm, Phục Hy ngừng lại, thanh âm thoáng lôi kéo, nhìn Dương Nghị Vân ánh mắt dừng ở Dương Nghị Vân trên cánh tay trái, lúc này mới mở miệng nói, ngươi trên cánh tay trái có phải hay không có cái đồ án. Dương Nghị Vân nghe vậy cả người đại chấn, gật gật đầu. Đó chính là, cái kia đồ án gọi là càn khôn hồ đi. Là một kiện dung nhập ngươi trong cơ thể chí bảo. Phục Hy lo chính mình nói đi xuống, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phía chân trời tiếp tục nói, ta nói vị kia đại năng kêu càn khôn thần tôn, trước cơ duyên phi thăng giả nhất tộc trung chân chính vạn thần chi vương, cũng là đã từng nhất có hy vọng hợp đạo thành tựu thần giới chi chủ tồn tại. Dương Nghị Vân nghe được nơi này nhìn không được đánh gãy Phục Hy nói, không đúng đi, ngài phía trước không phải nói vị kia đại năng, Nga cũng chính là càn khôn thần tôn đã hợp đạo sao? Hợp đạo lúc sau kết thúc thiên nhân tộc cùng phi thân nhất tộc chiến tranh, hơn nữa sáng lập ra Bắc thần giới sao? Như thế nào hiện tại ngài lại nói hắn là nhất có hy vọng hợp đạo tồn tại? Ta hồ đồ. Người thả nghe ta nói xong sẽ biết. Phục Hy mỉm cười, cũng không có để ý Dương Nghị Vân đánh gãy hắn, mà là tiếp tục nói, càn khôn thần tôn thật là hợp đạo, nhưng đó là bất đắc dĩ mạnh mẽ hợp đạo, bởi vì không có biện pháp. Thiên nhân tộc cùng phi thăng giả nhất tộc đã chết quá nhiều người, mà phi thăng giả nhất tộc gần như trăng diệt tộc. Vốn dĩ lại cấp càn khôn thần tôn một ít thời gian hắn là có thể hoàn toàn hiểu được tự nhiên hợp đạo, nhưng vì kết thúc trận này đại chiến, hắn chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ hợp đạo, thế cho nên chính mình ngã xuống, tu vi thượng không đủ thiên đạo chi cảnh không hoàn chỉnh, đều là tệ đoan, nhưng hắn lại là để lại chính mình truyền thừa chí bảo càn khôn đem suốt đời tu luyện truyền thừa bỏ xuống giới, tìm kiếm truyền thừa người. Cho nên người chính là càn khôn thần tôn truyền thừa người, cũng có thể nói là thiên tuyển chi tử, càn khôn thần tôn tuy rằng là mạnh mẽ hợp đạo, nhưng lại như cũng có thể khuy đến một tia phía chân trời, tìm kiếm một cái truyền thừa người, tiên đoán một cái kỷ nguyên sau hắn truyền thừa người sẽ bước lên thần giới, đến lúc đó chính là thần giới hy vọng. Lại có chính là thần mộ viên, cũng là càn khôn thần tôn càn khôn hồ chí bảo một bộ phận, chẳng qua phân tán mở ra thu nạp 3000 thần ma nguyên thần năng lượng. Người ở sau này thành tựu có khả năng chính là này đó. Tuy rằng cái này tiên đoán nghe tới thiên phương dạ đàm, làm người cái này vừa mới phi thăng thần giới người đi cùng đế tôn cạnh tranh thần giới chi chủ, mặc cho ai cũng không thể tin tưởng, nhưng càn khôn thần tôn lựa chọn người, tự nhiên là đạo lý, cho nên ta tin tưởng ngươi có cơ hội, đến nỗi là cái gì cơ hội, điểm này ai cũng không biết, có lẽ chỉ có thể dựa chính ngươi. Càn khôn thần tôn là có đại trí tuệ chân chính đại năng. Hắn cách cục có thể so đế tôn cái kia lão bất tử cao hơn quá nhiều, đã từng thần tôn nói qua, tương lai thần giới không nên có thiên nhân tộc cùng phi thăng giả nhất tộc khác nhau, hẳn là chung sống hòa bình trạng thái, không có gì thiên phú ưu khuyết chi phân, muốn quy đến đại đạo, mỗi người đều hẳn là thông qua tự thân nỗ lực đạt được mà đến, mà không phải sinh ra cái gì đều không làm, chính là cao cao tại thượng chúa tể. Cái này vũ trụ trong vòng, không đơn giản có tam giới sinh linh, càng có mặt khác đáng sợ tồn tại. Thần nhân bất tử bất diệt, thiên nhân bất tử bất diệt, chỉ là cực hạn tính, vô lượng đại kiếp nạn chính là thiên đạo đối thần nhân thiên nhân khảo nghiệm, không có ai có thể trốn quá, chỉ có tự thân nỗ lực nhân tài có thể tránh thoát vô lượng đại kiếp nạn, chính như trước kỷ nguyên thiên ma đại kiếp nạn giống nhau, đều là thiên đạo khảo nghiệm. Đế tôn nói này một cái kỷ nguyên vô lượng đại kiếp nạn là ngươi, đây là nói hưu nói vượn, kia chỉ là đế tôn cho rằng ngươi tương lai sẽ uy hát yêu ta đến hắn, có cơ hội cùng hắn cạnh tranh thần giới chi chủ. Cho nên đem ngươi coi là đại kiếp nạn chi tử. Trên thực tế cái gì là vô lượng đại kiếp nạn,
Ta cho rằng đó là đối thần thầm nghĩ tâm thần tính khảo nghiệm, kiếp nạn đến từ tâm, chẳng qua thiên nhân tộc đế tôn không như vậy cho rằng, hắn một lòng cầu đó là trở thành thần giới chi chủ, chân chính cao cao tại thượng siêu thoát. Có thể gặp được chính là, người xuất hiện tuyệt đối trở thành đế tôn cái đinh trong mắt, tương lai con đường của ngươi sẽ rất khó đi, thần giới cũng sẽ nhân ngươi dung chuyển, thậm chí là thiên nhân tộc cùng phi thăng giả nhất tộc đại chiến cũng đem tái khởi. Ha ha, từ phương diện này tới giảng, đế tôn nói ngươi là sau kỷ nguyên vô lượng kiếp là đại kiếp nạn chi tử tựa hồ cũng không sai. Phục Hy nói nơi này thời điểm ngừng lại, lâm vào trầm tư chung. Mà Dương Nghị Vân trong lòng còn lại là có một vạn đầu thảo nê mã ở chạy như điên. Đây đều là cái quỷ gì? Ta mẹ nó. Hảo đi, hắn vô cùng buồn bực, nhưng là... Càn Khôn Hồ thật là hắn được đến. Chẳng lẽ ta mẹ nó thật là cái gì Càn Khôn thần tôn truyền thừa người? Thật muốn trở thành thiên nhân tộc đế tôn trong mắt kia một cây thứ. Sau đó bị thiên nhân tộc nghiền áp thành dập nát. Dương Nghị Vân đầu óc có chút hỗn loạn. Hắn biết này đó khả năng đều là thật sự. Đương nhiên mặc kệ hắn có phải hay không Càn Khôn thần tôn tiên đoán trung thiên tuyển chi tử, có phải hay không tương lai có thể trở thành cái thứ ba có hy vọng hợp đạo trở thành thần giới chi chủ người, chỉ có quỷ tài biết. Nhưng là, hắn hiện tại trở thành thiên nhân tộc chí cao vô thượng đế tôn trong mắt thứ, điểm này hiển nhiên đã trở thành sự thật. Cũng có thể tưởng tượng, tương lai hắn sẽ đối mặt toàn bộ thiên nhân tộc đuổi giết, thậm chí là đế tôn ra tay. Tử cục sao? Có chút thê lương a. Bất quá trái lại ngẫm lại, Dương Nghị Vân cảm thấy chính mình hiện tại là chân trần người, chính là cái tiểu thần nhân, không cần thiết suy nghĩ quá nhiều, nên tới tổng hội tới. Hít sâu một hơi hỏi, ở Ngộ Đạo Sơn kia chỉ bàn tay khổng lồ giết ta, bị dễ ngàn hành thần vương cứu, như vậy kế tiếp, có phải hay không đế tôn sẽ tự mình ra tay giết ta? Phục Hy cười nói, ha ha ha, người cái này tiểu gia hỏa thật đúng là ý tưởng đặc biệt trêu đùa một câu. Phục Hy nói, người suy nghĩ nhiều, đế tôn đó là kiểu gì tồn tại? Cao cao tại thượng thiên đạo chi cảnh hợp đạo tối cao giả, hắn sao có thể sẽ đối với người một cái nho nhỏ thần nhân ra tay? Ở trong mắt hắn người khả năng liền con kiến đều không tính là, căn bản sẽ không đối với người ra tay, thậm chí còn đế tôn những cái đó cường giả cũng sẽ không. Thiên nhân tộc tự nói là cao đẳng cao quý tồn tại, nhất chú trọng thể diện, ở phương diện này cũng sẽ không biết xấu hổ, đối với người ra tay giết người. Sẽ chỉ là ngươi cùng cấp bậc tồn tại hoặc là cảnh giới cao hơn một cái thiên thần trình tự, liền tính là ở không mặt mũi một chút, càng chết là thiên thần quân trình tự đỉnh thiên. Còn nữa đế tôn hiện tại ở tìm hiểu pháp tắc áo nghĩa, là sẽ không rời đi 33 mỗi ngày người điệt, phương diện này ngươi yên tâm đó là, đồng dạng ta cũng không thể đối thiên nhân tộc ra tay, đây là hai bên bất thành văn ước định, nếu chúng ta bất luận cái gì một cái ra tay. Đó chính là thiên giới cùng thần giới đại loạn bắt đầu, ít nhất trước mắt mới thôi mọi người đều không hy vọng thiên giới cùng thần giới đại loạn. Có một chút ngươi thả yên tâm, thiên nhân tộc đuổi giết ngươi, ngang nhau cảnh giới hạ chỉ có thể dựa chính ngươi, nhưng là vượt qua ngươi một cái đại cảnh giới, chúng ta thần tộc một phương tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, liền tưởng lần này ta làm dễ ngàn bước vào cứu ngươi giống nhau, đối phương tuy rằng là đối với ngươi ra tay chính là thiên thần, nhưng có cái thần vương cũng xuất hiện. Dễ ngàn đi ra tay cứu ngươi sẽ không có vấn đề. Dương Nghị Vân nghe Phục Hy nói như thế, trong lòng tức khắc tặng một mồm to khí. Nếu là cùng cảnh giới thiên nhân tới giết hắn, ha ha, kia hắn nhưng thật ra rửa mắt mong chờ. Dương Nghị Vân ngẫm lại nói như thế tới, ta đây tựa hồ cũng không có quá lớn nguy hiểm đi. Cùng lắm thì ta ngài nơi này vẫn luôn tu luyện đó là, chẳng lẽ hắn đế tôn còn có thể tìm được ngươi nơi này tới giết ta không thành. Phục Hy nói, kia đảo sẽ không, ta nói đế tôn hiện tại một lòng tìm hiểu hợp đạo, phỏng chừng thiên nhân tộc bất diệt vong hắn là sẽ không xuất quan, càng đừng nói sẽ đến ta nơi này, lại nói hắn nếu là thật tới, cũng có ta chống đỡ. Bất quá để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều lắm, hoặc là nói để lại cho phi thăng giả nhất tộc thời gian là không nhiều lắm, cho nên ngươi không có khả năng đãi ở một chỗ bất động, ngươi yêu cầu đi ra ngoài tìm kiếm ngươi cơ duyên, đi không ngừng tăng lên chính ngươi. Chung có một ngày ngươi mới có thể bước vào thiên đạo chi cảnh, cuối cùng hợp đạo, tranh thủ bước ra nào một bước. Dương Nghị Vân cười hắc hắc lại một lần đánh gãy Phục Hy nói, thần hoàng đại nhân, thứ ta nói thẳng, ta chỉ là một cái nho nhỏ thần nhân mà thôi, chỉ thế mà thôi, toàn bộ phi thăng giả nhất tộc có vô số so với ta cường đại tồn tại đi, như vậy trọng gánh nặng ta chính là gánh không dậy nổi. Dương Mỗ Nhân nói thực minh bạch, chính là nói cho Phục Hy, phi thăng giả nhất tộc gì đó, quản ta chuyện gì. Phục Hy hiển nhiên không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ nói như vậy, tức khắc sửng sốt,
bất quá ngay sau đó mang theo có thể xuyên thủng hết thảy hai tròng mắt nhìn về phía Dương Nghị Vân, hơi hơi mỉm cười nói, ta biết loại sự tình này đổi làm ai đều trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu, thậm chí còn căn bản không có khả năng sẽ đi gánh vác, rốt cuộc muốn đối mặt đế tôn, tuy rằng không phải trực tiếp đối mặt, nhưng là chỉ cần đế tôn một câu, toàn bộ thiên nhân tộc đều sẽ vì này điên khùng. Nhưng, có một chút người phải hiểu được, cũng là sự thật, trên người của ngươi có càn khôn hồ, ngươi chính là càn khôn thần tôn truyền nhân, chỉ có ngươi có cơ hội hợp đạo, đương nhiên ta biết làm ngươi gánh vác toàn bộ phi thăng giả nhất tộc an nguy, thật là gượng ép, rốt cuộc càn khôn thần tôn cũng không có nói quá, đến hắn truyền thừa liền phải gánh vác cái gì sứ mệnh, chính là nếu ta nói cho ngươi một cái ngươi cần thiết muốn đi nỗ lực lý do đâu. Nhìn Phục Hy cười ngâm ngâm bộ dáng, Dương Nghị Vân cũng nhếch miệng cười, tuy rằng Phục Hy phái người cứu hắn, nhưng là tại đây sự kiện thượng, hắn vẫn là muốn kiên trì, đây chính là một cái thật lớn vô cùng thiên hố, hắn đi đối mặt thiên nhân tộc, ha ha ha. Hắn không ngốc, ngài nói xem, có cái gì là ta không thể không nỗ lực lý do đâu. Dương Nghị Vân căn bản liền không quá tin tưởng Phục Hy những lời này. Phục Hy hai mắt mang theo xuyên thủng hết thảy ý cười nói, tỉ như nói, chỉ có tu luyện nói thiên đạo chi cảnh, hoàn thành hợp đạo, mới có thể tiếp xúc đến lục đạo luân hồi mở ra u minh. Cái này lý do đủ rồi đi. Lời này vừa nói ra, Dương Nghị Vân cả người chấn động, nội tâm chôn giấu nào đó chấp niệm răng rắc một tiếng xuất hiện pha lê phá quang ngã thanh. Hắn nhìn Phục Hy thật lâu không thể bình tĩnh. Qua một hồi lâu mới hít sâu một hơi nói, thần hoàng đại nhân chính là gạt ta. Người cái này tiểu gia hỏa, người cảm thấy ta có thể lừa ngươi. Phục Hy hỏi lại một câu. Dương Nghị Vân trầm mặc. Hắn biết đạt tới Phục Hy cái này trình tự nhiên là sẽ không gạt người. Đích xác hắn trong lòng lớn nhất chấp niệm chính là tìm được lục đạo luân hồi, đi hướng u minh, tìm hắn cả đời này chấp niệm, liễu lanh canh. Nhưng mà hắn cũng nghĩ đến đã từng Kỳ Lân nói qua, nghe con tương lai có thể giúp hắn tìm u minh. Vì thế buột miệng thốt ra nói, theo ta hiểu biết, tìm sáu luân hồi nhập u minh, Kỳ Lân tựa hồ cũng có thể làm được đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Kỳ Lân chỉ là trong đó một cái nhân tố, chỉ thế mà thôi, đến lúc đó sẽ tự có ý trời, nhưng là ta tưởng nói chính là, lục đạo luân hồi chính là trong tam giới tối cao bí mật tồn tại, yêu cầu thực lực, điểm này ta không nói nhiều, ngươi cũng nên minh bạch, liền tính là tương lai Kỳ Lân có thể chỉ dẫn ngươi tìm được lục đạo luân hồi, nhưng tìm được sau như thế nào tiến vào, nói đến cùng vẫn là yêu cầu thực lực. Lục đạo luân hồi kết thúc phi hợp đạo không thể hiểu hết. Việc này toàn bộ thánh thần giới không bao nhiêu người biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi này đó, chính ngươi ngẫm lại tốt không? Phục Hy thực kiên nhẫn. Dương Nghị Vân ánh mắt lập lòe, nhìn Phục Hy nói, ngươi thắng. Phục Hy cười. Hai tròng mắt lập lòe tinh quang, tựa hồ lại nói, tiểu hồ ly còn trị không được ngươi không thành. Dương Nghị Vân đối Phục Hy biết chính mình nội tâm chấp niệm, thậm chí biết Kỳ Lân, thần mộ viên, càn khôn hồ từ việc, chút nào không kỳ quái. Bực này đại lão đạo hạnh thông huyền, ở trước mặt hắn có lẽ bất luận kẻ nào đều sẽ không có bí mật đáng nói, trừ phi cùng hắn cùng đẳng cấp tồn tại mới nhìn không thấu đi. Tiếp được ta hẳn là như thế nào làm đâu? Dương Nghị Vân hỏi. Ngươi như thế nào làm, ta thật đúng là không biết. Phục Hy thuận miệng nói. Ách cái này trả lời thiếu chút nữa sặc tử Dương Nghị Vân. Nói nửa ngày, ngươi nói cho ta là tương lai chúa cứu thế, hiện tại anh em thật vất vả đáp ứng ngươi. Ngươi lại tới một câu không biết, chơi ta đâu. Phục Hy cười nói, trên người của ngươi có càn khôn thần tôn truyền thừa, bản thân cũng đã không thiếu tu luyện phương diện tri thức từ, cố tình đi truyền thụ cho ngươi một ít mặt khác đồ vật, ngược lại đối với ngươi không phải chuyện tốt, nếu càn khôn thần tôn tiên đoán ngươi tương lai có hy vọng hợp đạo, vậy ngươi phát triển quỹ đạo từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đã là chú định. Cho nên ta sẽ không đi can thiệp, tốt nhất phát triển là chính ngươi đi con đường này. Đừng làm bất luận kẻ nào ảnh hưởng ngươi, rốt cuộc làm ngươi cái này vừa mới phi thăng thần giới tiểu gia hỏa đi cùng thiên nhân tộc đế tôn cạnh tranh hợp đạo thần giới chi chủ, điểm này nếu không phải càn khôn thần tôn có tiên đoán, kỳ thật ta đều là không tin. Nếu là càn khôn truyền nhân, vậy có ý trời, cho nên kế tiếp như thế nào đi, chính ngươi lựa chọn, bất quá ta cho ngươi kiến nghị là, đi ra ngoài, thần giới to lớn, đối với ngươi mà nói cơ duyên mới là trọng điểm, khí vận mới là hết thảy. Chỉ có đi không ngừng tìm kiếm thuộc về ngươi cơ duyên, ngươi mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành lên. Nếu là có đầu rút cổ ở đầy đất tu luyện, có lẽ ngươi tu luyện một cái kỷ nguyên đều không đuổi kịp đế tôn hợp đạo thời gian, đế tôn hợp đạo thời gian có lẽ liền ở mấy vạn năm trong vòng, lại hoặc là sẽ sớm hơn, dù sao tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm vạn năm thời gian.
Cho nên ngươi yêu cầu cùng thời gian thi chạy, làm chính mình trưởng thành, hơn nữa tránh ở ta nơi này tu luyện cũng không được, ta khả năng sẽ rời đi, làm một ít nên làm sự tình, nói đến cùng dựa chính ngươi, ta có thể cho kiến nghị chính là, dựa vào chính mình, chẳng sợ ngươi hiện tại biết trên người của ngươi có càn khôn hồ, ngươi là càn khôn thần tôn truyền nhân, cũng không cần quá mức ỷ lại, nếu không ngươi thành không được cường giả chân chính chi lộ đều là chính mình đi ra, nếu xác định hảo. Vậy kiên định đi xuống đi, kiên trì đi xuống, ta tin tưởng cuối cùng ngươi sẽ thành công. Ta nơi này có bẩm sinh bát quái khắc văn đồ, tặng cho ngươi đi, thời khắc mấu chốt mở ra, nhưng bảo ngươi một mạng, nhưng là đừng ỷ lại, bảo vật chi lưu chung quy là ngoại lực, tu luyện giả thân thể mới là thế gian cường đại nhất bảo khố chí bảo. Phục Hy nói chuyện chi gian, vẫy tay một cái đem vuông trên tường kia phó tranh chữ mang tới đặt ở Dương Nghị Vân trước mặt, quang mang chấp động chi gian lại là hóa thành bàn tay tiểu. Ngay sau đó Phục Hy nói tiếp lời này lấy tinh huyết thần hồn luyện hóa có thể biết sử dụng phương pháp, xem như ta cho ngươi gặp mặt, đây là tùy tay chi vật, so không được ngươi càn khôn hồ, nhưng cũng xem như tâm ý của ta đi. Dương Nghị Vân đôi mắt tỏa ánh sáng, vung tay lên không chút khách khí liền thu lên, đây chính là Phục Hy bẩm sinh bát quái đồ, há có thể là phàm vật. Đại bảo bối a, nói nhiều như vậy, rốt cuộc có thu hoạch. Dương Mỗ Nhân trong lòng cao hứng. Đa tạ thần hoàng đại nhân. Dương Mỗ Nhân lúc này lại là thị sẽ. Nhưng Phục Hy chỉ là lắc đầu ý bảo không khách khí, theo sau nói, không có việc gì, ngươi liền rời đi đi, ta cũng nên đi, đế tôn nơi nào ngươi yên tâm, có ta nhìn chằm chằm hắn sẽ không đối với ngươi ra tay, đến nỗi thiên nhân tộc mặt khác cường giả, ta sẽ thông chi thần giới một ít thần nhân nhìn chằm chằm, những cái đó cao tầng nghĩ đến là sẽ không đối với ngươi ra tay. Về sau, ngươi nhớ lấy, không chỉ có phải cẩn thận thiên nhân tộc, hơn nữa phải cẩn thận phi thăng giả nhất tộc, người càn khôn thần tôn truyền nhân cái này thân phận chính là một khối thịt mỡ, mặt khác có việc về sau có thể tìm dễ ngàn hành, ở hắn khả năng cho phép phạm vi, hắn sẽ trợ giúp ngươi. Còn có chính là ta kiến nghị ngươi thay đổi chính mình dung mạo cùng khí tức đi, sợ là ngươi hết thảy tin tức đã bị thiên nhân tộc đã biết, về sau, thiên nhân tộc liền sẽ không ngừng tới đuổi giết ngươi. Đi thôi. Dứt lời lúc sau, Phục Hy đã biến mất không thấy. Dương Nghị Vân một trận kinh ngạc. Nửa hướng lúc sau mới nói lắp nói, này liền đi rồi. Không có người ở đáp lại hắn, nhà tranh rỗng tuếch. Bất quá hắn trong lòng rõ ràng, Phục Hy tuy rằng rất nhiều sự chưa nói thấu, nhưng đối hắn tuyệt đối là không ác ý. Hắn nói hắn muốn đi làm nên làm sự, phải rời khỏi, nếu đoán không tồi, sợ là đi nhìn chằm chằm đế tôn, phòng ngừa đế tôn đối hắn ra tay. Dương Nghị Vân không sốt ruột rời đi, ngồi ở trúc tía trước bàn. Tiêu hóa hôm nay từ Phục Hy trong miệng hết thảy tin tức, hắn nhìn mặt ngoài không có gì, kỳ thật nội tâm cũng không bình tĩnh. Dương Nghị Vân ở Phục Hy nhà tranh, vẫn không nhúc nhích ngồi 3 ngày 3 đêm. Thần giới trời và đất cầu thời gian quy luật giống nhau như đúc, ban ngày đêm tối 24 giờ biến hóa, ban ngày có đại ngày liệt dương, buổi tối có thái âm huyễn nguyệt. Này 3 ngày hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nội tâm bình tĩnh xuống dưới. Đem cùng Phục Hy đối thoại trải vuốt ra tới. Tổng kết một chút. Đệ nhất, hắn bị thiên nhân tộc đế tôn điểm danh theo dõi, coi là đại kiếp nạn chi tử, cùng thiên nhân tộc đối lập, điểm này vô pháp sửa đổi, đó chính là địch nhân, nói cách khác hắn về sau sẽ đối mặt toàn bộ thiên nhân tộc lớn lớn bé bé thiên nhân, đương nhiên ban đầu tất nhiên là nhiều nhất thiên thần cấp bậc đối hắn ra tay, siêu việt thiên thần trình tự, thiên nhân tộc gần nhất muốn thể diện, mà đến có Phục Hy ở, bọn họ còn không dám. Cho nên Dương Nghị Vân tổng kết. Muốn đối mặt địch nhân kiến thức thiên nhân tộc thiên nhân cấp bậc cùng thiên thần cấp bậc, liền kỳ thật đã thực muốn mệnh, hắn yêu cầu đem thực lực của chính mình mau chóng tăng lên tới có thể đối mặt thiên thần nông nỗi, mới có thể sinh tồn đi xuống. Đệ nhị, hắn là càn khôn thần tôn truyền thừa người, điểm này càn khôn hồ trong người đã trùy thật, không thể sửa đổi, vậy chỉ có thể đối mặt, dựa theo Phục Hy lời nói, càn khôn thần tôn mạnh mẽ hợp đạo là vì kết thúc thiên nhân tộc cùng phi thăng giả nhất tộc chiến tranh, là vì bảo hộ phi thăng giả nhất tộc. Lời nói câu nói, phi thăng giả nhất tộc thần nhân đều có thể xem như càn khôn thần tôn phải bảo vệ người, điểm này tựa hồ hiện tại dừng ở trên người hắn, càn khôn thần tôn di nguyện là thiên nhân tộc cùng phi thăng giả nhất tộc chung sống hòa bình, cùng chung thần giới. Hiện tại hắn tương đương là muốn hướng tới cái này mục tiêu đi nỗ lực, đương nhiên về kết, là muốn tu luyện đến thiên đạo chi cảnh hợp đạo mà đi, cuối cùng hợp đạo thành công trở thành thần giới chi chủ, mới có thể làm được. Trông cậy vào thiên nhân tộc đế tôn hợp đạo thành công đi bao dung phi thăng giả nhất tộc, kia không có khả năng, chờ đế tôn hợp đạo trở thành thần giới chi chủ,
đầu tiên muốn tiêu diệt chính là phi thăng giả nhất tộc, cho nên hắn cần thiết hướng tới cái này mục tiêu nỗ lực. Đệ tam, tìm kiếm Liễu Lanh Canh, yêu cầu tìm được lục đạo luân hồi, mới có thể nhập U Minh, nhưng lại yêu cầu hợp đạo, nói đến cùng vẫn là muốn hợp đạo, muốn đi cạnh tranh thần giới chi chủ, đảm đương một cái lý do liền đủ hắn nỗ lực, hắn cũng cần thiết đi nỗ lực, bởi vì đây là hắn cuộc đời này chấp niệm. Đệ tứ, Phục Hy ban cho hắn bẩm sinh bát quái đồ, bảo mệnh đồ vật, cuối cùng là làm hắn trong lòng có chút an ủi, chuẩn bị luyện hóa. Thứ năm, Phục Hy báo cho, trăm triệu đừng làm bất luận kẻ nào biết trên người hắn có càn khôn hồ sự, nếu không nhưng không đơn giản đến lúc đó sẽ là thiên nhân tộc tìm phiền toái, liền tính là phi thăng giả nhất tộc thần nhân đều sẽ đem hắn trở thành đường tăng thịt. Điểm này Dương Nghị Vân có thể lý giải, rốt cuộc ta càn khôn hồ là thần giới đại lão càn khôn thần tôn đồ vật, hắn là càn khôn thần tôn truyền nhân, càn khôn thần tôn là trước kỷ nguyên duy nhất hợp đạo người, tuy rằng là mạnh mẽ hợp đạo, xem như bán thành phẩm, nhưng kia cũng coi như đệ nhất nhân. Nếu là cho hắn biết hắn là càn khôn thần tôn truyền nhân, trên người có càn khôn hồ tồn tại, có thể nghĩ, trong đó hậu quả. Thứ năm, Phục Hy nói làm hắn thay hình đổi dạng, bởi vì khả năng hắn tin tức bị thiên nhân tộc nắm giữ, quá mức thấy được, điểm này hắn biết là tốt kiến nghị, nhưng là... Dương Nghị Vân nghĩ tới không thay đổi. Ở hắn nghĩ đến hắn một cái vừa mới bước vào thần giới nho nhỏ thần nhân, vừa xuất hiện liền trở thành đế tôn địch nhân, toàn bộ thiên nhân tộc địch nhân, đã là tiến đều tệ nhất, cần gì phải để ý cái này. Nếu hắn liền điểm này cuối cùng tôn nghiêm đều từ bỏ, kia còn tu luyện cái gì? Không bằng sớm chết sớm đầu thai kéo đến, còn nói gì tương lai cùng đế tôn cạnh tranh thần giới chi chủ. Hắn Dương Nghị Vân chính là hắn, nghĩ tới địa cầu nào đó giải trí minh tinh tuyên dương, ta chính là ta không giống nhau pháo hoa. Nếu hết thảy đều không thể sửa đổi, vậy làm gió lốc tới càng mãnh liệt một ít đi. Hắn sẽ không đem chính mình bộ dạng hơi thở, thậm chí là tên đều toàn bộ đổi đi, làm như vậy chính là túng bao hành vi, tu luyện đến nay hắn Dương Nghị Vân còn không có như vậy túng quá. Hắn tính cách cũng không cho phép hắn bộ dáng này làm. Cuối cùng một chút chính là, kế tiếp muốn làm cái gì? Như thế nào làm vấn đề? Đầu tiên khẳng định là luyện hóa bẩm sinh bát quái đồ. Ở lúc sau sao, hắn đi ra ngoài đi. Có một chút hắn biết Phục Hy nói rất đúng, muốn nhanh chóng trưởng thành, muốn đi ra đi mài giũa chính mình, như thế mới có thể nhanh chóng trưởng thành, co đầu rút cổ trốn đi, hắn thành không được sự. Nếu Phục Hy nói chính mình là cái gì thiên tuyển chi tử, có đại khí vận trong người, vậy đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên hảo, chỉ có như thế hắn mới có thể nhanh nhất tăng lên thực lực của chính mình. Nếu thiên nhân tộc tiến đến, vậy đến đây đi, chiến, hắn trước nay chưa sợ qua. Dương Nghị Vân nghĩ kỹ chính mình muốn làm cái gì, trong lòng càng thêm yên ổn, đạo tâm cũng càng thêm kiên cố. Kế tiếp bắt đầu luyện hóa Phục Hy ban cho bẩm sinh bát quái đồ. Toàn bộ quá trình dị thường thuận lợi. Tinh huyết thần hồn luyện hóa, vô dụng buổi sáng thời gian. Chờ luyện hóa bẩm sinh bát quái đồ sau, Dương Nghị Vân đã biết bẩm sinh bát quái đồ diệu dụng công năng. Kỳ thật chính là một cái có thể di động cường đại trận pháp. Chiến đấu là lúc, có thể đem bẩm sinh bát quái đồ mở ra, đem địch nhân khống tại tiên thiên bát quái đồ thế giới, lấy bát quái tám đại chi lực tới chiến đấu, tự thân thực lực càng cường đại, bẩm sinh bát quái đồ uy lực tắc sẽ càng cường đại. Dựa theo hắn trước mắt sơ cấp thần nhân tu vi, nhiều nhất có thể thao tác bẩm sinh bát quái đồ đối phó trung cấp thần nhân, nếu gặp được thiên thần, vậy chỉ có trốn chạy phân, trừ phi hắn tu vi lại lần nữa đề cao. Bất quá liền tính là như thế, Dương Nghị Vân cũng đã thật cao hứng, hắn biết bẩm sinh bát quái đồ chi chí bảo, khó được chính là nhưng trưởng thành loại hình chí bảo. Là theo hắn tu vi thực lực tăng lên mà trưởng thành chí bảo. Nội có bát quái thế giới, ngăn cách hết thảy hơi thở. Có che đậy phía chân trời chi công hiệu, điểm này ở hắn xem ra mới là cường đại nhất. Dựa theo giới thiệu chỉ cần hắn trốn vào bẩm sinh bát quái đồ chung, là có thể che lấp hết thảy hơi thở, thậm chí là người khác suy đoán cũng tìm không thấy hắn. Cái này thiên cơ che đậy trình tự ở thiên pháp thần cảnh dưới, đừng nghĩ tìm được. Hơn nữa bẩm sinh bát quái chung có Phục Hy thêm vào, thao tác đến hảo, lý luận thượng là có thể vượt cấp chiến đấu. Tỉ như hắn lấy thần nhân chi cảnh mượn dùng bẩm sinh bát quái đồ chiến đấu đại cảnh giới thiên thần. Đương nhiên này rất nguy hiểm, nếu xảy ra sự cố, chính là đại sự, cho nên Dương Nghị Vân báo cho chính mình, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể dùng. Mặt khác còn có một ít cường đại năng lực, Dương Nghị Vân tạm thời không đi cẩn thận nghiên cứu, bất quá hắn biết có rất nhiều thời gian. Tóm lại cái này bẩm sinh bát quái đồ là thứ tốt. Nội loại bẩm sinh tám phương vị,
Bát quái trùng đại biểu có thái cực, sau đó là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, quả thực là vũ trụ hình thành quá trình, hoặc là Dương Nghị Vân lý giải vì đại đạo diễn biến. Có sắp hàng vì trước, một càn, nhị đoái, tam ly, bốn chấn, năm tốn, sáu khảm, bảy cấn, tám khôn, đối ứng ngũ hành sơn xuyên tiếng sấm mưa gió từ từ, bao hàm toàn diện, biến hóa vô cùng. Dương Nghị Vân biết này yêu cầu đi dùng rất dài thời gian đi tìm hiểu. Không chỉ có riêng là một kiện chí bảo, càng là một bộ huyền ảo thiên thư, hắn biết phi thường chân quý. Trong lòng không chỉ có cảm kích phục hy. Dương Nghị Vân biết có bẩm sinh bát quái đồ nơi tay, hắn đích xác ở thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh. Kỳ thật nói thật, sâu trong nội tâm, đối với thiên nhân tộc đế tôn đem hắn coi là đại kiếp nạn chi tử muốn tiêu diệt sát chuyện này, Dương Nghị Vân thật đúng là không quá lớn cảm xúc. Bởi vì dựa theo phục hy cách nói, tiến đến tìm hắn phiền toái tất nhiên là thiên nhân cùng thiên thần trình tự, đối này chẳng lẽ hắn liền không có át chủ bài sao? Không nói đến càn khôn hồ, bản thân hắn tu luyện chính là rất lớn ưu thế. Hiện tại hắn thực may mắn đem tu luyện công pháp cấp một lần nữa định nghĩa sửa chữa, làm trong thân thể hắn không có thần thai rồi lại nói thụ thay thế, lý luận thượng hắn nói thụ tu luyện tiền đồ là vô lượng. Này đối hắn cũng là chuyện tốt. Ít nhất hắn không có dựa theo cái gì thần tôn quy định lộ tuyến đi xuống đi. Càn khôn thần tôn truyền thừa người, nghe tới tôn quý vô cùng, nhưng là Dương Nghị Vân lại không cho là đúng, quỷ biết dựa theo nguyên lai càn khôn tạo hóa công tu luyện đi xuống, sẽ phát sinh chuyện gì. Vẫn là tin chính mình tương đối kiên định, cái này làm cho hắn càng thêm kiên định dựa theo chính mình nói thụ tu luyện chi đường đi đi xuống quyết tâm. Chỉ có thiên nhân tộc, muốn tới liền tới đi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Dương Nghị Vân thu hồi bẩm sinh bát quái đồ sau đi ra nhà tranh, hướng về Tử Trúc Lâm sau đi đến, hắn muốn đi tìm Dễ Ngàn Hành, Phục Hy nói qua có việc có thể tìm vị này thần vương. Hắn đích xác yêu cầu đi ra ngoài, đi tăng lên chính mình tu vi thực lực, thần giới to lớn là cái bộ dáng gì, còn phải tìm người đi hỏi một chút. Mà lão nhân cùng sư nương đám người, còn có nhi tử Dương Tinh Phó bọn họ hiện tại là cái tình huống như thế nào, hắn đều yêu cầu hiểu biết hiểu biết. Chỉ mong Ngàn Hành thần vương có thể giúp được hắn. Bất quá có một chút, hắn sẽ kiên trì, đó chính là làm chính mình, đương rùa đen rút đầu thay hình đổi dạng đó là không có khả năng. Mặt khác Dương Nghị Vân còn không biết vị này Ngàn Hành thần vương đối chính mình là càn khôn thần tôn truyền nhân sự, biết nhiều ít. Có thể hay không tín nhiệm từ từ. Trong lòng tự hỏi, bất chi bất giác đi ra Tử Trúc Lâm, hắn thấy được Dễ Ngàn Hành. Còn không có mở miệng. Đối phương lại là hô tiểu gia hỏa lại đây nói chuyện. Dương Nghị Vân cách thật xa nhìn Dễ Ngàn Hành đột nhiên có chút do dự, trong đầu nghĩ tới Phục Hy nói qua nói, về sau không riêng gì phải cẩn thận thiên nhân tộc còn phải cẩn thận phi thăng giả nhất tộc. Bởi vì hắn hiện tại chính là đường tăng thịt. Hoặc là nói trên người hắn càn khôn hồ chính là một khối đại thịt mỡ. Thực mau, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, hướng về Dễ Ngàn thủ đô lâm thời qua đi, hắn đánh mất trong lòng băn khoăn. Bởi vì hắn tin tưởng Phục Hy sẽ không hại hắn, yếu hại đã sớm hại, mà Dễ Ngàn Hành còn lại là Phục Hy phái đi cứu người của hắn. Mặc kệ nói như thế nào, Dễ Ngàn thủ đô lâm thời là đã cứu hắn, hẳn là tin tưởng hắn. Đi qua đi Dương Nghị Vân ôm quyền, gặp qua thần vương. Đừng tới hư, không thể gặp này đó lễ nghi phiền phức, thế nào? Kế tiếp có tính toán gì không? Dễ Ngàn Hành hỏi. Dương Nghị Vân ngẫm lại nói, ta muốn đi tìm ta những cái đó đồng bọn. Còn có sư phụ ta, đúng rồi, sư phụ ta kêu trời cao tả thần vương có biết. Dễ Ngàn Hành lắc đầu nói, không chú ý sư phụ ngươi. Đối với cái này trả lời ở Dương Nghị Vân đoán trước ở ngoài, bởi vì Dễ Ngàn Hành dù sao cũng là thiên thần vương, chết lão nhân phi thăng thần giới lại cũng là từ thần nhân bắt đầu tu luyện cảnh giới kém quá xa, Dễ Ngàn Hành chính là cao cao tại thượng tồn tại, tự nhiên sẽ không đi chú ý. Tựa như hắn ở tiên giới thời điểm. Ở thông ngộ thiên tôn chi cảnh sẽ không đi chú ý thiên tiên giống nhau đạo lý. Bất quá ngươi cái thứ nhất vấn đề, ta không kiến nghị ngươi đi. Dễ Ngàn Hành nói. Vì cái gì, Dương Nghị Vân nhìn về phía hắn. Thần Hoàng Đại Nhân đều cùng ngươi nói một ít việc đi. Dễ Ngàn Hành hỏi. Dương Nghị Vân gật gật đầu, hắn hiện tại xác định Dễ Ngàn Hành đích xác biết một ít việc, cũng không biết hắn có biết hay không chính mình là càn khôn thần tôn truyền nhân cái này thân phận. Dễ Ngàn Hành nói tiếp, tiểu tử ngươi ở là toàn bộ thiên nhân tộc đều nhìn chằm chằm mục tiêu, ngươi ngẫm lại ngươi đi tìm ngươi những cái đó bằng hữu sẽ có cái gì hậu quả. Dương Nghị Vân nghe hắn như vậy vừa nói, thật đúng là trong lòng cả kinh, đích xác hắn không nghĩ tới này một tầng.
Chính như Dễ Ngàn Hành lời nói, hắn hiện tại do thiên nhân tộc theo dõi, hơn nữa là thiên nhân tộc tối cao đế tôn tiên đoán trung đại kiếp nạn chi tử. Dưới tình huống như vậy, hắn chính là sống bia ngắm, có thể tưởng tượng đến, phàm là cùng hắn tới gần người, chắc chắn sẽ bị lan đến. Phục Hy Thần Hoàng kiến nghị hắn thay hình đổi dạng, nhưng hắn không nghĩ nhiều như vậy, phải làm chính mình. Nếu kiên trì làm chính mình đi con đường của mình, thật đúng là liền không thể cùng người tiếp xúc. Hiện tại đi tìm bọn họ, ngược lại sẽ hại bọn họ. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân trong lòng không lý do mất mát, thậm chí là có như vậy có chút đau lòng. Hít sâu một hơi lẩm bẩm, nói như vậy ta từ giờ trở đi liền thành người cô đơn bái. Trong giọng nói có chút thê lương. Đúng vậy, người cái này từ ngữ còn đúng là chuẩn xác, đối, từ giờ trở đi ngươi liền người cô đơn. Dễ Ngàn Hành nói chuyện có loại vui sướng khi người gặp họa ngữ khí ở trong đó, xem náo nhiệt không chê sự đại. Dương Nghị Vân bị thẳng trợn trắng mắt. Dễ Ngàn Hành mở miệng nói, ta truyền cho ngươi một cái pháp môn, có thể cho ngươi biến thành một người khác, tuy rằng giấu giếm bất quá một ít cao giai thiên nhân tộc, nhưng là tránh né cấp thấp thiên nhân tộc vẫn là có thể. Dương Nghị Vân đánh gãy hắn nói, ta lựa chọn làm chính mình, đây là ta thủ vững đại đạo. Phục Hy kiến nghị hắn đều từ chối, huống chi là Dễ Ngàn Hành. Đương nhiên hắn biết Dễ Ngàn Hành là hảo ý. Dễ Ngàn Hành còn lại là sửng sốt, không nghĩ tới Dương Nghị Vân trực tiếp liền cự tuyệt hắn cái này đề nghị, bất quá hắn cũng không để ý, cười nói, tùy ngươi đi, có cái gì yêu cầu ta trợ giúp cứ việc mở miệng đó là, ta đáp ứng quá thần hoàng đại nhân chiếu cố tiểu tử ngươi. Dương Nghị Vân tưởng tượng nói, ta yêu cầu mau chóng tăng lên thực lực tu vi, người có sao sự tốt kiến nghị. Hỏi đối người, thật là có. Dễ Ngàn Hành cười nói, người hiện tại cũng chỉ là vừa mới bước vào sơ giai thần nhân chi cảnh, ở thần giới thật đúng là chính là. Hảo đi ngươi hiểu, trực tiếp nói cho ngươi một chỗ, nơi nào mặc kệ là thần giới vẫn là thiên giới hai tộc đều có thể đi một chỗ tăng lên thực lực nhanh nhất địa phương, cũng thích hợp thiên thần lấy một chút thần nhân, chính là sẽ có nguy hiểm. Bất quá ngươi nếu vận khí tốt nói, ở nơi nào bước vào thiên thần chi cảnh đều là có khả năng, có nghĩ đi. Ha ha, nguy hiểm, nơi nào không có nguy hiểm, ta hiện tại bị thiên nhân tộc đế tôn theo dõi, thế gian còn có so cái này càng không xong sao. Địa phương nào, nói thẳng, đi, đương nhiên đi. Dương Nghị Vân lập tức liền quyết định. Trước nói thần giới đại khái địa vực đi, đương nhiên thần giới là chúng ta cách gọi, thiên nhân tộc kêu trời giới, bất quá đều một cái bộ dáng. Tổng thể đi lên nói, thần giới chia làm Nam Bắc hai cái đại phương hướng, lấy Ngộ Đạo Sơn vì giới, phương Nam là thiên nhân tộc nơi ở, vì thiên giới, Bắc là chúng ta phi thăng giả nhất tộc Bắc thần giới, tương đối diện tích nhỏ lại. Bất quá chỉnh thể tới nói, toàn bộ thiên giới to lớn vô biên, ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu đại diện tích, nhưng thiên giới vì tam giới chi nhất, cùng mặt khác hạ giới đều không quá giống nhau chính là, thiên giới là một khối chỉnh thể đại lục. Không giống tiên giới là vô số tòa tiên sơn tạo thành tiên vực. Thiên giới quá mức to lớn, trừ bỏ rõ ràng Ngộ Đạo Sơn phân ra một cái Nam Bắc lúc sau, địa phương khác trên cơ bản có thể nói không có gì cụ thể phương hướng cảm, ở thần giới hành tẩu ngươi yêu cầu xem thiên mà đi, hoặc là nói ngươi yêu cầu cảm giác đến bầu trời đại ngày liệt dương cùng thái âm huyền nguyệt tới phân rõ phương hướng. Thiên giới đại ngày liệt dương cùng thái âm huyền nguyệt thực đặc biệt, sở hữu ngươi đi cảm thụ là có thể cảm thụ được đến. Vạn vật sinh linh là căn cứ đại ngày liệt dương cùng thái dương huyền nguyệt tới định vị phương hướng, liền tỷ như nói ngươi hiện tại ở chỗ này đi cảm giác đại ngày liệt dương, tương đương là làm hạ một cái ấn ký, rồi sau đó mặc kệ ngươi đi ra ngoài cỡ nào xa xôi, chỉ cần ở đi cảm giác nổ vang đại ngày liệt dương, như cũ có thể chuẩn đi phản hồi đến nơi đây. Ban ngày cảm giác nổ vang đại ngày liệt dương, đêm tối cảm giác thái âm huyền nguyệt, đều là giống nhau, ngươi hiện tại liền có thể thử xem, mỗi một cái sinh linh đều có thể làm đến. Điểm này không quan hệ tu vi, thần giới quá mức to lớn, không ai có thể đủ đo đạc đặt chân toàn bộ, nhưng là đại ngày liệt dương cùng thái âm huyền nguyệt lại là có thể chiếu rọi đến bất cứ địa phương. Theo Dễ Ngàn Hành nói chuyện, Dương Nghị Vân lại cảm giác cao thiên phía trên đại ngày liệt dương, quả nhiên thực kỳ diệu sự tình xuất hiện, hắn cảm giác chung xuất hiện cực nóng ôn nhuận liệt dương, lại là bao hàm một chỉnh viên đại ngày liệt dương, 38-60 độ vô góc chết cái loại này. Dương Nghị Vân biết đây là nào đó thần kỳ quy tắc. Là thuộc về thần linh độc hưởng, hắn đi cảm thụ thời điểm, thật giống như là một đôi thật lớn hai mắt đem toàn bộ đại ngày liệt dương cấp bao vây lên, thấy được toàn bộ, dựa theo Dễ Ngàn Hành lời nói, thử liên tiếp chính mình cùng đại ngày liệt dương, quả nhiên ngay sau đó mặt trên xuất hiện một cái ấn ký, tựa hồ hắn nơi ở đại địa cùng đại ngày săn yêu chi gian liên tiếp thượng một cái vô hình tuyến.
hắn này biết đây là dễ ngàn hành sở giảng thuật ấn ký định vị giống nhau. Thực kỳ diệu a. Dương Nghị Vân mở to mắt nói, bất quá này chỉ là định vị chính mình nơi phương hướng, như vậy muốn đi chỗ nào, nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không cũng có thể thông qua đại ngày liệt dương tới hoàn thành? Dễ ngàn hành nói, tiểu tử ngươi thực thông minh sao? Dễ ngàn hành khen một câu, ngay sau đó nói, không tồi, thật là đồng dạng biện pháp, đại ngày liệt dương cùng thái âm huyền nguyệt ở thần giới thiên giới đều là chí cao vô thượng thần bí vĩ đại đại đạo tồn tại, được xưng là thiên đạo chi đôi mắt, giám sát toàn bộ tam giới. Nhưng không đơn giản là thiên giới, có thể nhìn đến ngươi nhìn không tới địa phương. Cho nên muốn đi chỗ nào, ngươi trong lòng chỉ cần mang theo chấp niệm thành kính đi tưởng tượng chỗ nào đó tên, đại ngày liệt dương hoặc là nói thái âm huyền nguyệt liền sẽ chiết xạ ra một cái vô hình cảm ứng tuyến chỉ dẫn ngươi đi nơi, tỉ như ta kiến nghị ngươi đi địa phương gọi là thiên thần cổ chiến trường, ngươi trong lòng đi tưởng tượng đi cảm ứng, đến lúc đó đại ngày liệt dương tự nhiên sẽ cho ngươi chỉ dẫn. Dương Nghị Vân nghe dễ ngàn hành nói chuyện. Vội vàng nhắm mắt đi nếm thử, trong lòng nghiêm túc đi tưởng tượng thiên thần cổ chiến trường. Ngay sau đó quả nhiên cảm ứng được đại ngày liệt dương thượng chiết xạ ra một cái vô tuyến chi tuyến, chiết xạ đi xa xôi ở ngoài. Thật đúng là thần kỳ, này quả thực là siêu cấp vệ tinh, thần giới bản siêu cấp vệ tinh, liên tiếp thần giới vạn vật. A Dương Nghị Vân nhìn không được nói. Cái gì vệ tinh không vệ tinh? Dễ ngàn hành hỏi. Ách, không có gì, ta chỉ là hình dung một chút. Dương mẫu nhân nhưng không nghĩ đi cấp dễ ngàn hành phổ cập khoa học địa cầu khoa học kỹ thuật đi. Hành, nếu ngươi biết phương thức, ta liền tới cho ngươi đại thể nói nói, thiên thần cổ chiến trường, thiên thần cổ chiến trường xem tên đoán nghĩa, là thượng kỳ nguyên thiên nhân tộc cùng phi thăng giả nhất tộc chém giết chiến trường, bùng nổ quá thần giới lớn nhất quy mô thiên nhân cùng thần nhân đại chiến, đương nhiên cấp bậc thượng nhưng không giới hạn trong thiên nhân thần nhân. Ở trước kỷ nguyên chết ở cổ chiến trường thiên nhân tộc cao thủ cùng phi thăng giả nhất tộc cao thủ cường giả nhiều đếm không xuể. Thậm chí còn có này yêu thần ma thần tồn tại trong đó. Huyết nhiễm cổ chiến trường, thiên nhân thần nhân yêu thần ma thần ngã xuống, tạo thành nơi nào độc đáo tính, nơi nào vạn vật bùn đất từ từ đều là cùng thần giới thiên giới địa phương khác không giống nhau, tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ, liền xem ngươi có bản lĩnh hay không ở cổ chiến trường sống sót. Ở cổ chiến trường thiên nhân cùng thần nhân yêu thần, ma thần đều tồn tại, cũng đều có rèn luyện tầm bảo tìm cơ duyên sinh linh, nói thật kia địa phương quá tà tính, liền tính là thiên nhân tộc cùng thần nhân từ từ, đều cực nhỏ đi, bởi vì thực dễ dàng chết ở bên trong, ta nói chết, là chân chính chết, nguyên thần hoàn toàn diệt vong cái loại này, người suy xét hảo, muốn đi sao? Đi, không có gì nhưng suy xét, so sánh với bị đế tôn theo dõi, đi một chỗ cổ chiến trường có gì đặc biệt hơn người? Nếu ta liền thần giới một chỗ cổ chiến trường cũng không dám đi, còn nói cái gì tương lai ứng đối cường đại thiên nhân tộc. Dương Nghị Vân không chút do dự nói. Hảo tiểu tử, có cốt khí, không hổ là thần hoàng đại nhân coi trọng người. Dễ ngàn hành cười khen. Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi dễ ngàn hành đạo, thần hoàng đại nhân là như thế nào đối với ngươi nói ta. Hắn muốn biết dễ ngàn hành có phải hay không đã biết hắn là càn khôn thần tôn truyền nhân cái này thân phận. Nói tiểu tử ngươi là phi thăng giả nhất tộc hy vọng, là tương lai vạn thần chi vương. Dễ ngàn hành nghẹn nghẹn miệng, chính là ta thấy thế nào, tiểu tử ngươi đều không phải kia khối liêu. Dễ ngàn hành nói thẳng không cố kỵ. Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt, nhưng là hắn không phản bác, thử một chút, thoạt nhìn dễ ngàn hành là không biết chính mình là càn khôn thần tôn truyền nhân cái này thân phận toàn bộ thần giới sợ là chỉ có hai người biết đi. Đúng rồi. Tiểu tử ngươi trong tay có một thanh cổ kiếm cho ta xem. Dễ ngàn hành đột nhiên mở miệng. Dương Nghị Vân sửng sốt, hắn có hai thanh kiếm, một phen là đồ long, một phen là bàn cổ. Cũng không nghĩ nhiều, trong lòng vừa động hai thanh kiếm đều bay ra trong cơ thể, huyền phù trong người trước, dễ ngàn hành là thiên thần vương, nghĩ đến còn không đến mức muốn đồ vật của hắn. Đương đồ long kiếm cùng bàn cổ kiếm ra tới lúc sau, dễ ngàn hành nhìn lướt qua, ánh mắt trực tiếp dừng ở đồ long thượng. Hai tròng mắt chung có chút kích động, vươn tay mang theo vô cùng kính ý đem đồ long kiếm lấy ở trong tay, ở thân kiếm một mạt. Ong! Đồ long kiếm ong ong run minh. Dương Nghị Vân mở miệng nói, đây là ta tại hạ giới thời điểm được đến kiếm, ta cho hắn đặt tên đồ long, cùng với ta đến nay, thần vương chính là nhận được ta đồ long kiếm. Ha ha, đồ long, tên này đảo cũng không tính mai một kiếm này, đáng tiếc ngươi tại hạ giới căn bản phát huy không ra này trở thần kiếm uy lực vạn nhất. Dễ ngàn hành nói. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nói, người biết đồ long kiếm lai lịch. Hắn mãi cho đến đều làm không rõ đồ long kiếm lai lịch,
nhiều nhất trở thành là thần khí cấp bậc, hiện tại xem ra, Dễ Ngàn Hành tựa hồ biết. Dễ Ngàn Hành nhẹ nhàng chà lau đồ long kiếm, chậm rãi mở miệng nói, lại nói tiếp kiếm này cùng ta còn có chút sâu xa, nhìn thấy tiểu tử ngươi ánh mắt đầu tiên ta liền phát hiện, nếu là duyên phận, hôm nay liền giúp ngươi mở ra nơi đây uy lực chân chính, cũng đừng bôi nhỏ tới đây chờ thần khí. Còn thỉnh thần vương chỉ giáo Dương Nghị Vân thật đúng là muốn biết đồ long kiếm lai lịch. Dễ Ngàn Hành tay phủng đồ long kiếm, hít sâu một hơi mới chậm rãi nói, thần giới trước kia có một vị vạn thần chi vương gọi là Càn Khôn Thần Tôn, đương nhiên thần tôn chỉ trong đó một cái danh hiệu. Mà ở thần tôn dưới trướng, năm đại thiên pháp thần, đều là đem pháp tắc áo nghĩa tu luyện tới rồi cực hạn cường giả, trong đó thời không pháp thần đặc biệt chi nhất, hắn luyện chế quá một thanh thần kiếm tên là thời không pháp thần kiếm. Dễ Ngàn Hành nói tới đây thời điểm, Dương Nghị Vân phản ứng lại đây, nhìn đồ long kiếm nói, người nói thời không pháp thần kiếm, không phải là ta chuôi này đồ long kiếm đi. Ngươi nói đi, Dễ Ngàn Hành nhàn nhạt nói. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói, đáng tiếc thời không thiên pháp thần cũng ngã xuống ở cái kia thời đại, bất quá hắn thời không pháp thần kiếm cũng rơi xuống không rõ, không nghĩ tới tới rồi tiểu tử ngươi trong tay, lại nói tiếp thời không pháp thần vẫn là ta lão tổ, cho nên tiểu tử ngươi xuất hiện lúc sau, ta có cảm. Ách thần vương đại nhân, ngươi không phải là muốn thu hồi đi thôi. Thanh kiếm này hiện tại là ta đồ long kiếm A Dương Nghị Vân lập tức liền có điểm nóng này, hắn đối Dễ Ngàn Hành nói ra đồ long kiếm lai lịch nhưng thật ra không hoài nghi, bởi vì vừa rồi đồ long kiếm ở Dễ Ngàn Hành trong tay thời điểm có nổ vang, điểm này hắn cũng cảm nhận được. Tu sĩ thế giới chú ý vạn vật có linh, nếu không có tròn tròn, đồ long kiếm ở Dễ Ngàn Hành trong tay là sẽ không phát ra nổ vang, cho nên Dương Nghị Vân tin tưởng Dễ Ngàn Hành lời nói, chẳng qua hắn không nghĩ tới đồ long kiếm là Dễ Ngàn Hành lão tổ chi giảng. Càn Khôn Thần Tôn dưới tòa thiên pháp thần chi nhất thời không pháp thần chi vật. Bất quá nói đến cùng hiện tại đồ long kiếm là của hắn, lúc này xem Dễ Ngàn Hành cầm trong tay đồ long kiếm lộ ra thành kính kính sợ ánh mắt, Dương Mỗ Nhân thật đúng là sợ hắn lấy đi chính mình đồ long kiếm. Nếu là Dễ Ngàn Hành muốn lấy đi, hắn thật đúng là không có biện pháp. Bởi vì Dễ Ngàn Hành là thiên thần vương chi cảnh, luận thực lực hắn yêu cầu đi nhìn lên. Bất quá! Kế tiếp Dương Nghị Vân đã bị khinh thường. Chỉ nghe Dễ Ngàn Hành hừ lạnh nói, thật không biết tiểu tử ngươi như thế nào bị thần hoàng đại nhân coi trọng. Ta Dễ Ngàn Hành đường đường thiên thần vương, không gian chi vương, sẽ muốn ngươi một cái nho nhỏ thần nhân đồ vật. Tiểu tử ngươi này tư tưởng cũng là không ai, nếu nơi đây theo ngươi, đó chính là ngươi, thần kiếm có linh hiểu hay không? Vốn đang nghĩ cho ngươi tiểu tử chỉ điểm như thế nào phát huy xuất thần kiếm lớn nhất uy lực, hiện tại xem ra không cần thiết. Dễ Ngàn Hành nói xong trực tiếp đem đồ long kiếm ném cho Dương Nghị Vân. Cái này Dương Mỗ Nhân nóng này, vội vàng nhận lỗi, là ta đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử, Ngàn Hành hướng về chớ có sinh khí, tiểu đệ cho ngươi bồi tội, thực xin lỗi thực xin lỗi. Dương Mỗ Nhân vừa nghe, Ngàn Hành thần vương muốn chỉ điểm chính mình làm đồ long kiếm phát huy ra lớn nhất uy lực tới, tức khắc liền nóng này, sao có thể buông tha. Cho tới nay hắn tuy rằng ở đồ long kiếm thượng lăn lộn rất nhiều lần, uy lực cũng tăng lên quá, nhưng là tổng cảm giác không thích hợp tử, không có phát huy ra đồ long kiếm uy lực chân chính tới. Thật vất vả đụng phải đồ long kiếm nhà mẹ đẻ người, hiểu được như thế nào đề cao đồ long kiếm uy lực, cái này khen ngược, còn bị hắn cấp đắc tội. Thật sự tưởng cho chính mình hai miệng tử. Nhưng nói ra đi lời nói, bắt đi ra ngoài thủy, thu không trở lại, chỉ có thể nghĩ cách đền bù. Hừ, Dễ Ngàn Hành đối Dương Nghị Vân nhận lỗi hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt ghét bỏ quay đầu đi. Cũng may, Dương Mỗ Nhân ra mặt còn tính có thể, cười hắc hắc thấu đi lên nói, Ngàn Hành thần vương chớ có sinh khí a, tiểu đệ chỉ là nhất thời miệng tiện mà thôi, ngài chính là đường đường thiên thần vương, không đến mức cùng ta cái này vừa mới phi thăng thần giới cái gì cũng đều không hiểu tiểu tu sĩ bực bội đi, này nếu là truyền ra đi, chẳng phải là bị người chê cười ngài cái này không gian thần vương không độ lượng không phải. Dương Mỗ Nhân mở ra ba tấc không lạn miệng lưỡi hình thức, đi theo Ngàn Hành thần vương bên người thét to, kết quả Ngàn Hành thần vương chịu không nổi, nổi giận đùng đùng nói, đình đình đình, lấy tới. Dương Nghị Vân sửng sốt, vội vàng đem đồ long kiếm cung cung kính kính đưa qua đi, trong lòng đánh mừng rỡ, tiểu gia ta cùng tạp mao điểu cùng nhau đãi thời gian dài, khác không học được tạp mao điểu kia toái miệng xem như học xong, còn chị không được ngươi. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, nhân ra Dễ Ngàn Hành đường đường thần vương là bất hòa hắn thật so đo, nếu không đã sớm đi rồi. Đương nhiên Dương Nghị Vân cũng rõ ràng, Dễ Ngàn Hành là phụng phục hy chí mạng,
giúp chính mình, hắn nhưng không lớn như vậy mặt mũi. Dễ Ngàn Hành trừng mắt nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, tiếp nhận đồ long kiếm, bỗng nhiên chấn động, đồ long kiếm ra khỏi vỏ, ngay sau đó ở chính mình lòng bàn tay một hoa, tức khắc máu tươi nhiễm hồng đồ long kiếm thân kiếm. Dương Nghị Vân cũng không thấy rõ sao lại thế này, giây tiếp theo lại đem đồ long kiếm ngân quang đại tác phẩm, phát ra ong 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 kiếm minh tiếng động, nhảy nhót vô cùng. Từng đạo khắc văn hiện lên dựng lên. Chạm. Lại thấy Dễ Ngàn Hành tùy ý huy động đồ long kiếm, đối với mấy ngàn mét ở ngoài một đỉnh núi huy chạm mà ra. Giờ khắc này Dương Nghị Vân nghe được đồ long kiếm kiếm minh tiếng động, hơn nữa thiên địa chung có mãnh liệt không gian chi lực còn có nào đó hắn không có tiếp xúc quá lực lượng ở phòng quay cuồng. Mãnh liệt kiếm khí ở trong không khí bộc phát ra không gì sánh kịp hơi thở, làm hắn đều kinh hãi. Ngay lập tức chi ra nơi xa cây số ở ngoài ngọn núi, oanh một tiếng nổ vang, lại là toàn bộ đỉnh núi tạc nứt. Dương Nghị Vân mở to hai mắt nhìn, đây chính là thần giới chi ngọn núi A, nếu là làm hắn tới, sợ là một cái khe đều không nhất định chạm đến khai. Trong mắt hắn rất cường đại, đích xác đồ long kiếm uy lực tăng lên một cái đại cấp bậc. Nhưng mà lại thấy Dễ Ngàn Hành nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, trong miệng nói thầm một câu cái gì, Dương Nghị Vân không nghe rõ, thoạt nhìn là không hài lòng. Ngay sau đó chỉ nghe Dễ Ngàn Hành hỏi, tiểu tử ngươi có phải hay không đối trong đó kiếm linh đã làm cái gì? Hỏi chuyện chi gian, Dễ Ngàn Hành còn quét giống nhau huyền phù ở một bên vỏ kiếm. Dương Nghị Vân sửng sốt gật gật đầu nói, chèn ép quá kiếm linh, bởi vì kiếm linh không nghe sai sử. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân có chút chột dạ, đâu chỉ là chèn ép kiếm linh, hắn tiếp tục đều đem kiếm linh cấp tiêu diệt. Hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ là hắn làm sai. Quả nhiên chỉ nghe Dễ Ngàn Hành đạo, ngươi, tiểu tử ngươi bạo khiển thiên vật, này chờ thần kiếm chi linh, như thế nào phù hợp độ hảo, căn bản liền không cần ngươi đi có thể chỉ huy, tâm linh tương thông nhân kiếm hợp nhất mới là cảnh giới cao nhất, ngươi quả thực là ngu xuẩn. Ta, Dương Nghị Vân vẻ mặt hắc tuyến, nhưng là vô pháp phản bác. Không chờ hắn nói chuyện, Dễ Ngàn Hành lại mở miệng nói thôi, thần kiếm tại hạ giới, lực lượng trình tự thượng căn bản là không đủ để chống đỡ. Phát huy không ra uy lực tới, cũng trách không được tiểu tử ngươi, cũng may nội loại kiếm linh không có hoàn toàn mất đi linh tính, còn có tiểu tử ngươi vẽ rắn thêm chân, cấp này chờ thần kiếm mạnh mẽ xưng cái gì vỏ kiếm, thật sự là ngu xuẩn cực kỳ. Kế tiếp ta đem vỏ kiếm chi linh dung với kiếm linh, cũng có thể tính làm bổ cứu, tiểu tử ngươi phân ra một sợi nguyên thần ấn ký tới, ta cho ngươi làm đầy đủ, không đến mức làm ngươi cầm này chờ thần kiếm mà bôi nhọ thần kiếm uy danh. Dương Nghị Vân còn có thể nói cái gì? Chỉ phải thành thành thật thật phân ra một lần nguyên thần ấn ký tới. Mà Dễ Ngàn Hành còn lại là đối với vỏ kiếm hư không một chảo, liên quan Dương Nghị Vân nguyên thần ấn ký trực tiếp đánh vào đồ long kiếm nội. Liên tiếp tay quyết lúc sau, đồ long kiếm ở Dễ Ngàn Hành trong tay quang mang càng ngày càng cường liệt. Ong ong, ngao, đồ long kiếm run minh chung, mơ hồ có long minh tiếng động. Mà Dương Nghị Vân còn lại là rõ ràng cảm nhận được, hắn cùng đồ long kiếm chi gian cảm ứng tăng mạnh. Tựa hồ giờ phút này đồ long kiếm hóa thành chính mình thân thể một bộ phận. Đi. Đúng lúc này, Dễ Ngàn Hành bỗng nhiên phun ra một cái đi tự, đồ long kiếm bùng nổ lộng lẫy ngân quang, vèo một chút lại lần nữa bay về phía cây số ở ngoài ngọn núi. Ầm vang. Cơ hồ là trong nháy mắt, cây số ở ngoài một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm rú. Dương Nghị Vân phóng nhãn nhìn lại, lúc này đôi mắt trừng lớn, miệng đều không khép được. Phía trước nhất kiếm. Chỉ là hủy diệt rồi ngọn núi đỉnh, gần làm ngọn núi chỉ điểm tạc nứt. Nhưng đệ nhị kiếm sau khi ra ngoài, lại là cả tòa ngọn núi biến mất không thấy, như là hoàn toàn bốc hơi giống nhau. Nếu không phải có thể nhìn đến trụi lùi thật lớn diện tích tồn tại, Dương Nghị Vân đều sẽ cho rằng, cây số ở ngoài căn bản liền không xuất hiện quá cái gì ngọn núi. Lần này uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần, là gấp 100 lần đi. Ngay sau đó Dễ Ngàn Hành vẫy tay một cái, đồ long kiếm chợt lóe mà đến. Lúc này Dễ Ngàn Hành mới vừa lòng gật gật đầu nói, hảo, về sau không cần lung tung cấp thần kiếm ngoại lực thêm vào, thần kiếm chính là thần kiếm căn bản không cần bất luận cái gì ngoại lực ảnh hưởng, nội loại kiếm linh bản thân chính là giảng chi bản thân, đừng nghĩ đi ảnh hưởng, tiểu tử ngươi tại hạ giới phát huy không uy lực, này đây vì thế gian không giải phong, chân chính giải phong yêu cầu huyết mạch, ta thân là thời không thiên pháp thần lúc sau, hôm nay lấy huyết mạch cho ngươi hoàn toàn giải phong thần kiếm, cũng đem ngươi nguyên thần ấn ký cùng thần kiếm hợp nhất. Ngày sau thần kiếm liền như ngươi thân thể một bộ phận, mà muốn phát huy xuất thần kiếm uy lực chân chính,
lại yêu cầu tiểu tử ngươi khống chế không gian cùng thời không chi lực. Dương Nghị Vân cảm thụ được cùng đồ long kiếm nổ vang, hắn biết dễ ngàn hành chưa nói sai, cái này là hoàn toàn phục, thiệt tình cảm kích nói còn thỉnh thần vương dạy ta. Hắn biết giờ phút này đồ long kiếm mới xem như chân chính thuộc về chính hắn, hoàn toàn giải phong, nhưng là như thế nào phát huy ra lớn nhất uy lực, dễ ngàn hành nói rất rõ ràng, yêu cầu không gian cùng thời không chi lực, nghĩ đến là tuyệt đối có cái gì pháp môn, hắn khom người xuống làm lễ, thiệt tình thỉnh giáo. Ở hắn bị thiên nhân tộc theo dõi loại này cục diện hạ, Dương Nghị Vân quá yêu cầu lực lượng cường đại, đồ long kiếm có thể phát huy lớn nhất uy lực, chính là hắn bảo mệnh tiền vốn. Dễ ngàn hành xem Dương Nghị Vân thái độ thành khẩn, vừa lòng cười, chẳng qua hắn màu da quá mức trắng bệch, này cười chính là có điểm dọa người. Rồi sau đó nhìn Dương Nghị Vân nói, hành đi, cho người tiểu tử nói nói. Đa tạ thần vương, Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ. Kỳ thật cũng không có việc gì, nói đến cùng vẫn là thực lực tu vi vấn đề, vừa rồi ta phát ra kia nhất kiếm, nhìn như cường hãn, nhưng đó là ở trong tay ta, nếu là ở trong tay ngươi. Nhiều nhất cũng là có thể phát huy ra đệ nhất kiếm uy lực, nhất kiếm chạm rớt ngọn núi đỉnh. Ta nói rồi, kiếm này chính là thời không pháp thần chi gian, chân chính lợi hại thuộc tính là thời không, cho nên nói ở ngươi nói thượng cũng phát huy không ra làm uy lực, đương nhiên ở trong tay ta cũng giống nhau. Bởi vì chỉ có khống chế thời không chi lực, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực tới, bất quá ngươi cũng đừng coi thường thần kiếm chi uy, liền tính là hiện tại ngươi mới vừa bước vào sơ cấp thần nhân chi cảnh. Có thần kiếm nơi tay ngươi cũng có thể ngăn cản thượng giai thần nhân toàn lực tam đánh, sử dụng thích đáng, thậm chí nhưng cùng thượng giai thần nhân đối chiến chém giết, chém đối phương đều có khả năng. Có này thần kiếm nơi tay, thực lực của ngươi vĩnh viễn đều có thể không duyên cớ thêm vào tam thành, ở thần nhân sơ cấp có thể tranh tài giai thần nhân, ở sơ giai thiên thần cảnh chiến đấu thượng giai thiên thần, như thế vẫn luôn ở ngươi thành tựu thiên pháp thần cảnh đều áp dụng. Sẽ cùng với thực lực của ngươi tu vi trưởng thành, thực sự hiếm có. Tiểu tử ngươi cần phải hảo sinh sử dụng, đương nhiên quan trọng nhất chính là ngươi yêu cầu khống chế không gian thuộc tính chi lực. Ta nói chuyện đây là thời không pháp thần chi gian, thuộc tính là thời không, ở đối ứng kiếm này lớn nhất uy lực, mà thời không chi lực cơ sở chính là không gian chi lực, cho nên muốn cho kiếm này phát huy ra ứng có uy lực, ngươi không thiếu được tìm hiểu không gian chi lực, đánh hảo cơ sở. Thời không pháp thần chi kiếm ở lớn nhất uy lực chính là thời không, nhất kiếm phá thời không mà giết địch. Đương nhiên điểm này đối với ngươi mà nói hiện tại quá xa xôi, tạm thời không cần suy nghĩ, ngươi chỉ cần dùng hảo không gian chi lực, cũng đã là rất lớn trợ lực, đến lúc đó nhất kiếm phá hết thảy ảo cảnh vô căn cứ, cái gì trận pháp không gian từ từ, nhất kiếm ra đều có thể phá chi. Ngay từ đầu Dương Nghị Vân nghe dễ ngàn hành giảng thuật cũng không chấp nhận, lúc này nghe lại là đôi mắt càng ngày càng sáng nói, dựa theo thần vương ý tứ, có phải hay không ta đem không gian chi lực tu luyện cực hạn, là có thể tiếp xúc đến thời không chi lực. Do đó phát huy xuất thần kiếm lớn nhất uy lực. Là đạo lý này, bất quá tiểu tử ngươi đừng nghĩ nhiều, đi bước một tới mới kiên định, đầu tiên ngươi đến tu luyện đến mới được, hiện tại, ha ha, ngươi chỉ là sơ cấp thần nhân mà thôi, đánh giá ngươi liền thần lực cũng không biết như thế nào sử dụng đi. Dễ ngàn hành mang theo ý cười nói. Dương Nghị Vân khó thở nói, có thể hay không đừng kẹt cửa xem người a, ta đều hoàn thành thần quang lễ rửa tội, còn có thể không biết như thế nào sử dụng thần lực. Nơi nào nói như thế nào sử dụng, dễ ngàn hành mang theo khảo giáo chi nhất. Dương Nghị Vân lập tức vận chuyển trong cơ thể thần lực hội tụ ở trong tay, tức khắc trong lòng bàn tay ngũ quang thập sắc đại tác phẩm. Nhìn xem đi, này không đơn giản sao, Dương Nghị Vân đắc ý nói. Kia biết dễ ngàn hành phá lên cười, a ha ha ha. Có cái gì buồn cười, Dương Nghị Vân trợn trắng mắt. Tiểu tử ngươi, thật đúng là, ngươi sợ là thật không biết tiên nhân cùng thần nhân khác nhau. Không biết cái gì mới là chân chính thần lực, người này nhiều nhất chỉ là vận chuyển trong cơ thể thần lực mà thôi. Bất quá, tiểu tử ngươi thần lực nhưng thật ra có điểm có loại bất đồng. Bình thường thần lực đều là 7 màu chi sắc, người cái này cư nhiên nhiều đạt 10 sắc, thoạt nhìn so với tầm thường thần nhân muốn cao giai. Bất quá này cũng không có gì, mỗi người thể chất thuộc tính bất đồng, sở ngưng tụ mà ra thần lực nhan sắc tự nhiên cũng là bất đồng. Nhưng có một chút ngươi phải biết rằng, thần lực là có thuộc tính, bình thường tới nói đều là ngũ hành thần lực. Điểm này cùng tiên nhân không giống nhau, thần nhân chi lực ngũ hành cân bằng, tương đương là sinh ra đã có sẵn, thành thần chính là thân cư ngũ hành thuộc tính thần lực, nhưng mỗi người đều có một cái trọng điểm, tỉ như, hỏa thuộc tính thần lực là chủ, mặt khác vì phụ trợ. Vận dụng thời điểm, liền hỏa thuộc tính, nhưng lẫn nhau chi gian có thể chuyển hóa, ngũ hành tương sinh tương khắc. Đồng dạng dưới tình huống,
Người gặp phải lấy thủy thuộc tính là chủ người, hai bên là có thể tương sinh tương khắc, có từng nghe qua thần nhân có hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực. Cuối cùng Dễ Ngàn Hành đặt câu hỏi. Dương Nghị Vân tự nhiên nghe qua, gật đầu nói, nghe là nghe qua, nhưng cũng không biết có ý tứ gì, như thế nào lý giải. Dễ Ngàn Hành cười nói, xem trọng, ta cũng dùng thần lực. Nói chuyện bên trong, Dễ Ngàn Hành đối với bên người một gốc cây vô danh số nhẹ nhàng một mạt, tức khắc trong tay hắn thần lực quang mang lập lòe, ngay sau đó này cây thụ nhanh chóng khô héo, thẳng tới hoàn toàn khô khốc, lá cây đều rớt xong, nhìn thành một gốc cây củi đốt. Làm một gốc cây cây cối khô héo lúc sau, Dễ Ngàn Hành tiếp tục nói, thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc, ngũ hành chính là vạn vật cơ sở, hạ giới các ngươi sở khống chế chỉ là tiểu ngũ hành chi lực, không coi là cái gì, nhưng là đao thần giới, vẫn như cũ muốn tu tiên ngũ hành chi lực, nhưng lại khác nhau rất lớn, là đại ngũ hành chi lực, hoàn toàn bất đồng trình tự, là ngũ hành trung cực. Ta thể chất thuộc tính đặc thù, nhưng là giống nhau đem ngũ hành chi lực tu luyện tới rồi cực hạt, làm theo nhưng dùng. Tỉ như này cây khô mộc, hiện tại ta liền có thể làm hắn cây khô gặp mùa xuân, lấy mộc thuộc tính là chủ, mặt khác bốn thuộc tính phụ trợ dưới, liền có thể làm được. Nói chuyện bên trong, chỉ thấy Dễ Ngàn Hành lòng bàn tay vầng sáng đại tác phẩm, đối với khô thụ, ngay sau đó khô thụ lại là bắt đầu biến hóa, khô khốc nhánh cây bắt đầu no đủ lên, biến sắc, ngay sau đó lá cây sinh trưởng. Quả thật là làm được cây khô gặp mùa xuân. Đây là thần lực. Ngũ hành thuộc tính lực lượng kết hợp chính là thần lực, nhưng cây khô gặp mùa xuân, nhưng biến cát thành vàng, nhưng nước sông hóa băng. Nói chuyện chung Dễ Ngàn Hành hội đều bàn tay, thật là đem lời nói tất cả đều diễn biến ra tới. Dương Nghị Vân trừng lớn đôi mắt, nhìn kỹ, cái này hắn xem như rốt cuộc đã biết thần nhân vì cái gì xưng là thần, đích xác nhưng từ lực lượng dùng vận hơn nữa làm được không gì làm không được. Hắn biết Dễ Ngàn Hành đây là cố ý dạy hắn, vì thế hắn nghiêm túc lên. Nhìn kỹ cẩn thận nghe, có không hiểu địa phương cũng khiêm tốn thỉnh giáo, mà Dễ Ngàn Hành còn lại là kiên nhẫn giải đáp. Thần nhân chi cảnh chỉ là tu luyện tích lũy thần lực, ta sở bày ra này đó đều là ngươi cái này giai đoạn thần nhân đều có thể làm được, trong cơ thể thần lực càng là cường đại, có khả năng phát huy ra lực lượng liền sẽ cùng cường đại. Mà thiên thần chi cảnh, còn lại là đem ngũ hành thuộc tính chân chính tu luyện tới rồi cực hạn, không hề là chỉ một lấy mỗi một loại thuộc tính là chủ. Mà là ngũ hành thuộc tính đều là viên mãn, chờ tới rồi thiên thần quân trình tự, chính là đại pháp tắc lực lượng, như không gian pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, lôi đình, phong vân từ, cái này là xem cá nhân cơ duyên tu luyện, là ngũ hành thuộc tính lực lượng tu luyện đến mức tận cùng diễn biến, đến lúc đó là nước chảy thành sông tiến vào pháp tắc lực lượng trình tự. Đến nỗi năm đại pháp tắc áo nghĩa, đó là càng cao trình tự, hiện tại đối với ngươi mà nói còn có thể xa xôi. Cho nên ngươi tạm thời tu luyện ngũ hành thần lực có thể, thả nhìn xem ngươi thể chất thuộc tính trọng điểm, tuyển ra một loại tới, mặt khác bốn loại vì phụ trợ có thể, cái này trình tự tương đối hảo tu luyện liền tu luyện thần lực số lượng mà thôi, thiên thần trình tự là chất lượng, quân vương địa chủ, tứ đại cảnh giới, đó là ngũ hành diễn biến thành pháp tắc lực lượng quá trình. Muốn phát huy ra pháp thần kiếm uy lực, lúc đầu ngươi chỉ có thể này đây trong cơ thể thần lực làm cơ sở, chờ có thể tiếp xúc đến không gian pháp tắc lực lượng thời điểm. Mới là uy lực tăng lên thời điểm, bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng, hiện tại cái này giai đoạn pháp thần kiếm uy lực liền nhược, thêm vào ngươi tam thành thực lực không phải nói, nhất kiếm chảm trừ bỏ phá trận pháp phá ảo cảnh phá tiểu không gian đều có thể làm được. Dương Nghị Vân nghe một chữ không rơi đem này đó đều ghi lại trong đầu, Dễ Ngàn Hành nói rất nhiều, hắn cũng hỏi rất nhiều, hai người ở bên nhau một hỏi một đáp, bất chi bất giác ba ngày thời gian trôi qua, Dương Nghị Vân đối thần nhân tu luyện phương thức từ cũng rốt cuộc có hiểu biết. Hảo, nên nói đều nói, lộ đi như thế nào liền xem chính ngươi tạo hóa. Dễ Ngàn Hành ngừng lại. Dương Nghị Vân cũng gật gật đầu, đích xác Dễ Ngàn Hành cho hắn đảm đương một hồi sư phụ, hắn thật sâu khom lưng nói lời cảm tạ, này thi lễ Dễ Ngàn Hành lại là không nhiều, chịu hạ. Còn có cái gì vấn đề không có? Dễ Ngàn Hành ý bảo Dương Nghị Vân đứng dậy. Dương Nghị Vân ngẫm lại ta hỏi, có, ta muốn biết đồ long kiếm tính cái gì trình tự thần khí. Thần giới thần khí đều có bao nhiêu cấp bậc? Dễ Ngàn Hành trầm tư một chút nói, khó mà nói, không có cụ thể định nghĩa, bất quá mỗi một kiện thần khí, mặc kệ là bất luận cái gì thiên nhiên chí bảo hình thành, cuối cùng tới rồi thần nhân trong tay sử dụng đều phải trải qua một lần nữa luyện hóa thêm vào, cho nên không định nghĩa, nhưng là có cái nhất trực quan ta vừa nói ngươi liền minh bạch, liền nói ngươi trong tay này pháp thần kiếm, xuất từ thiên thần pháp tay, đó chính là xem như pháp thần khí, cũng có thể xưng là bảy cảnh thần khí. Bởi vì thiên pháp thần cảnh là thần nhân tu luyện thứ bảy đại cảnh giới,
Dương Nghị Vân nghe xong gật gật đầu, đích xác như vậy, vừa nói hắn liền minh bạch, dựa theo cảnh giới phân chia, đảo cũng đơn giản sáng tỏ. Thần giới tu luyện 8 đại cảnh giới, từ thần nhân cảnh bắt đầu đến thiên đạo chi cảnh, như vậy tính lên, chính là có 8 cảnh thần khí cấp bậc, bất quá Phục Hy nói qua còn có cái trong truyền thuyết cảnh giới, đó chính là hợp đạo sau khi thành công thần giới chi chủ, cái này trình tự xem như truyền thuyết, hắn nghĩ không biết có hay không thứ 9 cảnh cấp bậc thần khí tồn tại. Nếu có, lại sẽ là cái dạng gì? Dựa theo bực này suy đoán tới tính, hắn cảm thấy hắn Càn Khôn Hồ hẳn là xem như thiên đạo cấp bậc thần khí, bất quá hẳn là miễn cưỡng đâu. Vẫn là cái gì hắn cũng không biết. Dù sao trước mắt xem, trên người hắn thần khí là không lầm. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân hỏi dễ ngàn hành đạo, ngươi nhìn xem ta bàn long kiếm là cái gì cấp bậc. Chính mình cảm thụ chính là, lấy ngươi đồ long kiếm vì tiêu chuẩn, tự nhiên sẽ biết. Dễ ngàn hành nói. Dương Nghị Vân sửng sốt, lại cũng minh bạch lại đây, thúc giục bàn long kiếm cảm thụ một chút, quả thực có đối lập, bàn long kiếm chỉ có thể xem như 4 cảnh thần khí, so đồ long kiếm kém xa, xem như thần vương cấp bậc thần khí. Như thế nào luyện hóa? Dương Nghị Vân biết thần khí luyện hóa có độc đáo pháp môn, vì thế thỉnh giáo dễ ngàn hành. Nguyên thần ấn ký vết máu rèn luyện, lấy thần lực một lần nữa rèn luyện một lần có thể, bất quá ta khuyên tiểu tử ngươi còn đừng luyện hóa, phải biết rằng tham nhiều không lạn đạo lý. Trên thực tế đơn độc pháp thần chi kiếm tiểu tử ngươi có thể thẩm bổ hảo, đều cũng đủ ngươi dùng, ngươi cho rằng đa phần ra một phần nguyên thần chi lực là chuyện tốt ha. Dễ ngàn hành trợn trắng mắt nói. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là đạo lý này, gật gật đầu liền đem bàn long kiếm thủ lên, trong lòng nghĩ về sau tặng người được. Tiếp được hai người chi gian tựa hồ cũng không có gì nói, chủ yếu là cảnh giới kém cách xa, liêu tu luyện việc, nên nói dễ ngàn thủ đô lâm thời nói xong, mặt khác sự. Dương Nghị Vân cùng hắn không ở một cấp bậc, có điểm giới. Ngẫm lại Dương Nghị Vân chuẩn bị rời đi, nói 1000 nói 1 vạn, Dương Nghị Vân trước sau minh bạch một đạo lý, đó chính là yêu cầu thực lực. Mà hắn ở chỗ này làm chờ làm từng bước tu luyện, hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn, lại nói dễ ngàn thủ đô lâm thời cho chỉ một cái lộ, cổ chiến trường. Gần nhất nơi nào tu luyện tài nguyên phân phó, thứ hai cũng có thể lực lượng chính mình. Còn có cái trọng điểm là cổ chiến trường có thể trình độ nhất định thượng ngăn cách tin tức, cũng coi như là có thể trốn một chút thiên nhân tộc đuổi giết. Nếu thiên nhân tộc đế tôn đều theo dõi hắn, vậy tương đương là toàn bộ thiên nhân tộc đều theo dõi hắn, đi cổ chiến trường cũng là một cái lựa chọn. Hắn hiện tại thực lực quá mức thấp kém, cần thiết muốn tăng lên thực lực của chính mình tu vi, ít nhất cũng muốn tiến giai đến thiên thần cảnh trình tự mới được. Như thế nào đi vấn đề giải quyết, cảm ứng đại ngày liệt dương đi liền thành. Nhưng là ngẫm lại chính mình là một người, luôn là trong lòng có điểm hư, Dương Nghị Vân nhìn xem dễ ngàn hành, trong mắt vừa chuyển nói, hắc hắc, ngàn hành thần vương nếu không chúng ta cùng đi cổ chiến trường. Ha ha, tiểu tử ngươi đánh cái gì chủ ý đâu? Bản thần vương ra tay cứu ngươi một lần, đã bị thiên nhân tộc theo dõi, nếu là ta và ngươi tiểu tử ở bên nhau, thiên nhân tộc liền có thể trực tiếp phái ra thiên thần vương cấp bậc cường giả tiến đến, ngươi nếu là không ngại, bản thần vương là không sao cả. Dễ ngàn hành ha hả cười nói. Dương Nghị Vân vừa nghe, khóe miệng thẳng trừ trừ, hắn một người thời điểm, thiên nhân tộc nhiều nhất căng chết phái ra thiên thần, có lẽ còn có thể ứng phó, nhưng là dựa theo dễ ngàn hành nói như vậy, trực tiếp lão thần vương trình tự, hắn khả năng bị chết sẽ càng mau. Kia vẫn là tính, một khi đã như vậy, vậy sau này còn gặp lại Dương Nghị Vân xoay người liền đi, bất quá không đi hai bước, lại dừng lại nói, đúng rồi, về sau tiên giới có phi thăng thần giới người đi lên. Thiên nhân tộc có thể hay không khó xử. Điểm này tiểu tử ngươi yên tâm đi, hạ giới phi thăng giả là chúng ta phi thăng giả nhất tộc căn cơ, lần này tiểu tử ngươi đánh nát thiên môn, không có cách trở, đây là chuyện tốt, cũng là trước kỷ nguyên ước định, chỉ cần thiên môn phá, thiên nhân tộc liền sẽ không ở tìm hạ giới phi thăng giả phiền toái, hơn nữa ngươi thật khi chúng ta thần giới phi thăng giả nhất tộc là ăn chay. Bảo trọng chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi, hạ giới phi thăng giả phi thăng việc, thần hoàng đại nhân sớm có an bài. Thiên nhân tộc sẽ không đuôi mù, chỉ có ngươi một người, hiện tại là cái biến số, ngươi phải biết rằng ngươi trực tiếp là bị đế tôn theo dõi người, chúng ta thần giới phi thăng nhất tộc thần nhân chính là trước giúp ngươi cũng giúp không được vội, một khi ở đi nhúng tay, liền đúng là hai tộc đại chiến, ta ý tứ ngươi minh bạch chưa? Dễ ngàn hành nói, Dương Nghị Vân ngạc nhiên, có chút thê lương nói, ngươi ý tứ, ta mẹ nó từ giờ trở đi chính là người cô đơn bái. Sống hay chết, không có người sẽ quản. Không sai biệt lắm, chính là ý tứ này dễ ngàn hành khó được có chút xấu hổ. Phục Hy thần hoàng cũng mặc kệ ta.
Dương Nghị Vân chưa từ bỏ ý định nói. Dễ ngàn hành, đế tôn bất động, Phục Hy Thần Hoàng liền không thể động. Thảo! Dương Nghị Vân mắng một câu, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn trong lòng nén giận a, nhưng là nói không nên lời. Tổng cảm giác vận mệnh như là ngay từ đầu đã bị bố cục hảo giống nhau. Hắn hiện tại liền có chung cảm giác, thành cũng càn khôn hồ bại cũng càn khôn hồ. Vận mệnh của hắn chuyển biến từ càn khôn hồ bắt đầu, hiện tại cảm giác muốn lạnh lạnh cũng sẽ từ càn khôn hồ bắt đầu. Đương nhiên nghẹn khuất về nghẹn khuất, nhưng là hắn trong lòng không oán. Bởi vì hắn có thể có hôm nay thật là bởi vì càn khôn hồ. Tuy rằng bị thiên nhân tộc đế tôn theo dõi nghe tới đích xác nghe rợn cả người, chính là cẩn thận tưởng tượng cũng không có gì, bởi vì đế tôn không có khả năng trực tiếp đối hắn ra tay, còn có Phục Hy Thần Hoàng này tôn đại Phật chống đỡ. Thiên nhân tộc có thể đối hắn ra tay cũng nhiều nhất chính là thiên thần cấp bậc, hơn nữa Dương Nghị Vân tin tưởng không có khả năng mỗi một cái thiên nhân tộc liền phải đuổi giết hắn, nếu có thể được càn khôn hồ kia hắn liền có đại khí vận, điểm này chính là hắn ưu thế. Chẳng lẽ hắn liền thật là dễ khi dễ như vậy cừu con? Dương Mỗ Nhân trong lòng cười lạnh. Hắn có thể đi đến hôm nay, là thật đánh thật đi bước một tu luyện nỗ lực kết quả, là chính mình đi bước một đua đi lên, cũng không phải là trống rỗng mà đến. Có một chút Phục Hy ôn hòa ngàn hành nói đều đối, hắn cũng nhận đồng, đó chính là dựa vào chính mình thực lực. Cầu người đâu phù hộ, hoặc là vĩnh viễn tránh ở chỗ nào đó không ra, kia không phải hắn Dương Nghị Vân phong cách. Hơn nữa nếu từ Phục Hy trong miệng đã biết thế giới này thật sự có luân hồi u minh, kia hắn liền càng hẳn là đi nỗ lực, đây là hắn hy vọng, cũng là mục tiêu, càng là về sau phải đi đại đạo. Mà muốn hoàn thành cái này mục tiêu, liền phải thành tựu thiên đạo chi cảnh, đi cùng đế tôn cạnh tranh thần giới chi chủ. Hắn biết hiện tại là tranh đoạt thời gian vấn đề. Hắn muốn ở đế tôn hoàn toàn hiểu được hợp đạo phía trước, đuổi theo hơn nữa siêu việt đế tôn, sớm một bước trở thành thần giới chi chủ. Này yêu cầu chính là thời gian, nhưng là hắn có một cái thật lớn ưu thế tồn tại, đó chính là thời gian. Nhất không thiếu chính là thời gian, càn khôn hồ không gian nội 1000 so một thời gian, chính là hắn cạnh tranh ưu thế. Từ hắn cùng Phục Hy nói chuyện chung, hắn có thể cảm thụ được đến, lấy Phục Hy thần hoàng cầm đầu phi thăng giả nhất tộc thần nhân, đều ở chuẩn bị cái gì, mà cái này cái gì, ở Dương Nghị Vân xem ra, chính là chờ đợi cơ hội cùng thiên nhân tộc cạnh tranh. Cạnh tranh kia một tổ chung đầu tiên ra tới một cái có thể hợp đạo thành tựu thần giới chi chủ tồn tại tới. Hắn xuất hiện, chính là phi thăng giả nhất tộc hy vọng. Nếu không chờ đế tôn thành tựu thần giới chi chủ, như vậy phi thăng giả nhất tộc liền hoàn toàn không có hy vọng, vô cùng có khả năng thật sự sẽ bị thiên nhân tộc diệt tộc, hoặc là nói hoàn toàn đoạn tuyệt lên trước chi lộ. Chỉ cần từ điểm này tới giảng, hắn cũng sẽ không đồng ý. Cho nên cái này thần giới chi chủ, mặc kệ là càn khôn thần tôn bố cục cũng hảo, vẫn là bị đế tôn bức bách cũng hảo, hay là vì liễu lanh canh, hắn đều phải nỗ lực. Cứ việc Phục Hy ôn hòa ngàn hành nói phi thăng giả nhất tộc thần nhân cùng thiên nhân tộc có ước định không thể giúp hắn, nhưng Dương Nghị Vân kỳ thật có thể cảm nhận được, thật muốn là tới rồi hắn sống chết trước mắt thời điểm, những người này tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Cho nên hắn xoay người liền đi, thực dứt khoát. Trong lòng buồn bực, kỳ thật không có gì câu oán hận. Mặc kệ sứ mệnh cũng hảo, vẫn là tính kế cũng thế, hắn đuổi kịp muốn đi đi xuống. Hơn nữa trong thân thể hắn độc đáo đạo chủng tu luyện hệ thống, làm hắn có tự tin, chính mình vận mệnh chung quy có thể khống chế ở chính mình trong tay. Hắn có hắn ý tưởng. Cầm trong tay đồ long kiếm hoặc là nói thời không pháp thần chi kiếm, Dương Nghị Vân so với ở Ngộ Đạo Sơn cái loại này tuyệt vọng, nhiều vài phần tự tin, lẩm bẩm, mặc kệ các ngươi có hay không cái gì tính kế. Mặc kệ cái gì chó má thiên nhân tộc đế tôn không đế tôn, tiểu ra một mình ta nhất kiếm liền xông vào một lần thiên nhai. Đảo nhỏ phía trên, dễ ngàn hành nhìn theo Dương Nghị Vân rời đi bóng dáng, lẩm bẩm tiểu gia hỏa chỉ mong ngươi hết thảy đều hảo, lão phu có thể vì làm chính là một cái mạng già, chúng ta phi thăng giả nhất tộc cũng không như lời nói ngăn nắp lượng lệ, chúng ta này đó lão bất tử hy vọng nhưng đều ở trên người của ngươi. Trong lòng nghĩ sự tình, Dương Nghị Vân thẳng tắp hành tẩu mà đi. Bất chi bất giác lại vẫn là thấy được biển rộng, người hoàng đảo, còn đúng là đảo nhỏ, không tính đại một tòa đảo nhỏ. Không lộ, Dương Nghị Vân ngừng lại. Đi người đại gia phiền não, đi người đại gia thiên nhân tộc, tới một cái lão tử sát một cái, tới hai cái sát một đôi, đến đây đi. Đối mặt bảy màu sắc biển rộng, tường vân gắn đầy hải mặt bằng, Dương Nghị Vân giống to. Gầm rú vài tiếng, trong lòng buồn bực tan đi không ít.
thực hiển nhiên hiện tại muốn phi hành. Ngưng tụ thần lực là có thể hội tụ 7 màu tường vân, thần giới tường vân là một loại thực chất hóa tồn tại, trời sinh mang phong, chỉ cần thần lực cũng đủ, trước phi rất xa phi rất cao đều có thể. Đi hướng dễ ngàn hành theo như lời cổ chiến trường, hắn chỉ cần cảm ứng đại ngày liệt dương chiết xạ tuyến lộ là có thể tìm được, đến lúc đó không sợ bị lạc phương hướng. Lần này bị Phục Hy triệu kiến, hắn cũng coi như là kiến thức quá thần giới cường đại nhất cường giả, cũng được đến bẩm sinh bát quái đồ, từ dễ ngàn hành trên người học được muốn như thế nào trở thành một cái thần nhân cơ sở. Hiện tại dư lại chính là bụi gai chi lộ, có thể đi bao xa, liền dựa vào chính mình. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân thúc dục trong cơ thể thần lực, ngưng tụ 7 màu tường vân với dưới chân, ý niệm vừa động vèo một chút bay lên trời. Theo đại ngày liệt dương cảm ứng trực tiếp bay đi. Nếu hắn hiện tại trở thành thiên nhân tộc cái đinh trong mắt, vậy đích xác không thể đi tìm hoa sen đen cùng nhi tử Dương Tinh Phó bọn họ. Thần giới chính là tối cao lực lượng tối cao pháp tắc thế giới, là đại đạo cực hạn nơi, mỗi người tới rồi nơi này đều sẽ có chính mình theo đuổi, thành tựu thần nhân lúc sau, có thể đi đến tình trạng gì, liền dựa cá nhân duyên pháp, hắn cũng sẽ không đi ở đi có thể can thiệp. Chính như dễ ngàn hành lời nói, tình huống của hắn đều là bùn bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Càng đừng nói đi chiếu cố người khác, lại nói hắn chỉ cần bất hòa bất luận kẻ nào đi thân cận quá, liền sẽ không mang đi phiền toái. Phục Hy ôn hòa ngàn thủ đô lâm thời nói qua, thiên nhân tộc sẽ không tìm vừa mới phi thăng thần giới thần nhân phiền toái, không cần lo lắng. Duy độc hắn là cái liệt ngoại, ai làm hắn đích xác có càn khôn hồ đâu. Dương Nghị Vân hiện tại có loại một thân nhẹ cảm giác, trên thực tế hắn đối thiên nhân tộc đế tôn tiên đoán vì đại kiếp nạn chi tử sự, cũng không có nhiều ít sợ hãi. Dù sao là lại không phải đế tôn thân tự tìm hắn, đều có hạn chế tồn tại. Đi vào thần giới lúc sau, không có xem vân môn tồn tại, hắn ngược lại trong lòng nhẹ nhàng, không có gì gánh nặng. Thật thật nhi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, có một cổ tử tàn nhẫn kính. Dương Nghị Vân chân dẫm tường vân phi thăng trời cao, phi hành ở tầng mây bên trong, phía dưới núi lớn con sông thu hết đáy mắt. Thần giới sơn xuyên con sông đều có linh tính, nhìn như cùng tiên giới giống nhau. Kỳ thật bất đồng chính là cảm giác thượng. Nơi này một thảo một mộc đều là tinh linh, chân chính hội tụ thiên địa linh khí. Thiên địa bên trong thần nguyên lực sung túc, không cần có thể đi hấp thu trong cơ thể công pháp đều ở tự chủ vận chuyển, tùy thời tùy chỗ đều ở hấp thu tu luyện. Chẳng qua bất đồng chính là, hiện tại thành thần lúc sau trong cơ thể tự nhiên cũng thành một bên khác thiên địa. Người là bảo khố điểm này không sai. Liền lấy hiện tại tới nói, hắn đan điền giống như là một phương vũ trụ. Mà tiên hạch còn lại là thoát biến thành thần hạch, tồn tại đan điền cái này tiểu vũ trụ nhất trung tâm, là hết thảy căn nguyên nơi. Thân thể hắn mở ra 3.000 khiếu huyệt, cơ hồ mỗi một tấc thân thể đều ở hấp thu thiên địa chi gian tồn tại thần nguyên lực, tiến vào đan điền vũ trụ lúc sau, trải qua công pháp rèn luyện, cuối cùng tiến vào thần hạch trung hóa thành thần lực. Đương nhiên hắn thần hạch cũng xưng là đạo chủng, nội loại 10 cây nói thụ mới là hắn chân chính trung tâm, là hắn ngày sau có không trưởng thành chỗ hết tài năng mấu chốt. 10 cây nói thụ hiện tại mới là cây non, nhưng mỗi một gốc cây đều bất đồng thuộc tính. Cứ việc tới rồi thần giới 10 cây nói thụ thuộc tính như cũ không có biến, từ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đến âm, dương, không gian, lôi đình, phong vân, 10 đại thuộc tính chút nào không thay đổi. Sở bất đồng chính là, trải qua thần quang lễ rửa tội lúc sau, ở chất lượng là có thể nói đã xảy ra căn bản chuyển hóa. Chính như dễ ngàn hành lời nói, hắn hiện tại tu luyện hấp thu lực lượng. Bắt đầu liền thành đại ngũ hành từ từ. Dựa theo dễ ngàn sắp sửa, ở thần nhân cùng thiên thần giai đoạn, có thể hấp thu khống chế lực lượng chính là đại ngũ hành chi lực, chính là Dương Nghị Vân có 10 đại thuộc tính nói thụ tồn tại, từ căn tử thượng bắt đầu, hắn liền có thể tiếp xúc đến ngũ hành ở ngoài lực lượng. Đến nỗi càng vì cao tầng thứ tử vong, sinh mệnh, thời không, quang minh cùng hắc ám, này đó tạm thời hắn không biết, hắn quá xa xôi, không đi nghĩ nhiều. Đơn thuần từ lực lượng trình tự giảng, hắn đã siêu việt cùng cảnh giới trình tự. Đây là hắn bí mật, hắn không nói cho Phục Hy thần hoàng, cũng không có nói cho dễ ngàn hành. Đạo chủng tu luyện chi lộ, là chính hắn đi ra tu luyện chi lộ, cũng sẽ là hắn về sau kiên trì đi xuống đi lộ. Dương Nghị Vân biết nếu là tưởng cùng đế tôn cạnh tranh, tầm thường tu luyện chi lộ, khả năng tính phi thường thấp. Bởi vì ở Phục Hy thần hoàng trong miệng, đế tôn hợp đạo đã kém một bước, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian. Nếu làm từng bước tu luyện đi xuống, đừng nói thiên đạo chi cảnh giới, liền tính là thiên pháp thần chi cảnh giới, hắn phỏng chừng cũng quá sức. Thần giới cuồn cuộn không phải nói nói,
Đích xác Dương Nghị Vân một đường phi hành, theo đại ngày liệt dương tia khúc xạ hơn nữa, bất chi bất giác liền phi hành một tháng, nhưng gần mới đi rồi một phần ba lộ trình. Hắn biết chiếu như vậy đi xuống, còn phải hai tháng mới có thể đến cổ chiến trường. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Mục đích là tiến vào cổ chiến trường tu luyện, tăng lên tu vi thực lực. Cũng không phải một hai phải nhiều cấp bách. Tu luyện chi đạo, mặc kệ là tiên giới vẫn là thần giới, hắn biết đều là giống nhau, một bước một dấu chân đi qua đi mới kiên định. Đơn giản chậm lại tốc độ một bên phi hành một bên tu luyện. Thần lực hội tụ bảy màu tường vân, ngồi xếp bằng tại thượng, phi như mây đoan, Dương Nghị Vân bắt đầu tu luyện, bay đi cổ chiến trường. Bất chi bất giác đi qua một tháng. Này một tháng xuống dưới, quản lý hắn chút nào không ngừng ở hấp thu thần nguyên lực tu luyện, nhưng cảnh giới tu vi mắc mưu thật không lớn. Sơ giai thần nhân cảnh giới, tu luyện một tháng chỉ có thể xem như củng cố cảnh giới. Hắn thở dài tự nói, quả nhiên càng là đăng cao càng là khó, một cái thần giới thấp nhất cảnh giới một tháng tu luyện cư nhiên không nhiều ít khởi sắc. Thần giới tam giới chi nhất, nói cách khác, thần nhân vậy là. Dương Nghị Vân rất rõ ràng, thành thần lúc sau biến hóa, không nói mặt khác, chỉ cần là trên thực lực chuyển biến, một cái sơ giai thần nhân đặt ở tiên giới một người liền có thể quét ngang tiên giới, điểm này chút nào không khoa trương. Cho nên ở thần giới tu luyện thượng tương ứng khó khăn phóng đại, đây cũng là bình thường. Hắn hiện tại có điểm minh bạch, Dễ Ngàn Hành vì cái gì muốn cho hắn đi cổ chiến trường tu luyện, bởi vì dựa theo bình thường đả tọa tu luyện hấp thu thiên địa chi gian thần nguyên lực đi đi, khả năng hắn từ sơ giai thần nhân đột phá đến trung giai thần nhân, liền như vậy một cái tiểu cảnh giới, dựa theo hắn tốc độ tu luyện, không có một cái 3 năm ngàn năm tưởng đều không cần tưởng. Bình thường dưới tình huống, thật là không được. Muốn đột phá, liền phải nghĩ cách. Cổ chiến trường thật là cái chiêu số. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân đình chỉ tu luyện, tiếp được bắt đầu toàn lực khống chế tường vân phi hành. Lại qua một tháng rưỡi sau, Dương Nghị Vân trong tầm mắt thấy được một mảnh xám xịt thiên địa. Hoặc là nói là một mảnh xám xịt mảnh đất, xỏ xuyên qua trời sinh ngầm. Hắn biết trước cơ duyên cổ chiến trường tới rồi. Dễ Ngàn Hành cho hắn giảng thuật quá, cổ chiến trường bị xám xịt hỗn độn sương mù bao vây lấy, nội loại rất lớn. Này phiến hỗn độn là không thể trực tiếp phi đi vào, đều phải đi xuống đi vào đi. Bởi vì cổ chiến trường ngã xuống quá nhiều thiên nhân tộc cùng phi thăng nhất tộc, trong đó bao gồm yêu thần cùng ma thần. Thần nhân máu đều là bất đồng, nơi này thần nhân thiên nhân yêu thần ma thần chi huyết hoàn toàn thay đổi mỗi một tấc bùn đất cùng một thảo một mộc từ từ, nội loại tồn tại đại lượng biến dị sinh linh. Hỗn độn chung có lôi đình vạn quân, có thần giới sát khí ma khí từ từ, chạm vào không được. Dùng Dễ Ngàn Hành nói cho dù là thiên pháp thần cũng không dám ở cổ chiến trường hỗn độn chung đấu đá lung tung. Tiểu thần nhân cấp bậc vẫn là ngoan ngoãn đi vào đi thôi. Tiến vào cổ chiến trường hỗn độn chung, đó chính là mặt khác thiên địa. Đối Dễ Ngàn Hành báo cho, Dương Nghị Vân tin tưởng không nghi ngờ, liền tính là Dễ Ngàn biết không công đạo, hắn cũng sẽ không đối không biết địa phương tùy tiện mạo hiểm. Cẩn thận mới có thể sống lâu mới có thể ngao chết một tảng lớn. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân trực tiếp bay vọt đi xuống, dừng ở cổ chiến trường hỗn độn ở ngoài mấy ngàn mét. Sớm tại trời cao thời điểm, hắn liền phát hiện ở cổ chiến trường bốn phía bên ngoài có sinh linh tồn tại, nghĩ đến đều là tiến vào cổ chiến trường thần nhân thiên nhân. Chỉ có tu vi nhỏ yếu thần nhân thiên nhân đạp lên bên ngoài hoạt động, liền tính là tiến vào cũng chỉ là ở cổ chiến trường bên cạnh, chỗ sâu trong, đó là những cái đó cao giai tồn tại mới có thể đi vào. Dương Nghị Vân vừa rơi xuống đất, phía sau liền vang lên một thanh âm nói, uy, chúng ta còn thiếu một người, muốn hay không gia nhập chúng ta. Dương Nghị Vân có chút kỳ quái, cứ việc hắn ở trời cao liền cảm thụ có rất nhiều sinh linh hơi thở, nhưng lại là cũng không có nhìn đến có người nào tồn tại. Phi rơi xuống địa điểm, cũng có thể lựa chọn một chỗ rừng cây, kỳ thật chính là không muốn cùng mặt khác sinh linh có cái gì giao tế. Nhưng không nghĩ tới mới vừa rơi xuống đất, liền có người kêu hắn. Xoay người nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện không xa có ba người tồn tại. Chuẩn xác mà nói là lưỡng nan một nữ, kêu hắn là cái nam tử. Đều là thần nhân. Hai cái sơ giai thần nhân, một cái trung giai thần nhân. Bất quá Dương Nghị Vân không xác định đối phương có phải hay không ở kêu hắn, quay đầu xem qua đi, cũng không có nói lời nói, mang theo nghi hoặc. Uy, chính là ngươi, nói ngươi đâu cầm đầu trung giai thần nhân lại lần nữa nói một câu. Ta. Dương Nghị Vân vươn ra ngón tay, chỉ vào chính mình mặt xác định. Đúng vậy, chính là ngươi,
nơi này trừ bỏ ngươi còn có người khác sao? Nói chuyện chung cầm đầu trung giai thần nhân đã đi tới. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, hắn nhìn ra được tới, đối hắn tuy rằng còn chính mình, nhưng trong ánh mắt lại là không có chút nào tôn trọng. Đương nhiên hiện tại tình huống cũng là không trong sáng, nhìn không ra tới này ba người là phi thăng giả nhất tộc vẫn là thiên nhân tộc. Kỳ thật thiên nhân tộc cùng phi thăng giả nhất tộc, đều là người, chẳng qua người sau là tiến hóa phi thăng một mạch, mà người trước thiên nhân tộc còn lại là vừa sinh ra liền ra đời ở thiên giới. Sinh ra quyết định hết thảy. Cũng khó trách thiên nhân tộc khinh thường phi thăng giả nhất tộc. Có một chút Dương Nghị Vân kỳ thật là lầm, đó chính là thiên nhân tộc tu luyện vấn đề. Hắn trước kia từ mày lá liễu nơi nào nghe nói đến chính là, thiên nhân tộc không thiện tu luyện, sinh ra là cái gì giai đoạn chính là cái gì giai đoạn, cái này nhận thức tuyệt đối là sai lầm. Dựa theo dễ ngàn hành cách nói, cái này ngôn luận chính là sa điêu ngôn luận. Thiên nhân tộc thân là tam giới trung tối cao đàn tộc, các phương diện đều là ưu tú, sao có thể không thể tu luyện. Sau lại Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là đạo lý này. Hơn nữa dựa theo dễ ngàn hành cách nói, thiên nhân tộc không phải không thể tu luyện, mà là không đi tu luyện, tại rất sớm trước kia thời điểm, bọn họ vừa sinh ra chính là thiên nhân tộc, cho rằng là tam giới cường đại nhất đàn tộc, không cần thiết đi tu luyện, nói trắng ra là chính là tự đại cùng lười biếng. Nhưng có một ngày phi thăng giả nhất tộc xuất hiện lúc sau, cái này thiên nhân tộc cái này lười biếng đã bị đánh vỡ. Phi thăng giả nhất tộc chăm chỉ đáng sợ, dẫn lực tu luyện lúc sau, xuất hiện rất nhiều thiên tài hạng người, thành tựu rất nhiều cường giả, cũng đích xác ở nào đó thời kỳ siêu việt thiên nhân tộc, đem thiên nhân tộc ưu việt tính dẫm lên dưới chân. Cũng đúng là nguyên nhân này, mới có thiên nhân tộc cùng phi thăng giả nhất tộc chém giết đại chiến. Dùng dễ ngàn hành nói, hiện tại thiên nhân tộc tuy nói ở tu luyện thượng như cũ không có phi thăng giả nhất tộc như vậy chăm chỉ, nhưng lại tuyệt không phải trước kia. Mỗi người đều biết theo đuổi cùng cường đại cảnh giới, bởi vì tu luyện cấp bậc quyết định thân phận địa vị cùng có khả năng được đến thiên đạo vạn pháp thần thông. Thử hỏi ai như vậy ngốc không đi tu luyện. Hơn nữa đế tôn thống lĩnh thiên giới lúc sau, có phi thường nghiêm mật cấp bậc chế độ, cấp thấp thiên nhân nhìn thấy cao giai thiên nhân liền phải hành lễ, ai thượng một mảng lớn. Cho nên nhưng là dễ ngàn hành nói, cho người nói những lời này người, quyết định là trước kỷ nguyên sống sót đồ cổ, hiện tại đều qua đi hơn 1000 vạn năm. Thần giới thiên giới đã sớm đã xảy ra biến đổi lớn. Thời đại thay đổi, thiên nhân tộc cũng thay đổi. Đến nỗi phi thăng giả nhất tộc, một cái kỷ nguyên xuống dưới, kỳ thật đã tới rồi diệt vong thời điểm. Vì cái gì? Bởi vì thiên nhân tộc thống trị hạ, phi thăng giả nhất tộc không có phi thăng giả phi thăng, hơn nữa thiên nhân tộc bản thân chính là thiên giới chủ yếu quần thể, chỉ cần từ số lượng đi lên nói, đều xa xa vượt qua phi thăng giả nhất tộc. Nhiều năm như vậy xuống dưới, bị thiên nhân tộc áp xúc ở Bắc thần giới cơ hồ là không dám ngẩng đầu trạng thái, hơn nữa rất nhiều phi thăng giả nhất tộc vì cầu sinh tồn, đã sớm dung nhập tới rồi thiên nhân tộc, chẳng qua muốn so thiên nhân tộc lùn một đầu. Có thể thủ vững phi thăng giả nhất tộc thật sự không nhiều ít, chính là lấy Phục Hy cầm đầu một ít thần tộc còn ở thủ vững. Hoặc là nói đang chờ đợi cơ hội. Chờ đợi một cái có thể làm thần tộc ở thiên giới đường đường chính chính hành tẩu cơ hội. Mà hắn Dương Nghị Vân chính là cơ hội này. Lúc ấy Dương Nghị Vân từ dễ ngàn hành trong miệng nghe đến mấy cái này sau, cũng chỉ là cười chi, hắn nghĩ không có khả năng thần tộc hỗn thảm như vậy đi. Không để trong lòng. Chính là kế tiếp, hắn cùng mấy người này tiếp xúc lúc sau, xem như đã biết dễ ngàn hành nói thần tộc thê thảm chút nào không giả, thậm chí còn nói thiếu. Hắn từ dưới một khắc cuối cùng là kiến thức tới rồi thần giới hiện thực. Mặt khác hắn còn lo lắng sẽ đụng tới thiên nhân tộc sau bị nhận ra tới vấn đề. Nhưng dễ ngàn nghề khi nói, nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng, người bị đế tôn theo dõi, chỉ có thể xem như thiên nhân tộc phía chính phủ theo dõi, thiên nhân tộc vô số, nhưng không đều là mỗi một cái thiên nhân tộc liền nguyện trung thành đế tôn nơi chỉ là thiên nhân tộc chính thống, được xưng 33 thiên điện, từ 33 thiên điện đi ra người, đều có một cái đặc thù là thân xuyên thiên giáp. Còn lại thiên nhân tộc cũng đều là từng người tu luyện trạng thái. Hơn nữa một ít cổ xưa thiên nhân tộc thế lực cùng trên thực lực đều rất cường hãn, chính là xem như đế tôn cũng không dám dễ dàng đắc tội, người đối đế tôn tới nói là tương lai cùng hắn cạnh tranh thần giới chi chủ uy hát yêu ta, nhưng đối mặt khác cổ xưa thiên nhân tộc thế lực tới nói, bọn họ cùng ngươi không có thù hận. Thậm chí còn ở trước kỷ nguyên thời đại, có chút cổ xưa thiên nhân tộc, là thực truy phủng càn khôn thần tôn, nhận đồng càn khôn thần tôn lực lượng, hai tộc hẳn là hòa bình cùng tồn tại, mà không phải lẫn nhau chém giết. Những lời này dễ ngàn thủ đô lâm thời cùng hắn liêu quá,
chỉ là Dương Nghị Vân nghe xong lúc sau cũng không có phát biểu ý kiến. Có một số việc, yêu cầu hắn chính mắt đi xem, tự mình đi giám đốc lúc sau mới có thể làm ra phán đoán. Dương Nghị Vân trong óc hiện lên rất nhiều ý niệm, nhìn bộ dạng này diện mạo cũng chỉ có hơn 20 tuổi trung giai thần nhân nói, tìm ta chuyện gì. Đều nói, chúng ta còn kém một người tiến cổ chiến trường, tìm ngươi đương nhiên là hy vọng ngươi gia nhập chúng ta, còn có thể có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi không muốn a? Tiểu tử nói cho ngươi vị này trung giai thiên nhân, là thiên nhân tộc, thiên thành ngàn gia bảy thiếu, ngàn động đại nhân, có thể coi trọng ngươi là tiểu tử ngươi phúc khí, còn không cảm ơn ngàn đông đại nhân. Hảo đi, điển hình hoàng đế bên người thái giám. Bên người một trung niên nhân mở miệng, như vậy đúng là 10 phần vua nịnh nọt, liền thiếu chút nữa quỳ L.I.O.T.A. Một nữ nhân khác còn lại là không nói chuyện, chỉ là nhìn Dương Nghị Vân nhíu nhíu mày. Mà bị trung niên thần nhân nịnh hót người môi giới thiên nhân ngàn đông, còn lại là không nói chuyện ngầm đồng ý trung niên tiếng người, đối loại này nịnh hót thực hưởng thụ tự đắc. Ở thiên giới thật là thiên nhân tộc đi ra ngoài, ở thần tộc người trước mặt muốn cao một đầu. Hắn ngàn động đặt ở thiên nhân tộc chính là cái phổ la đại chúng, nhưng ở thần tộc người trước mặt lại là cao quý, tiến đến cổ chiến trường lực lượng, rất nhiều người đều sẽ mang mấy cái pháo hôi đi vào, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, hắn một chút liền tìm tới rồi hai cái thần nhân tại bên người, bất quá vẫn là cảm thấy càng nhiều càng tốt, vừa muốn tiến cổ chiến trường thời điểm, liền phát hiện một cái đầu bạc tiểu thần nhân đã đến. Tự nhiên muốn mang theo đi vào. Thêm một cái pháo hôi, đối hắn liền nhiều một phần bảo đảm. Hắn là người môi giới thiên nhân, bên người hai cái một nam một nữ cũng đều là sơ cấp thần nhân, trước mắt xuất hiện tiểu tử này cũng là sơ giai thần nhân, vừa lúc đều có thể áp chế, không sợ hắn không đồng ý. So những người này cao hơn một cái tiểu cảnh giới, chính là thật lớn ưu thế, hắn làm gì, này những thần nhân còn không được làm theo làm. Ở thực lực trước mặt, đều phải ngoan ngoãn cúi đầu. Dương Nghị Vân xem như nhìn ra tới, đây là muốn khi dễ hắn. Hơn nữa hắn phát hiện bất đồng chỗ. Thiên nhân tộc cùng phi thăng giả nhất tộc cũng chính là thần tộc phân chia chi biệt, nhìn đều giống nhau, không nói là không biết, chính là đối phương hiển nhiên một chút đã biết hắn thần tộc, này thuyết minh có phân biệt. Nhìn kỹ giống nhau phát hiện khác nhau, giữa mày có ấn ký. Từ lúc trước ở sân thượng xuất hiện ba cái thiên nhân, đến bây giờ đụng tới bên này người môi giới thiên nhân, bọn họ giữa mày đều có một cái kim sắc ấn ký. Tựa hồ là sinh ra đã có sẵn với thân thể nhất thể ấn ký, mà hắn giữa mày không có, trung giai thiên nhân bên người trung niên nhân cùng nữ nhân cũng không có, bao gồm phục hy ôn hòa ngàn thủ đô lâm thời không có. Này liền thuyết minh, giữa mày có kim sắc nguyên điểm ấn ký chính là thiên nhân tộc, mà không có, còn lại là thần tộc. Nghe trung niên nhân nói chuyện, Dương Nghị Vân không khỏi ha hả cười nói, người cùng nữ nhân kia là thần tộc đi. Là giống như gì, tiểu tử ngươi sao lại thế này? Làm ngươi nhanh lên cảm tạ ngàn động đại nhân ngươi nghe không hiểu sao. Trung niên nhân không kiên nhẫn. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài, cái này truy thật, thiên nhân giữa mày có ấn ký, mà thần tộc tắc không có, trung niên là cái thần tộc lại cố tình quỳ L.I.O.T.A. thiên nhân, trọng điểm là còn giúp thiên nhân chèn ép hắn cái này cùng tộc, làm Dương mỗ nhân trong lòng thực khó chịu. Ngươi nãi nãi cái chân, mấy cái ý tứ. Còn có chèn ép đồng bào. Đương nhiên lúc này hắn lại nghĩ tới dễ ngàn hành nói qua một cái từ ngữ, nhị đại thần tộc. Cũng chính là sinh ra ở thần giới thần tộc người, những người này cũng không phải là thiên nhân tộc, vừa sinh ra chính là thấp nhất sơ giai thiên nhân, thần tộc hậu duệ chẳng sợ sinh ra ở thần giới, gen không hảo sau khi sinh cũng sẽ không một bước là thần nhân, có khả năng là người tu chân cấp bậc, cũng có khả năng là tiên nhân cấp bậc. Này đó nhị đại tam đại thậm chí là vài đại thần nhân, có một ít người là tự nói thiên nhân tộc. Cũng không có cái gì bị thiên nhân tộc chèn ép khuất nhục cảm, bởi vì bọn họ không phải đời thứ nhất phi thăng thần nhân, sớm đã thành thói quen thiên nhân tộc thống trị hạ hoàn cảnh, làm chó săn tựa hồ cũng bình thường. Dương Nghị Vân tuy rằng hiện tại mới là sơ giai thần nhân, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ sợ trước mắt ba người, ở cùng cấp bậc chung, chỉ cần không gặp phải giai thiên nhân, hắn thật đúng là không sợ cái gì. Cảnh giới củng cố xuống dưới, đồ long kiếm cũng bị dễ ngàn hành khai phong. Còn có phục hy từ ngữ bẩm sinh bát quái đồ, càng có càn khôn hồ ở, nhiều như vậy đứng đầu thần khí ở trên người, hắn nếu là làm bất quá ba người, hắn liền có thể trực tiếp tìm đậu hủ đâm chết. Ngượng ngùng, ta không có hứng thú gia nhập các ngươi. Dương Nghị Vân trực tiếp cự tuyệt. Nhìn ba người hắn đều khó chịu, gia nhập các ngươi làm mau, lão tử một người lang bạt không được sao. Mở miệng chính là một bộ phương tiện bộ dáng, điều các ngươi mới là lạ.
Nói xong xoay người liền đi, hắn không nghĩ gây chuyện, nhưng các ngươi tốt nhất cũng đừng tới trêu chọc ta. Hỗn trướng! Ngàn Động giận dữ. Một cái nho nhỏ cấp thấp thần nhân mà thôi, cư nhiên như thế không cho hắn Ngàn Diệp mặt mũi, hắn Thiên Thành hắn Ngàn gia cũng coi như là có thể bài thượng hào gia tộc, hắn càng là Ngàn gia thiếu gia, cứ việc là dựa vào sau, khá vậy không phải ngươi một cái nho nhỏ thần nhân có thể bắt ta mặt mũi. Vèo một chút, Ngàn Động trực tiếp xuất hiện ở Dương Nghị Vân trước mặt, chặn đường đi. Phía sau trung niên thần nhân cùng nữ nhân cũng tản mát ra đi thần lực, rất có Ngàn Đông hạ lệnh, liền đối Dương Nghị Vân ra tay tư thế. Tiểu tử cấp mặt không biết xấu hổ, một cái ti tiện tiểu thần nhân, cũng ở bổn thiếu trước mặt càn rỡ, ngươi là không biết thiên nhân chi uy sao, cấp bổn thiếu quỳ xuống. Ngàn Động trực tiếp liền trở mặt, lộ ra sát ý, sát một cái ti tiện thần nhân mà thôi, không có gì ghê gớm. Dương Nghị Vân bị ngăn trở, nghe Ngàn Động sát ý hôi hổi nói, hắn cười. Ha ha, liền điểm này điểm thiên uy, ngươi hù dọa miêu có thể, nhưng là làm ta sợ không đủ, nếu các ngươi tìm chết, vậy thành toàn các ngươi, lão tử kiếm vừa mới khai phong, vừa lúc tế tế. Dương Mỗ Nhân chút nào không để ý, hắn phát hiện cái này kêu Ngàn Động trung giai thiên nhân cư nhiên đối hắn phóng thích uy áp. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nhìn không được cười lạnh, một cái thiên thần uy áp hắn không chịu nổi. Một cái so với hắn cao một cái tiểu cảnh giới thiên nhân uy áp tưởng áp hắn. Nằm mơ đi. Càn Khôn đạo chủng công vận chuyển dưới, Ngàn Động uy áp tiêu tán không còn một mảnh. Đồng thời Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm một phen, không chút do dự đối với nhưng ở trước mặt Ngàn Động chính là nhất kiếm. Oanh! A! À. Nói thì chậm lại là mau, từ vận chuyển Càn Khôn đạo chủng công bắt đầu, Dương Nghị Vân trực tiếp liền động thủ. Mà che ở trước mặt hắn Ngàn Động. Từ đầu tới đuôi đối Dương Nghị Vân đều là coi rẻ, căn bản là không nghĩ tới Dương Nghị Vân dám đánh trả, dám phản kháng, thậm chí thực lực đánh ra đoán trước, nhất kiếm chém ra thời điểm liền biết hỏng rồi, đại kinh thất sắc đi ngăn cản đều không kịp, cường đại vô cùng kiếm khí bao phủ, hắn đều không động đậy thân thể, trơ mắt nhất kiếm dừng ở trên người hắn. Giây tiếp theo chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, kêu thảm thiết một tiếng, trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức. Mà đổ ở Dương Nghị Vân phía sau trung niên thần nhân cùng nữ nhân, trơ mắt nhìn Ngàn Động bị Dương Nghị Vân một ngàn chém thành hai nửa thần thai cũng chưa chạy ra tới, trực tiếp liền quải rớt, phản ứng nhưng thật ra thực mau, kêu lên quái dị phi thân liền chạy. Chính là Dương Nghị Vân sao lại cho hắn cơ hội, ở hắn đối Ngàn Động xuất kiếm lúc sau, dự uy không giảm, không chút do dự toàn lực thúc giục thần lực, xoay người nhất kiếm đối với trung niên thần nhân chém ra. Lộng lẫy ngân quang kiếm khí trung mang theo màu sắc rực rỡ. Oanh một chút kiếm khí mấy chục trượng dừng ở trung niên nhân trên người. A! À, hét thảm một tiếng trung niên nhân từ giữa không trung rơi xuống, thân thể thành hai đoạn, đồng dạng thần thai bị phá hủy, chết đến không thể càng chết. Dương Nghị Vân lúc này mới ánh mắt dừng ở nữ thần nhân thân thượng. Có thừa cái này nữ thần người từ đầu đến cuối đều không có mở miệng qua, cũng không có đối hắn nói năng lỗ mãng, hắn vừa rồi chém ra nhất kiếm chỉ là đối với trung niên nhân. Nếu không cái này nữ thần người cũng giờ phút này ngã xuống. Bùm! Bị Dương Nghị Vân ánh mắt đảo qua, phản ánh lại đây nữ thần người sắc mặt trắng bệch, cả người phát run lại là bùm một chút trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, đại nhân minh giám, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Dương Nghị Vân nhìn quỳ xuống nữ thần người, đôi mắt nhíu lại nói, người đi đi. Hắn người này cứ như vậy, người không trêu chọc ta, ta không vì khó ngươi. Người kính ta một thước, ta kính người một trường. Cái này nữ thần người tuy rằng là đi theo Ngàn Động bên người, nhưng cũng không có đối hắn nói năng lỗ mãng, cũng không có đối hắn ra tay ý tứ. Hơn nữa lại là một nữ nhân, Dương Nghị Vân liền không tính toán so đo. Sau khi nói xong Dương Nghị Vân xoay người liền đi. Bất quá! Hắn đi rồi mấy chục mét sau, lại ngừng lại, nhưng mà bỗng nhiên xoay người, hàn thân nói, cho rằng ta không giết nữ nhân sao? Dương Mỗ Nhân phát hiện cái này nữ thần người thế nhưng đi theo chính mình tới, tức khắc sắc mặt liền âm trầm đi xuống. Nữ thần người cả người run lên, sắc mặt trắng bệch, vội vàng mở miệng nói, đại nhân. Đừng hiểu lầm, ta cũng muốn đi cổ chiến trường tìm giống nhau thần dược, trong nhà có cái muội muội trúng độc, giải độc thần dược ở cổ chiến trường có thể tìm được, ta xem đại nhân cũng như là lần đầu tiên tiến đến cổ chiến trường, đại nhân có thể vòng ta một mạng. Cổ chiến trường nguy cơ tứ phía, địa hình phức tạp, ta đi qua vài lần, nghĩ có thể cho đại nhân chỉ lộ, cũng không có mặt khác ý tứ, phía trước đi theo Ngàn Động, cũng chỉ là bách với hắn uy hát yêu ta, bất đắc dĩ phải cho hắn dẫn đường,
ta cùng ngàn đồng cũng là lần đầu tiên gặp mặt, còn thỉnh đại nhân tin tưởng ta, cũng thỉnh đại nhân cho ta một cái cơ hội. Nói xong nữ thần người phía dưới đầu đi. Dương Nghị Vân xem như nghe minh bạch, nữ nhân này nhìn ra thực lực của chính mình, tưởng đi theo hắn cùng nhau tiến vào cổ chiến trường. Nhưng thật ra cái thông minh nữ nhân, đích xác tiến vào bất luận cái gì thám hiểm nơi, đi theo cường giả đối chính mình cũng là một loại bảo hộ, liền tính là đi tìm cái gì bảo vật, thành công tỷ lệ cũng lớn hơn nhiều. Nữ nhân này mục tiêu thực minh xác, muốn tìm cái gì thần dược cấp muội muội giải độc, vốn là bị ngàn động hát yêu ta bức, đương nhiên chân chính là cái dạng gì Dương Nghị Vân không biết, nhưng sự thật là, hắn bị ngàn động cùng cái kia trung niên nhân giết lúc sau, nữ nhân không có đồng bạn chính mình một người tiến cổ chiến trường đích xác rất nguy hiểm, lựa chọn tốt nhất là lại tìm đồng bạn, hoặc là nói có thực lực cao thủ. Mà hắn chém giết trung giai thiên nhân ngàn động, chém trung niên thần nhân, triển lộ ra bất phàm thực lực, làm nữ nhân thấy được hy vọng, lại là đánh bạo giảng ra nàng tố cầu, cũng nói cho Dương Nghị Vân nàng đi qua vài lần cổ chiến trường, có thể dẫn đường. Dương Nghị Vân nhìn nữ nhân, trong lòng cân nhắc lên. Can đảm cẩn trọng, tư duy rõ ràng, mục tiêu minh xác, ở trong lòng cấp ra nữ nhân này đánh giá. Nói can đảm cẩn trọng là, nữ nhân này tu vi thượng chỉ là một cái sơ giai thần nhân, nhưng lại dám ở hắn chém giết hai cái thần nhân dưới tình huống, đi theo hắn phía sau, giảng ra nàng tố cầu, hơn nữa quan sát ra Dương Nghị Vân lần đầu tiên tới cổ chiến trường, có nhãn lực. Tư duy rõ ràng thượng, nàng dăm ba câu nói có cái muội muội chi độc yêu cầu thần dược, nàng đi qua cổ chiến trường có thể dẫn đường. Mục tiêu minh xác ở Dương Nghị Vân trước mặt tuy rằng sợ hãi, nhưng lại rõ ràng nói ra nàng mục đích, chờ Dương Nghị Vân xử lý. Từ này đó chi tiết nhỏ thượng xem, Dương Nghị Vân thật đúng là xem trọng nữ nhân này liếc mắt một cái. Nghe nàng nói xong lúc sau, Dương Nghị Vân trong lòng về điểm này tức giận cũng tiêu tán. Đích xác hắn biết chính mình yêu cầu một cái dẫn đường, mà trước mắt nữ nhân này phù hợp hắn nhu cầu. Có một cái dẫn đường tại bên người tổng so với hắn một người hạt chuyển động cường. Đến nỗi nói nguy hiểm thượng, Dương Nghị Vân xem nhẹ, đỉnh thiên nữ nhân này chỉ là sơ giai thần nhân, trung giai thần nhân đều không phải, hắn có thể nhất kiếm dây trung giai thiên nhân, tự nhiên không để bụng một cái sơ giai nữ thần người. Nói đến nhất kiếm nháy mắt hạ gục trung giai thiên nhân việc này, Dương Nghị Vân chính mình đều rất kinh ngạc. Đồ Long kiếm bị dễ ngàn hành hoàn toàn khai phong lúc sau, thật là uy lực thượng toàn diện bùng nổ, hiệu quả vượt qua hắn tưởng tượng. Vốn dĩ nghĩ là nhất kiếm có thể thương đến ngàn động bực này trung giai thiên nhân liền không tồi, không nghĩ tới trực tiếp nhất kiếm nháy mắt hạ gục, hơn nữa liền thần thai đều diệt. Cái này hiệu quả thực sự làm hắn không nghĩ tới, vượt qua hắn đoán trước. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, nơi này có ngàn động đối hắn từ đầu đến cuối coi khinh nhân tố, nếu không cũng không phải là nhất kiếm nháy mắt hạ gục kết cục. Nhưng là nói trở về, hiện tại Đồ Long kiếm đích xác thực nghiêu, dễ ngàn hành nói, Đồ Long gia là thời không pháp thần chi gian, thiên cấp bậc pháp thần cường giả thần kiếm, vô hạn tiếp cận thiên đạo trình tự tồn tại, tự nhiên sẽ không kém. Này còn chỉ là hắn hiện tại tu vi yếu ớt, dễ ngàn hành nói qua, Đồ Long kiếm ngày sau sẽ cùng với hắn tu vi thực lực mà phát huy ra lớn hơn nữa uy lực tới, chân chính thuộc tính là thời không, đây mới là Đồ Long kiếm cuối cùng cường đại nhất địa phương. Đáng tiếc hiện tại hắn khoảng cách tiếp xúc thời không còn thực xa xôi. Hắn phải đi lộ rất dài cũng thực gian nan. Bất quá cũng đúng là bởi vì có Đồ Long kiếm nơi tay, hắn cũng là có tin tưởng. Chỉ cần không gặp phải cường đại đến làm hắn không hề phản kích cường giả, hắn có tin tưởng tự bảo vệ mình. Trước mắt cổ chiến trường với hắn mà nói chính là cơ hội. Một cái đã có thể tránh né, đế tôn nanh vuốt địa phương, cũng có thể tăng lên thực lực của chính mình tu vi địa phương. Nhìn trước mắt nữ nhân, Dương Nghị Vân làm ra lựa chọn, mở miệng nói, ngươi tên là gì? Ta kêu với thiến nữ nhân ánh mắt sáng lên vội vàng trả lời. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, đi theo ta cũng có thể, nhưng là ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì oai tâm tư, nếu không trong tay ta kiếm thực sắc bén. Với thiến cả người run lên vội vàng nói, đại nhân nhiều lự, ta chỉ là một cái ở tầng dưới chót cầu sinh tồn tiểu thần nhân, cũng không dám tổn nhị tâm, tiến vào cổ chiến trường sau, hết thảy nghe theo đại nhân an bài. Mục tiêu của ta cũng đơn giản, tăng lên thực lực, đến nỗi người muốn tìm thần dược, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể làm đến, tận lực giúp ngươi. Dương Nghị Vân nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, với thiến hai tròng mắt lập lòe, liên tục nói lời cảm tạ. Đến tận đây hai người xem như đạt thành một cái bước đầu hợp tác. Đi, tiến cổ chiến trường đi,
người đối cổ chiến trường có cái gì hiểu biết đều nói nói. Dương Nghị Vân nhấc chân liền đi. Với Thiến vội vàng đuổi kịp, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đại nhân, cổ chiến trường đại khái tình huống so sánh với ngươi đã có điều hiểu biết, ta liền cấp đại nhân nói nói chúng ta có thể đi tiếp xúc một chút đồ vật đi. Với Thiến thật cẩn thận nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái nói. Đối với Thiến cẩn thận cùng xem mặt đoán ý, Dương Nghị Vân xem ở trong mắt, mặt ngoài bất động thần sắc, nhưng tâm lý lại là đối nữ nhân này không khỏi đề phòng vài phần. Một cái nho nhỏ sơ giai nữ thần người, tư duy rõ ràng, can đảm cẩn trọng, lại hiểu được xem mặt đoán ý, đây là ở nghiên cứu nhân tính nhân tâm a. Như vậy nữ nhân, không thể không phòng. Ngươi tiếp tục nói, ta nghe, Dương Nghị Vân đầu cũng sẽ không tiếp tục đi đường. Với Thiến theo đi lên, nhưng trước sau bảo trì ở Dương Nghị Vân phía sau 3 mét khoảng cách, nhỏ giọng mở miệng nói, cổ chiến trường bốn phía hỗn độn chi khí, bị xưng là hỗn độn thần sát, nội loại dựng dục thiên lôi thiên sát. Dễ dàng không dám phi hành, cho nên đa số đều là đi bộ đi vào. Đến nỗi hỗn độn thần sát bao phủ phạm vi có bao nhiêu rộng lớn, đến nay cũng không ai có thể nói được rõ ràng, dù sao tiến vào cổ chiến trường sau, đối với chúng ta này đó thần nhân cấp bậc người tới nói, cũng chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động, càng là thâm nhập trung tâm nguy hiểm càng lớn. Bất quá liền tính là cổ chiến trường bên ngoài cũng là địa vực rộng lớn, liền tính là ở bên ngoài nghỉ ngơi mấy trăm mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể chuyển động toàn diện. Cổ chiến trường nguy hiểm tất nhiên là không cần phải nói, đồng dạng hồi báo thường thường là có quan hệ trực tiếp. Đủ loại thần dược, cấp bậc thuộc tính từ từ đều có, liền xem có hay không cơ duyên đạt được, còn có chính là biến dị thần sát thú loại, có chút là dị thường cường đại, các có thuộc tính thiên phú, gặp phải cấp thấp còn hảo thuyết, thực lực cũng đủ là có thể chém giết, gặp phải đẳng cấp cao chỉ có chạy trốn phân. Không đủ thần sát thú loại cả người đều là bảo, đặc biệt là thần hạch. Liền tính là cấp thấp thần hạch cũng đều có thể tăng lên thực lực tu vi, máu cốt nhục da lông nhưng dùng để luyện chế thần đan thần khí từ từ. Còn có chính là ở bên trong phải cẩn thận mặt khác thần nhân hoặc là thiên nhân, tiến vào cổ chiến trường chẳng khác nào tiến vào sinh tử đài, người giết người, thú giết người. Chỉ có thể dùng tàn khốc tới hình dung. Đối với cấp thấp thần nhân thiên nhân tới nói, dùng cửu tử nhất sinh tới hình dung một chút đều không quá. 10 cái người tiến vào cổ chiến trường có thể có một cái sống giả ra tới liền không tồi. Với Thiến vừa đi vừa nói chuyện, Dương Nghị Vân không nói chuyện, lại là trong lòng ở khởi gợn sóng, hắn biết hắn đem cổ chiến trường tưởng quá đơn giản, hắn có thể cảm giác được với Thiến nói những lời này, đều không phải là nói chuyện giật gân, có lẽ hiện thực còn muốn càng tàn khốc. Hai người liền đi biên nói, bất chi bất giác liền đến xám xịt hỗn độn chi khí trước. Đi vào đi xem. Dương Nghị Vân phát hiện hỗn độn chi khí giống như là từ đại địa trung toát ra tới giống nhau, rồi sau đó thẳng thượng tận trời, bao phủ toàn bộ phía chân trời, tầm nhìn không giống nhau, có chút địa phương chỉ có thể thấy 3 mét tả hữu, có chút địa phương lại có thể nhìn đến mấy trăm hơn 1.000 mét ở ngoài. Xuyên thấu qua hỗn độn sương mù, Dương Nghị Vân có thể nhìn đến bên trong, đích xác cùng ngoại giới hết thảy khác nhau rất lớn, xám xịt chủ sắc, nhìn có chút âm trầm. Đi, đi vào. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi trực tiếp bước vào hỗn độn trong sương mù. Phía sau với Thiến có chút nôn nóng hô, đại nhân từ từ, tiểu tâm sương mù có độc. Một ít tràn ngập sương mù chướng khí linh tinh địa phương, thật là có độc, bất quá Dương Nghị Vân không để ý, khí độc gì đó còn không gây thương tổn hắn. Với Thiến theo sát ở Dương Nghị Vân phía sau, bước vào sương mù thời điểm mở ra thần quang hộ thể. Dương Nghị Vân thấy được nàng sau đầu thần hoàn, đích xác chỉ có một. Ánh mắt cũng nhạt nhẽo, là sơ giai thần nhân tu vi. Đến nỗi chính hắn, thân thể cường độ cơ sở ở tiên giới thời điểm cũng đã là rất cường đại, đi vào thần giới lúc sau trải qua thần quang lễ rửa tội, làm thân thể càng thêm thượng một cấp bậc, cơ sở rắn chắc, người khác là so không được. Cho nên điểm này khí độc gì đó, với hắn mà nói có thể xem nhẹ bất kể. Hơn nữa, có một chút là bất luận kẻ nào đều so không được ưu thế, đó chính là hắn có thể luyện hóa bất luận cái gì năng lượng. Này đến ích với càn khôn tạo hóa công, công pháp bản thân liền thiên đạo trình tự cấp bậc, toàn bộ thần giới cũng không mấy cái, hơn nữa sau lại chính hắn cải tạo thăng hoa, thành càn khôn đạo chủng công, liền càng khó lường. Cho nên nói Dương mẫu nhân đáy kỳ thật thực rắn chắc. Không tồn tại cái gì phòng bị, nếu hắn liền điểm này khí độc đều ứng phó không tới, cũng liền không cần thiết tiến vào cổ chiến trường. Đi vào tới sau, ngược lại là không có bên ngoài nhìn qua như vậy sương mù nồng hậu. Tầm nhìn kỳ thật rất cao, chẳng qua toàn bộ thế giới đều là tối tăm. Hoàn toàn bị hỗn độn thần sát cấp che đậy phía chân trời. Trong tầm mắt nhìn lại là mênh mông vô bờ núi non.
Dương Nghị Vân đối nơi này địa hình là hai mắt một bôi đen, nhìn thoáng qua phía sau đuổi theo với Thiến mở miệng hỏi, chúng ta hẳn là đi cái gì phương hướng, hoặc là nói cái gì địa phương có thể được đến chỗ tốt, có hay không cái gì kiến nghị. Với Thiến buột miệng thốt ra nói, ta kiến nghị đi Thần Thạch Cốc. Thần Thạch Cốc, Dương Nghị Vân sửng sốt, hắn nhưng thật ra quên mất thần thạch này một vụ, tu chân giới có linh thạch, tiên giới tiên thạch, như vậy thần giới tự nhiên liền có thần thạch. Hơn nữa hắn ở tiên giới thời điểm được đến quá thần thạch, chẳng qua bị Càn Khôn Hồ cấp cắn nuốt. Không hề nghi ngờ nghe tới thần thạch cùng tiên thạch chỉ có một chữ chi kém, nhưng với chất chứa năng lượng tuyệt đối là cách biệt một trời. Chỉ nghe với Thiến nói, đúng vậy, từ nơi này hướng tây đi ước chừng 300 dặm, nơi nào có một cái sơn cốc gọi là thần thạch cốc, là trước kỷ nguyên thần thạch mạch khoáng, tuy rằng hoang phế, nhưng như cũng còn có không ít thần nhân đi chạm vào vận khí. Vận khí tốt luôn là có thể thu hoạch có hai viên thần thạch, bất luận cái gì giai đoạn không thể thiếu thần thạch phụ trợ, một viên thần thạch trung chất chứa năng lượng, dựa theo thường quy hấp thu thiên địa thần nguyên lực tới tính, cho dù là sơ giai thần thạch cũng để được với 3 tháng thời gian tu luyện. Dương Nghị Vân có chút kinh ngạc, hắn tư duy còn dừng lại ở tiên giới thượng, đối với thần thạch khái niệm vẫn là bản năng tham khảo tiên thạch, nhưng là lúc này nghe với Thiến nói cho dù là một viên sơ giai thần thạch cũng để được với bình thường hấp thu thiên địa thần nguyên lực 3 tháng thời gian. Hắn trong lòng liền không bình tĩnh. Trong lòng nghĩ xem ra thần thạch cùng tiên thạch khái niệm các phương diện hoàn toàn là khác nhau rất lớn, nếu là như thế này, như vậy thần thạch thứ này liền phi thường cần thiết đi tìm. Hắn ở phía trước tới cổ chiến trường lý luận thượng tu luyện 1-2 tháng, chính là cảm nhận được muốn tăng lên tu vi yêu cầu kiểu gì khổng lồ năng lượng chống đỡ, hiện tại xem ra thần thạch là cái thực tốt con đường. Đột nhiên hắn nhớ tới, chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì. Nhìn thoáng qua với Thiến Dương Nghị Vân nhớ tới ái phía trước chém giết trung giai thiên nhân ngàn động cùng cái kia sơ giai trung niên thần nhân tới. Dĩ vãng ở tiên giới giết người cướp của chính là quen cửa quen nẻo, như thế nào liền quên mất không lục soát ngàn động hai người thân đâu. Thần thạch a, thân là thiên nhân thần nhân tất nhiên có thần thạch ở trên người đi. Như vậy tưởng tượng Dương Nghị Vân đối với Thiến nói, người trở về từ cái nào ngàn động trên người nhìn xem có hay không thần thạch. Với Thiến cũng không có nhích người, mà là cười khổ nói, đại nhân bọn họ hai cái đều là kẻ nghèo hèn, tuyệt đối không có đồ vật, điểm này ta ở đụng tới bọn họ thời điểm đã nhìn ra, cái kia ngàn động đừng nghe hắn nói là sinh ra thiên nhân tộc, là cái gì chó má thiên thành ngàn gia bảy thiếu, kỳ thật chính là cái bên cạnh hóa người, chẳng qua ở chúng ta thần tộc phía trước chơi chơi uy phong thôi, hắn nếu là trên người có thần thạch, không đến mức tìm ta cùng cái kia trung niên thần nhân cùng nhau tiến cổ chiến trường. Dù sao chính là kẻ nghèo hèn, bao gồm ta cũng là, không cần thiết ở trở về một chuyến, có thời gian này chúng ta không còn sớm đi thần thạch cốc chạm vào vận khí, sợ không chừng còn có thể có điều thu hoạch. Ách kia hành đi Dương Nghị Vân một trận kinh ngạc, không nghĩ tới với Thiến sẽ một ngụm nói ra lời này tới. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, cường giả vi tôn, vật cảnh thiên trạch hoàn cảnh hạ, điểm này thượng mặc kệ là tiên giới vẫn là thần giới đều giống nhau bình thường. Nói đến cùng ngàn động cùng cái kia trung niên thần nhân đều là thần giới thấp nhất giai tồn tại. Không có gì kỳ quái. Theo sau với Thiến dẫn đường, hai người hướng về thần thạch cốc mà đi. Dương Nghị Vân không có đang hỏi với Thiến quá nhiều, nhưng là hắn tổng cảm giác với Thiến là có mục đích hành vi. Nhưng hắn không để ý, dù sao với hắn mà nói, tiến vào cổ chiến trường chính là tùy duyên tìm đột phá thực lực cơ hội, mặc kệ là thần thạch cốc cũng hoặc là mặt khác với hắn mà nói đều giống nhau. Liền ở Dương Nghị Vân cùng với Thiến tiến vào cổ chiến trường lúc sau. Ở chém giết ngàn động cùng trung niên thần nhân hiện trường, thần quang đại tác phẩm dựng lên, lại là xuất hiện một bát người. Cầm đầu người, đúng là ngày đó xuất hiện hỏa thần vương cùng cái kia thiên thần, còn có 9 tên thân xuyên khôi giáp thiên nhân. Đại nhân hơi thở biến mất, hiển nhiên là tiến vào, thiên thần cổ chiến trường, chúng ta làm sao bây giờ? Trung niên bộ dáng trời sinh mồi lửa thần vương nói. Hỏa thần vương là cái hồng phát lão giả, vẻ mặt âm trầm chi sắc, nhìn dưới chân ngàn động cùng trung niên thần nhân thi thể, trầm ngâm nói, này hai cổ thi thể hơi thở xem, là có người vận dụng cao giai thần khí, kia tiểu tử hơi thở cũng là ở chỗ này biến mất, thoạt nhìn không đơn giản, phục hy những người đó tự nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ thủ đoạn bảo kia tiểu tử chu toàn, bất quá cũng không dám trắng trợn táo bạo tới. Trái lại sở chúng ta cũng không thể trắng trợn táo bạo, khôi đại nhân phân phó qua. Đế tôn vô thượng tới rồi thời khắc mấu chốt, không phải thời điểm trêu chọc những cái đó lão thần tộc, ta không hảo ra mặt, ngươi tự mình dẫn người đi vào, đem kia tiểu tử giết, nhớ kỹ lần này chỉ cần thành công không được thất bại, nếu không ngươi cũng đừng đã trở lại.
Tên này thiên thần nghe hỏa thần vương nói chuyện cả người đều là run lên, thấp giọng trả lời, thỉnh thần vương yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn biết cái kia phi thăng đi lên kêu Dương Nghị Vân tiểu thần nhân, là đế tôn thân tự phân phó thiên pháp thần Khôi đại nhân tự mình đốc thúc người, mà Khôi đại nhân đường đường thiên pháp thần tự nhiên không thể tự mình ra tay, đối phó một cái nho nhỏ thần nhân phái ra hỏa thần vương đốc thúc như vậy đủ rồi. Hắn lại là hỏa thần vương dưới trướng thiên thần, thượng một lần kia tiểu tử bị không gian thần vương cứu đi, đã là tội lớn, nhưng sự phát đột nhiên, thiên pháp thần Khôi đại nhân cũng chưa nói cái gì. Hơn nữa đã cùng thần tộc cao tầng có giao tế. Hiện tại lại là chỉ có thể lại bất động thần sắc đuổi giết, tên này trời sinh tuy rằng không biết một cái phi thăng tiểu tử vì cái gì có thể kinh động đế tôn vô thượng, nhưng cũng đoán được ra tới, muốn khoảnh khắc tiểu tử sợ là không dễ dàng, nhưng hôm nay đã không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Theo sau mang theo 9 tên thượng giai thiên nhân trực tiếp tiến vào thiên thần cổ chiến trường. Chờ tên này thiên thần mang theo 9 thiên nhân tiến vào cổ chiến trường sau. Hỏa thần vương vung tay lên đem dưới chân ngàn động cùng tên kia trung niên thần nhân thi thể nhóm lửa, trên mặt đất chỉ để lại tới 2 đôi cho tàn, một trận gió nhẹ thổi qua hết thảy đều biến mất một cái sạch sẽ. Lẩm bẩm, không gian thần vương dễ ngàn hành, lần này lão phu không ra tay, ngươi cũng đừng nghĩ bảo kia tiểu tử, đế tôn vô thượng muốn trừ người, toàn bộ tam giới còn không có người có thể lưu đến hạ. Dương Nghị Vân giờ phút này còn không biết thiên nhân tộc đã có thiên thần đãi nhân tiến vào cổ chiến trường, tiến đến giết hắn. Mấy cái canh giờ sau, hắn ở chỗ thiến dẫn dắt hạ, đã tiến vào thần thạch cốc. Toàn bộ thần thạch cốc nói là sơn cốc, lại là thực thật lớn đại hẻm núi. Hai sườn sơn thể đều là thần quang thoáng hiện, cao ước mấy ngàn trượng, đi ở trong hạp cốc càng thêm tối tăm vô cùng. Từ lúc bắt đầu là có thể thấy, sơn cốc hai sườn núi lớn đều là một đám lớn lớn bé bé huyệt động. Với thiến đối Dương Nghị Vân nói, hiện tại có thể nhìn đến những cái đó cửa động, đều là từ trước kỷ nguyên vẫn luôn bị khai đào đến nay lưu lại thần thạch quặng mỏ, chúng ta lại hướng bên trong đi một chút, đến lúc đó nhìn xem cái nào quặng mỏ thần nguyên lực tương đối nồng hậu, liền tiến cái nào quặng mỏ, nhưng thật ra cũng chỉ là xem vận khí tìm xem. Dương Nghị Vân nhìn rậm rạp quặng mỏ, mặc kệ là sơn cốc hai sườn, chính là thật lớn sơn cốc bình thản nơi cũng đều có vuông góc lớn nhỏ cửa động, xem khởi đều là bị khai đào quá. Nghe với thiến nói chuyện, hắn nhíu mày nói, người ý tứ hoàn toàn không mục tiêu, chính là chạm vào vận khí. Với thiến cười khổ nói, chính là như thế, nơi này thần thạch quặng mỏ bị khai đào xa xăm, nhưng là có đôi khi chính là chạm vào vận khí, có lẽ chúng ta lựa chọn một cái quặng mỏ tiến vào một viên cũng sẽ không có thu hoạch, có lẽ có thể thu hoạch thượng trăm viên, đi thôi, kỳ thật kiến nghị đại nhân tới nơi này, cũng không chỉ cần là chạm vào vận khí tìm thần thạch, cổ xưa thần thạch khu mỏ chung. Thường thường cũng có một ít cộng sinh bảo vật tồn tại, bất mãn đại nhân nói, ta muốn tìm thần dược, cũng có thể lại ở chỗ này tìm được. Có thể dựng dục xuất thần thạch mạch khoáng, bản thân chính là chí bảo nơi, cho dù là cái này cổ xưa thần thạch mạch khoáng vứt đi rớt, cũng không thể phủ nhận nơi này là bảo địa sự thật, trừ bỏ thần thạch tự nhiên còn có thể dựng dục ra mặt khác thần vật tới. Này tòa thần thạch khu mỏ nội chiến thật lớn, quả thực chính là một bên khác thế giới, ta tin tưởng chúng ta nhiều ít sẽ có thu hoạch. Dương Nghị Vân nghe với thiến nói như vậy, đảo cũng cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu nói, hành đi, dù sao đều là chạm vào vận khí, ta người này từ trước đến nay vận khí không tồi. Một đường đi tới, cùng với thiến nói chuyện phiếm nói chuyện, hai người dần dần quen thuộc sau, trừ bỏ đối với thiến trong lòng còn có phòng bị ở ngoài, Dương Nghị Vân kỳ thật càng ngày càng thưởng thức cái này nữ thần người. Tư duy các phương diện đều rất mạnh, quả thực liền đầu tiên là trời cao phái tới cho hắn ở cổ chiến trường dẫn đường giống nhau. Đại nhân thỉnh với thiên ý bảo Dương Nghị Vân phía trước đi. Dương Nghị Vân cười cười nói, ta kêu Dương Nghị Vân, ngươi kêu ta đại nhân, rất biệt nữ, kêu ta Dương Nghị Vân liền hảo. Dương, vẫn là kêu đại nhân đi, đều thói quen, với thiên hơi hơi mỉm cười. Tùy ngươi đi Dương Nghị Vân lắc đầu, về phía trước đi đến, hắn tổng cảm thấy cái này với thiên đối chính mình thái độ thực phức tạp, có đôi khi có loại khinh thường, nhưng rồi lại có thực trọng kính sợ. Dù sao hắn cảm giác trung nữ nhân này tâm tư trọng, một cái sơ giai thần nhân, nhưng Dương Nghị Vân lại có chút nhìn không thấu nàng. Chờ Dương Nghị Vân đi đến, với thiến lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua sơn cốc ở ngoài, không khỏi nhíu mày, hai tròng mắt trung hiện lên một tia sát khí cùng lo lắng. Lúc này Dương Nghị Vân hô, nhanh lên tới a, ngẩn người làm gì đâu. Tới với thiến trên mặt khôi phục bình thường, vội vàng theo đi lên. Giờ phút này hai người đã muốn chạy tới sơn cốc mấy ngàn mét nơi,
với Thiến Tắc mở miệng nói, đại nhân không bằng liền từ nơi này vào đi thôi, ta cảm giác ra nhiều. Dương Nghị Vân vốn dĩ vẫn luôn muốn đi sơn cốc chỗ sâu trong, nhưng nghe được với Thiến nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua nàng chỉ vào một chỗ quặng mỏ, tựa hồ cũng là có thể cất chứa một người đi vào tiểu quặng mỏ, nhìn chẳng ra gì, vốn dĩ tưởng nói ở đi một chút, nhưng lại thấy được nàng hai tròng mắt chung có một ít lo âu hiện lên, trong lòng một đốn, lại là gật gật đầu nói, hành đi, nơi này liền nơi này, dù sao ngươi đối nơi này thuộc. Trong lòng lại đang nói, đến muốn nhìn ngươi một chút trong hồ lô muốn làm cái gì. Lập tức hai người tiến vào tiểu quặng mỏ, gần là một người có thể quá lỗ nhỏ khẩu, cong eo chui đi vào. Dương Nghị Vân ở phía trước, với Thiến ở phía sau. Bất quá đi rồi mười mấy mét lúc sau, lại là sơn động dần dần rộng mở lên, sơn động thạch tài là nhàn nhạt thanh màu vàng, không biết có phải hay không thần giới đặc thù vẫn là bởi vì nơi này là thần thạch mạch khoáng sơn thể, đều tản ra vầng sáng, lại là cũng không tối tăm. Lại đi mấy chục mét sau, toàn bộ sơn động càng ngày càng to rộng, có thể xem ra tới đều bị vũ khí sắc bén ngạnh sinh sinh đào ra sơn động, căn cơ thực cổ xưa. Cảm giác hoàn toàn như là đi ở rắn chắc chung. Ngay từ đầu là thẳng tắp, đi rồi vài trăm thước lúc sau, xuất hiện phân nhánh, có khai thác dấu vết, hơn nữa Dương Nghị Vân thử sơn thể thạch tài so với bên ngoài cứng rắn mấy chục lần không ngừng. Dừng lại sau, Dương Nghị Vân nói, không bằng chúng ta ở chỗ này thử xem vận may, nhìn dáng vẻ nơi này không như thế nào khai đào quá. Nhưng là không nghĩ tới với Thiến Tắc không chút do dự nói, tiếp tục về phía trước đi, vẫn luôn thâm nhập mạch khoáng chỗ sâu trong đi. Nói xong trực tiếp tới rồi phân nhánh khẩu, lựa chọn một cái nghĩ bên trong kéo dài sơn động liền phải đi vào. Lúc này Dương Nghị Vân lại là nheo lại mắt mở miệng nói, người tựa hồ thực bất an, có phải hay không hẳn là theo như lời. Dương Nghị Vân một câu ra tới, với Thiến cả người một chỉnh, xoay người trên mặt như cũ mang theo một tia kính sợ nói, đại nhân không có thời gian giải thích, ta sẽ không hại ngươi, đi mau. Ha ha, đi, đi được sao? Đúng lúc này với Thiến nói cũng chưa nói xong, đã bị một thanh âm cấp đánh gãy. Lúc này Dương Nghị Vân bỗng nhiên quay đầu lại, lại là phát hiện phía sau từng đạo thần quang ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó phía sau quặng mỏ xuất hiện một cái cá nhân ảnh, không nhiều không ít vừa lúc 10 người. Liếc mắt một cái đảo qua, mỗi một cái giữa mày đều có thiên nhân tộc ấn ký. Hơi thở thượng xem đều rất cường đại, cầm đầu trung niên nhân, càng là Dương Nghị Vân cảm nhận được thật lớn áp lực. Hơn nữa có quen thuộc hơi thở, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, người này trên người hơi thở đúng là ngày đó ở Ngộ Đạo Sơn, từ trên trời giáng xuống muốn chỉ hắn vào chỗ chết kia chỉ bàn tay khổng lồ hơi thở. Thiên thần! Dương Nghị Vân trong lòng vừa kéo. Ngày đó hắn bị Dễ Ngàn Hành cứu, từ Dễ Ngàn Hành trong miệng biết được, đối hắn ra tay người là thiên thần, là thiên tộc hỏa thần vương dưới trướng. Sơ giai thiên thần! Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới, hơn nữa trực tiếp tiến vào cổ chiến trường. Phía sau 9 người, hơi thở muốn nhược một ít, đều là thượng giai thiên nhân. Hai bên giống cái mười mấy mét, cầm đầu thiên thần nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, hai tròng mắt chung lạnh nhạt, bất quá gần quét giống nhau liền dừng ở Dương Nghị Vân phía sau với Thiến trên người, mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Dương Nghị Vân từ cái này thiên thần trong mắt nhìn ra được tới, đối phương đối hắn chút nào không thấy ở trong mắt, ngược lại đối hắn phía sau với Thiến có kiêng kỵ, này càng thêm xác định hắn trong lòng đối với Thiến suy đoán. Quả nhiên là có vấn đề. Bất quá hắn tưởng không rõ, với Thiến cũng là một cái sơ giai thần nhân mà thôi, như thế nào khiến cho cái này thiên thần coi trọng. Kịch bản không đúng hắn mới là vai chính. Lúc này với Thiến tiến lên một bước, chắn Dương Nghị Vân trước người, đỉnh đối diện thiên thần nói, hắn chỉ là một cái tiểu thần nhân mà thôi, đến nỗi các người 33 thiên như thế đại động can qua sao. Hỏa thần vương tự mình công đạo, bất đắc dĩ, cho người hai lựa chọn. Đệ nhất chính mình rời đi, bổn thiên thần không vì khó ngươi, ta chỉ cần hắn. Thiên thần nói chuyện ánh mắt nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, tiếp tục nói, đệ nhị, các ngươi hai cùng nhau biến mất. Không đến nói chuyện, vậy ra tay đi ngươi có ngươi phụng mệnh, ta có ta sứ mệnh. Với Thiến híp mắt nói chuyện, đồng thời Dương Nghị Vân trong óc vang lên với Thiến truyền âm nói, chờ lát nữa trực tiếp hướng về quặng mỏ chỗ sâu trong trốn, đừng có ngừng xuống dưới. Dương Nghị Vân nghe với Thiến truyền âm. Có chút phát ngốc, hắn kỳ thật đối với Thiến chỉ là có nghi hoặc, còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, bỗng nhiên với Thiến đối hắn ra tay. Oanh! Một tiếng nổ vang, Dương Nghị Vân phát hiện, với Thiến một chưởng vỗ vào trên người hắn, tức khắc thân thể hắn không tự chủ được bay lên, hướng về phía sau quặng mỏ mà đi,
bất quá hắn không có cảm giác có chút bị thương, ở cùng thời gian hắn cảm nhận được với thiến trên người hơi thở bùng nổ, thần quang lập lòe dựng lên, sau đầu hiện lên mà ra hai cái thần hoàn, hơi thở thượng cư nhiên không cần đối diện thiên thần nhược. Hắn ở rơi xuống đất thời điểm, lại là trong tầm mắt nhìn đến, phân nhánh khẩu một đạo kết giới xuất hiện. Cái này hắn thấy được rõ ràng, với thiến chiêu thức ấy trực tiếp phong ấn hắn nơi cửa động, là muốn ngăn trở thiên thần làm hắn trốn. Trong lòng cũng khiếp sợ, với thiến quả nhiên có vấn đề, cư nhiên là thiên thần cấp bậc, ngay từ đầu sơ cấp thần nhân cảnh giới, là giả. Tuy rằng không biết vì cái gì với thiến muốn ngụy trang, nhưng hiện tại lại là minh bạch, với thiến là cố ý tiếp cận hắn, mà mục đích là bảo hộ hắn. Cứ việc dễ ngàn hành cùng Phục Hy nói qua, thần tộc là sẽ không có người trợ giúp hắn, thần tộc một khi ra tay thiên nhân tộc tất nhiên đại động, đến lúc đó sẽ bùng nổ hai tộc đại chiến, Dương Nghị Vân lúc ấy trong lòng phun tào quá, khá vậy không trông cậy vào thật sự sẽ có người giúp hắn, hắn rõ ràng chung quy vẫn là đến dựa vào chính mình. Lúc này nhìn đến với thiến ra tay, lại cũng là trong lòng có cảm động. Hắn biết, với thiến xuất hiện không phải ngẫu nhiên, tuyệt đối ôn hòa ngàn hành hoặc là nói Phục Hy có quan hệ. Trốn. Dương Nghị Vân cũng là theo bản năng xoay người liền chạy. Bởi vì cái kia thiên thần ngày đó ở Ngộ Đạo Sơn đối hắn ra tay đến nay làm hắn lòng còn sợ hãi, lại còn có 9 đại thượng giai thiên nhân tồn tại, cục diện đích xác bất lợi. Vì ôm lấy mạng nhỏ, hắn không chút do dự đào tẩu, hướng về quặng mỏ chỗ sâu trong mà đi. Các ngươi đi giết hắn, trung niên thiên thần lạnh như băng hạ lệnh. Là bên người 9 đại thượng giai thiên nhân tức khắc vòng qua với thiến hướng về Dương Nghị Vân chạy trốn quặng mỏ mà đi. Giờ phút này với thiến không có ngăn trở 9 đại thiên nhân, bởi vì nàng bày ra kết giới, 9 đại thiên nhân một chốc một lát là đánh không phá nàng bày ra kết giới, nàng ánh mắt trước sau đỉnh ở đối diện thiên thần trên người, đại địch chỉ có cái này thiên thần, chỉ cần bám trụ cái này thiên thần, Dương Nghị Vân liền với thời gian, nàng sứ mệnh liền tính hoàn thành. Quả nhiên, ầm ầm ầm. 9 đại thượng giai thiên nhân bị ngăn trở ở kết giới ở ngoài, 9 đại liên thủ công kích kết giới, lại là không có phá vỡ. Thiên thần nhìn với thiên ánh mắt có chút co rút lại nói, sơ giai thiên thần đỉnh, người đến lúc đó không tồi, bất quá người cho rằng có thể ngăn lại ta. Thử xem sẽ biết, 33 thiên thiên thần, ta cũng giết quá. Với thiên lạnh nhạt nói chuyện, cả người hơi thở vô cùng rét lạnh. Oanh một chút, bỗng nhiên ra tay, đối với phía trước thiên thần, phất tay mà ra. Nàng lòng bàn tay toát ra một cái cổ xưa khắc văn, toàn bộ tay kết băng, biến trong suốt lên, quặng mỏ trung độ ấm cấp tốc giảm xuống, xuất hiện xương lạnh. Trung niên thiên thần đồng tử co rút lại là cả người cứ việc đại tác phẩm, nguyên bản một tiếng ngân bạch khôi giáp còn lại là tại đây một khắc biến thành kim sắc, một tiếng kim giáp lộng lẫy uy phong vô cùng, trong tay một phen xuất hiện một mặt kim sắc đại kỳ, hừ lạnh một tiếng huy động đại kỳ, toàn bộ quặng mỏ đều kim quang đại tác, đón nhận với thiến một kích. Ầm vang, răng rắc sát, hai người giao thủ dưới, với thiến bày ra hàn khí đại tác phẩm, trung niên thiên thần kim sắc đại khí kim quang lộng lẫy, chạm vào nhau dưới, hàn băng vỡ vụn. Nhưng lại một chút không phân cao thấp. Hai người giao thủ lúc sau, lại lần nữa tách ra. Trung niên thiên thần còn lại là sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm với thiến trầm giọng nói, càn khôn thần vệ, ngươi là càn khôn dư nghiệt. Là giống như gì với thiến nhìn chằm chằm thiên thần. Tay trái hàn băng ngưng tụ, tay phải một phen lại là xuất hiện một kiện ngọc tịnh bình thần khí. Cái này trung niên thiên thần có chút sắc mặt trầm đi xuống, hắn biết cái này càn khôn dư nghiệt, tu vi thượng so với hắn còn vượt qua một tia, hẳn là vừa rồi hắn vận dụng thần khí, mà đối phương chỉ biết tay không, giờ phút này thấy nàng lấy ra thần khí tới, liền biết không hảo ứng đối. Đương nhiên hắn cũng có hắn thủ đoạn, có thể trấn áp cái này càn khôn dư nghiệt, nhưng trọng điểm là muốn đuổi giết cái kia tiểu thần nhân. Không thể cùng cái này càn khôn dư nghiệt háo đi xuống, nghĩ đến nơi này thiên thần đối nơi xa còn ở công kích kết giới 9 đại thiên nhân hô, trước đừng động, kết trận, tru sát cái này càn khôn dư nghiệt. Ở trung niên thiên thần trong lòng, cái kia tiểu thần nhân trốn không thoát hắn lòng bàn tay, không đáng để lo, trọng điểm là trước mắt cái này càn khôn dư nghiệt thực khó giải quyết, trước kỷ nguyên thời đại, đế tôn vô thượng hạ tru sát chi lệnh, dung chuyển đại kiếp nạn người gọi là càn khôn thiên ma đại ma đầu, là thiên tộc nhất đẳng nhất đại địa. Cứ việc càn khôn thiên ma bị đế tôn vô thượng cấp tru sát, nhưng là càn khôn thiên ma dưới trướng có càn khôn thần vệ người theo đuổi, xuất quỷ nhập thần. Vẫn luôn ở treo cổ, chính là không treo cổ chạy nhanh, vô cùng khó chơi. Không nghĩ tới hôm nay đã bị hắn gặp phải một cái, trung niên thiên thần đau đầu hết sức, lại cũng hưng phấn, bởi vì tru sát một cái càn khôn dư nghiệt,
thu hoạch đến hồi báo thực phong phú. Lúc này triệu tập 9 đại thiên nhân kết trận, hơn nữa hắn, chu sát cái này càn khôn dư nghiệt, không là vấn đề. Ngay lập tức chi gian, 9 đại thiên nhân kết trận, ở trung niên thiên thần chỉ huy hạ, đem với thiến vây quanh. Thiên phạt, trung niên thiên thần, ra lệnh một tiếng, toàn bộ quặng mỏ một tấc vuông chi gian, trận pháp hình thành, hóa thành một cái khác thế giới, với thiến đang ở trong đó, nhìn thiên địa biến sắc, phong hỏa lôi điện các loại thần lực đối với nó trên người mà đến. Giờ khắc này với thiến ngược lại thực bình tĩnh, cũng không có sợ hãi, bởi vì đối một màn này sớm đã có chuẩn bị, cứ việc biết ngăn không được, nhưng lại như cũ bạo phát. Băng xương mất đi. Nàng toàn thân hàn băng bùng nổ, oanh một chút, ngàn vạn nói hàn khí bộc phát ra đi, muốn phá tan này một phương trận pháp thế giới. Nhưng mà ở nổ vang lúc sau, với thiến hộc ra một búng máu tích. Nàng thất bại. Một cái cùng nàng cảnh giới tương đồng thiên thần mang theo 9 thượng giai thiên nhân kết trận chu sát nàng, cái này kết cục chú định là nàng thất bại. Nhìn đầy trời rớt xuống các loại thuộc tính sinh lý ở một lần đối với nàng mà đến, với thiến đứng không nhúc nhích, nàng từ bỏ chống cự, bởi vì nàng biết phản kích vô lực, nàng cần phải làm là cấp vị nào tiên đoán trung thiếu chủ, tranh thủ thời gian, tính thời gian hắn hẳn là không sai biệt lắm đến quặng mỏ chỗ sâu trong, nàng sứ mệnh liền hoàn thành. Với thiến khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhìn đầy trời thuộc tính thần lực đối với nàng mà đến, nàng đã làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Bất quá! Đúng lúc này, toàn bộ trận pháp kết thành tối tăm thế giới, lại là bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa thanh âm. Oanh! Lại là một đạo không ánh sáng 10 sắc kiếm khí, ngạnh sinh sinh từ trên trời giáng xuống, tức khắc đem toàn bộ trận pháp thế giới bổ ra. Với thiến nghe được một thanh âm vang lên. Uy ngươi là ta tìm được hướng dẫn du lịch. Ta không làm ngươi chết ngươi liền không được chết, ngươi đã chết ai cho ta dẫn đường. Nghe được thanh âm này, với thiến không có sống sót sau tai nạn bị người cứu giúp vui sướng, ngược lại sắc mặt đại biến, nháy mắt trắng bệch. Với thiến nghe được thanh âm này tự nhiên là Dương Mẫu Nhân thanh âm, nàng đều làm tốt chết chuẩn bị, không nghĩ tới Dương Nghị Vân lại có thể phản hồi tới. Này không phải bạch bạch chịu chết sao? Nỗ lực uổng phí. Nàng sứ mệnh chính là bảo hộ Dương Nghị Vân. Nhưng hiện tại hết thảy đều xong rồi. Đừng nhìn nàng cũng là thiên thần, nhưng đối mặt thiên tộc thiên thần cùng 9 thượng giai thiên nhân, nàng là vô lực. Chính là đã chậm, theo trận pháp thế giới bị phá, Dương Nghị Vân đã xuất hiện ở bên người nàng. Với thiến khó thở, ngươi. Đương nhiên nàng câu nói kế tiếp chưa nói xong liền dừng, quan tâm sẽ bị loạn, đột nhiên nàng phản ứng lại đây, không thích hợp a. Dương Nghị Vân chỉ là một cái tiểu thần nhân, nhưng lại đi mà quay lại. Hiển nhiên là phá nàng bày ra thiên thần kết giới, ngẫm lại vừa rồi kia nhất kiếm cư nhiên trực tiếp phá trung niên thiên thần cùng 9 đại thượng giai thiên nhân liên hợp bày ra trận pháp thế giới. Này thuyết minh Dương Nghị Vân thực lực xa không phải mặt ngoài nhìn lại sơ giai thần nhân đơn giản như vậy. Nghĩ lại phía trước, Dương Nghị Vân huy kiếm chảm ngàn động cùng trung niên thần nhân, đều là nháy mắt hạ gục. Tuy rằng lúc ấy nàng cũng kinh ngạc, khá vậy không nghĩ tới Dương Nghị Vân có thể có bao nhiêu cường đại. Lúc này lại là không như vậy suy nghĩ, thực hiển nhiên Dương Nghị Vân thực lực có thể cùng thiên thần so sánh với. Định nhãn vừa thấy, với thiến khiếp sợ, nháy mắt công phu tiểu tử này cư nhiên từ sơ giai thần nhân cấp bậc trực tiếp đạt tới thượng giai thần nhân đỉnh, kém một bước chính là thiên thần chi cảnh. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Dương Nghị Vân tiểu tử này cũng cùng nàng giống nhau, bản thân tu vi cảnh giới liền cao, là ẩn tàng rồi tu vi đạo hạnh. Nhưng với thiến ngẫm lại không đúng a. Dễ ngàn hành thần vương tìm nàng bảo hộ Dương Nghị Vân thời điểm, chính miệng nói Dương Nghị Vân tiểu tử này chỉ là sơ giai thần nhân cảnh giới, với thiến biết dễ ngàn hành thần vương là sẽ không nói dối, càng sẽ không nhìn lầm sẽ không lừa nàng. Hơn nữa hồi tưởng khởi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Dương Nghị Vân thời điểm, nàng cũng xem xét quá Dương Nghị Vân chính là cái sơ giai thần nhân cảnh giới, cũng không phải là hiện tại thượng giai thần nhân đỉnh chi cảnh. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Với thiến trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Liền ở chỗ thiến ngây người thời điểm, Dương Nghị Vân lại là mở miệng nói, đừng phát lăng, người đi bám trụ cái kia thiên thần, ta đi diệt 9 thiên nhân. A nga nga nga, hảo. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện với thiến phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng trả lời. Lúc này trung niên thiên thần mang theo 9 đại thiên nhân đã công kích lại đây, không có thời gian nghĩ nhiều lực lượng. Dương Nghị Vân dứt lời lúc sau, đã nhằm phía 9 đại thượng giai thiên nhân. Với thiến còn lại là phất tay chi gian ngăn cản trung niên thiên thần, đã không có trận pháp cùng 9 đại thượng giai thiên nhân, chỉ cần làm nàng đi bám trụ một cái thiên thần, tuy nói chém giết không được,
nhưng là bám trụ không thành vấn đề. Lúc này nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Dương Nghị Vân. Bất quá nhìn qua, Dương Nghị Vân một cái đi đối phó chín đại thiên nhân hẳn là vấn đề không lớn, có thể nhất kiếm phá thiên thần liên hợp chín đại thiên nhân trận pháp thế giới, đủ để thuyết minh Dương Nghị Vân thực lực. Tuy rằng lúc này nhìn lại Dương Nghị Vân cũng chỉ là thượng giai thần nhân, cùng chín đại thượng giai thiên nhân cảnh giới tương đồng, nhưng với thiến có thể cảm thụ Dương Nghị Vân hơi thở xa xa siêu việt cùng cấp bậc, huống chi trong tay hắn kia đem thần kiếm không giống bình thường. Chỉ cần nàng bám trụ cái này thiên thần, chờ Dương Nghị Vân giải quyết chín đại thiên nhân lúc sau, lại trái lại giúp nàng, tất nhiên có thể chém giết cái này trung niên thiên thần. Nghĩ đến đây với thiến trong lòng an tâm nhiều, thì triển ra cả người thần lực đối với trung niên thiên thần tiếp đón qua đi, không cho hắn một tia thở dốc cơ hội, hoặc là nói bằng không xuất hiện ngoài ý muốn, làm Dương Nghị Vân an tâm đi đối phó chín đại thiên nhân. Bên kia Dương Nghị Vân thúc giục tăng lên đạo chủng thần lực, làm trong tay đồ long kiếm phát ra ầm ầm vang lên, đối với chín đại thiên nhân huy kiếm chém ra cửu kiếm, tu vi cảnh giới đột phá, làm hắn xuất kiếm cùng thúc giục thần lực đều đạt tới một cái chính hắn cũng chưa tưởng tượng đến thậm chí là không biết uy lực. Cơ hồ là hô hấp chi gian, chính là cửu kiếm chém ra, đối trông được chín thiên nhân, mau đến xem tàn ảnh nông nỗi. A a a a, từng tiếng kêu thảm thiết cùng kêu rên thanh không ngừng vang lên đồng thời, cùng với chính là chín đại thiên nhân thân thể cắt thành hai đoạn đầu mình hai nơi. Nháy mắt hạ gục, hô hấp chi gian nháy mắt hạ gục,